tâm thần được rót vào, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên tiêu ý. Vốn hắn còn cho rằng trên nhẫn chữ vật của cường giả vũ tôn ít nhiều cũng sẽ bố trí một chút cấm chế, thế nhưng Truy Phong tôn giả này thật không ngờ nhẫn chữ vật của hắn có một ngày lại rơi vào trong tay người khác, cho nên không ngờ lại không bố trí bất luận một cái cấm chế nào. Hơn nữa linh hồn thể của Truy Phong tôn giả đã bị diệt, nhẫn chữ vật này đã trở thành vật vô chủ. Lại phát tài rồi. Tâm thần được rót vào, lúc này Lục Lâm Thiên cười lớn. Trong nhẫn chữ vật của cường giả vũ tôn quả thực bất phàm. Đan dược thất phẩm có vài khỏa, cũng có không ít vũ khí không biết là Truy Phong tôn giả từ nơi nào thu thập được, ước chừng khoảng mấy trăm bộ. Tuy nhiên toàn bộ đều là vũ khí hoàng cấp chiếm đa số, vũ khí huyền cấp sơ giai chỉ có hơn 10 bộ, còn có 2 bộ, Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức bên trên dường như là vũ khí huyền cấp trung giai. Về phần những thứ khác có một ít dược liệu, đan dược cấp thấp, vật liệu luyện khí cũng có không ít, nói chung thu hoạch lần này không tồi. Trưởng môn, trong này có bảo vật gì vậy? Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng có chút hiếu kỳ. Nhẫn chữ vật cường giả vũ tôn A, không biết bên trong có những thứ gì. Coi như là bảo vật, đây là đan dược lục phẩm trung giai âm dương đan, các ngươi cầm đi, có thể tăng cường một ít tu vi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức xuất ra 2 viên đan dược giao cho Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc. Đa tạ trưởng môn. 2 người Hoa Mãn Lâu Hoa Mãn Ngọc lập tức cảm tạ. Đan dược lục phẩm trung giai 2 người không phải là không có. Thế nhưng đây là thứ trưởng môn cấp cho bọn họ. Nếu nói trong các đường chủ và trưởng lão phi linh môn ai giàu nhất thì không thể nghi ngờ chính là huynh muội Hoa gia. 2 người khi trước từ Bách Thú Cốc chạy tới Sơn Mạch Vụ Hải cũng mang theo không ít tài phú của một thế lực nhị lưu tuyệt đối không ít một chút nào. Mà trong đám tài phú tích trữ bao nhiêu năm của Bách Thú Cốc, đan dược lục phẩm trung giai tự nhiên cũng có, thế nhưng đan dược lục phẩm trung giai trưởng môn ban cho bọn họ lại không giống như vậy. Đây chính là sự tin tưởng, thừa nhận 2 người bọn họ. Bạch Linh, nàng có thể bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài được không? Thu hồi huyễn ảnh thanh vũ, ánh mắt Lục Lâm Thiên chuyển động, lập tức nói với Bạch Linh. Truy Phong tôn giả chính là vũ giả thuộc tính phong, ta cũng là yêu thú thuộc tính phong, cho nên muốn bố trí một đạo cấm chế đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng cường giả tới đây cũng không khó nhìn ra đây chính là cấm chế mà yêu thú bố trí. Bạch Linh nói. Điều này không cần lo lắng, chỉ cần bố trí một đạo cấm chế là được. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười, nụ cười vô cùng quỷ dị. Có lẽ đám người kia cũng sắp tới, mau thu thập một chút, chúng ta đi trước. Một lát sau mấy người đi ra khỏi sơn động, ở trong không trung, quanh thân Bạch Linh tràn ngập quang mang chói mắt, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn, khi đạo thủ ấn cuối cùng được kết, trong miệng Bạch Linh quát lên một tiếng. Phong! Thanh âm của Bạch Linh vừa dứt. Chỉ thấy lúc này có một đạo quang trụ màu trắng vô cùng lớn đột nhiên bắn ra. Không gian trống rỗng chung quanh trong nháy mắt có năng lượng ba động. Rồi một quang trụ màu trắng nhanh chóng hóa thành một đạo cấm chế bằng năng lượng màu trắng vô hình, ngưng kết trên ngọn núi. Siêu siêu! Trên ngọn núi lúc này đã khôi phục bộ dáng như trước đây, người bình thường căn bản không nhìn ra biến hóa. Từng đợt năng lượng nổi lên ba động khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp khuếch tán. Để đối phó mà thôi, nếu cường giả tới đây hẳn là không khó nhìn ra đây là cấm chế do yêu thú bố trí. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như vừa rồi bố trí đạo cấm chế này khiến cho nàng tiêu hao không ít. Dù sao đi nữa cũng chưa từng có cường giả tới đây nghiên cứu qua, cho nên là ai bố trí cũng không quan trọng, quan trọng là phi linh môn chúng ta không đi vào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến Độc Long cung phụng. Mấy người Lục Lâm Thiên đi ra, lúc này chúng đệ tử nhanh chóng hành lễ, đối với việc mấy người trưởng môn đi vào trong sơn cốc mấy ngày bọn họ không dám hỏi nhiều, ngay cả đới trưởng An cũng vậy. Người ở đây quả thực càng ngày càng nhiều. Tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra, lúc này bốn phía quả thực có không ít người, đều là thế lực tam lưu và tán tu. Lục trưởng môn, chúng ta đánh chết người của Thanh Phong môn, không biết có dẫn tới Thanh Phong môn trả thù hay không? Đới Trường An đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Lúc đánh chết 2.000 người của Thanh Phong môn trong lòng hắn vô cùng hả giận. Thế nhưng mấy ngày vừa qua trong lòng hắn không khỏi lo lắng Thanh Phong môn sẽ trả thù. Thực lực của Quỷ Vũ Tông hiện tại không thể chống lại Thanh Phong môn. Đới Tông chủ cứ yên tâm đi, tới lúc đó nếu như đám người Thanh Phong môn dám tới thì Phi Linh môn ta nhất định sẽ cùng một trận tuyến với Quỷ Vũ Tông.
Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An có chút vui vẻ nói. Có những lời này của Lục Lâm Thiên hắn cũng yên tâm hơn không ít. Ồ, không thiếu Vũ Xuất có mặt. Thiên Độc Yêu Long nhìn phía trước, lúc này phía chân trời có vô số yêu thú khổng lồ đang vỗ cánh bay tới. Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn cũng tới giúp vui sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn về phía trước, trên lưng hai đầu yêu thú phi hành tứ giai hậu kỳ đều có hơn 10 đạo thân ảnh, xuất hiện ở giữa không trung. Nghe nói Quỷ Vũ Tông gần đây gặp chút phiền phức, Bảo Đài Môn ta và Quỷ Vũ Tông luôn có giao tình, tự nhiên không thể bàng quan đứng nhìn, hy vọng có thể giúp đới tông chủ một chút. Trên lưng đầu yêu thú phi hành bên trái, hơn 10 đạo thân ảnh nhảy xuống, người dẫn đầu chính là trưởng môn Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn. Nam Hải Môn ta và Quỷ Vũ Tông cũng có giao tình cho nên lần này tới đây tương trợ Quỷ Vũ Tông một tay. Trên lưng đầu yêu thú phi hành thứ hai cũng có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Người dẫn đầu không phải là ai khác mà chính là trưởng môn Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn. Trợ giúp một tay sao? Sợ rằng muốn đục nước béo cò thì đúng hơn. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn tới đây quả thực càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại càng náo nhiệt càng tốt, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi. Lục trưởng môn, chuyện này. Đới Trường An nhìn Lục Lâm Thiên, đám người Nam Hải Môn và Bảo Đài Môn tới đây vì chuyện gì hắn cũng có thể đoán được, hắn không ngốc tới mức đó. Quỷ Vũ Tông và Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn có giao tình không giả, thế nhưng cũng không có giao tình quá lớn. Ba phái âm thầm giao phong không biết bao nhiêu lần, từ trước tới nay không ngừng một chút nào. Đới Tông Chủ, người ta lặn lội từ xa tới đây giúp Quỷ Vũ Tông ngươi một tay, ngươi không thể chậm trễ đón tiếp như vậy à? Lục Lâm Thiên nhìn Đới Trường An rồi nói. Hóa ra là Vương trưởng môn của Bảo Đài Môn, Trần trưởng môn của Nam Hải Môn đại giá quang lâm, thứ lỗi cho ta không tiếp đón từ xa. Đới Trường An hiểu ý, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Đới Tông Chủ không cần khách khí. Ánh mắt hai người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông nhìn qua Đới Trường An rồi nói. Lục Lâm Thiên ở phía xa không khỏi cười nhạt, nếu như Đới Trường An này không phải là tông chủ hiện tại của Quỷ Vũ Tông thì chỉ sợ hai người bọn hắn cũng không để ý tới Đới Trường An. Đới Tông Chủ, ta nghe nói ở đây xuất hiện một đạo cấm chế, chuyện này có thật không? Trần Ngọc Đông nói, quả thực có việc này, hai vị trưởng môn nếu như có hứng thú vậy thì có thể đi tham quan một lần. Ánh mắt Đới Trường An quét về phía Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có phản đối lúc này mới mở miệng nói. Vậy mời Đới Tông Chủ dẫn đường, chúng ta tới kiến thức một phen. Hai người Trần Ngọc Đông, Vương Sán Nhiên nhanh chóng đi về phía trước. Vốn ý định ban đầu của bọn chúng là vậy, lúc này thấy Đới Trường An không phản đối tự nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt của Đới Trường An, không ít đệ tử của Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn lúc này cũng tiến vào bên trong sơn cốc. Khi Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở phía sau cũng khẽ gật đầu nói. Hóa ra là Lục trưởng môn cũng ở đây, quả thực so với chúng ta còn nhanh hơn a. Ân. Đối mặt với hai người này, Lục Lâm Thiên chỉ khẽ đáp một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Khi trước hai người này trong sơn mạch Vụ Hải cũng đối với hắn như vậy, mà hiện tại Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn Lục Lâm Thiên cũng không để vào trong lòng. Hai người Trần Ngọc Đông Vương Sán Nhiên nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lục Lâm Thiên trong lòng có chút không vui, thế nhưng cũng phải chịu đựng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa rồi đi cùng với Đới Trường An vào trong sơn cốc. Trưởng môn, Nam Hải Môn và Bảo Đài Môn tới nơi này sợ rằng muốn tới đục nước béo cò. Nhìn thấy hai người Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông tiến vào trong sơn cốc, Hoa Mãn Lâu lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Vấn đề là không có cá, để cho bọn chúng khuấy đục nước đi. Chuyện này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Đúng vậy, vẫn là trưởng môn cao minh. Hoa Mãn Lâu cười nói, những thứ trong cấm chế đã sớm nằm trong túi trưởng môn, hiện tại cũng không ai biết được điều này. Lại có Vũ Xuất tới đây, là Vũ Xuất cửu trọng. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn vào phía trước, lúc này có một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời. Chính là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ ngũ giai sơ kỳ, bên trên cũng có mấy đạo thân ảnh. Trên lưng yêu thú phi hành này, có một người đứng đầu bộ tóc bạc trắng, vẻ mặt có chút âm lệ, khí tức quanh người tỏa ra vô hình trung hiện lên một cỗ uy áp. Là hắn. Nhìn thấy người này trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức có chút lạnh lẽo.
Người này Lục Lâm Thiên không quên được, chính là cửu nhân của lão độc vật, là một trong hai vũ xuất cửu trọng truy sát lão độc vật khi trước, chính là Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông. Siêu siêu! Trong bầu trời, hơn chục đạo thân ảnh trên yêu thú phi hành nhảy xuống. Một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra. Trong hơn 10 người này thì có 5 cường giả vũ xuất, những người còn lại đều là vũ xuất bát trọng. Thực lực Thiên Tinh Tông quả thực không kém. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Từ đám người Thiên Tinh Tông tới đây hắn cũng không khó nhận ra thực lực Thiên Tinh Tông. Vũ xuất không chỉ có vài người, loại thực lực này không phải là thứ mà thế lực nhị lưu có thể lấy ra. Huống chi còn có lời đồn, trong Thiên Tinh Tông còn có cường giả vũ vương. Người tới là người phương nào, đây là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta. Mời chư vị rời đi. Hơn 10 người này xuất hiện đã sớm có đệ tử Quỷ Vũ Tông tiến lên ngăn cản. Cảm thấy thực lực đám người này bất phàm cho nên khẩu khí tốt hơn không ít. Nếu như là người bình thường đã sớm có đệ tử Quỷ Vũ Tông tiến lên đánh chết. Địa bàn Quỷ Vũ Tông. Trên đây viết tên Quỷ Vũ Tông sao? Tránh ra cho ta. Trong đám người Thiên Tinh Tông lúc này có một đại hán quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đám đệ tử Quỷ Vũ Tông. Trưởng môn, hình như là người của Thiên Tinh Tông. Hoa Mãn Ngọc tới bên người Lục Lâm Thiên. Đôi mắt xinh đẹp trầm xuống khẽ nói nhỏ bên tai Lục Lâm Thiên. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên đáp, người của Thiên Tinh Tông tuy rằng Lục Lâm Thiên không nhận ra, thế nhưng hắn lại nhận ra Tất Phương Sơn này. Các người rốt cuộc là người phương nào, nơi này không phải là nơi mà các người có thể xông loạn. Tốt nhất là nên tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Phủ Kỳ Tùng tiến lên nói với đám người vừa tới. Cảm nhận thực lực đối phương. Tuy rằng biết mấy người tới là người bất phàm, không phải là người bình thường, thế nhưng lúc này có trưởng môn ở đây, tự nhiên hắn sẽ không e ngại. Hừ, vũ xuất tứ trọng dám ở trước mặt bản soái kiêu ngạo. Lẽ nào ngươi chán sống rồi sao? Ánh mắt Tất Phương Sơn nhìn vào đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vẻ mặt trầm xuống, một cỗ hàn ý tràn ra. Ta thấy là ngươi chán sống mới đúng, có tin ta chỉ cần một cái tát là ngươi chết hay không? Một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này Thiên Độc Yêu Long trừng mắt, thân ảnh chợt lóe khiến cho không gian gợn sóng. Trong nháy mắt nhảy tới bên cạnh Hoàng Phủ Kỳ Tùng, một đạo hàn ý rơi vào trên người Tất Phương Sơn. Thân thể Tất Phương Sơn đột nhiên run lên, cảm nhận cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện rõ ràng còn trên hắn, đây là một cỗ yêu khí. Yêu thú thất giai. Tất Phương Sơn lùi lại mấy bước, cảm nhận yêu khí cuồn cuộn trên người Thiên Độc Yêu Long, toàn thân bị áp chế. Tuy rằng kẻ trước mặt có hình thù nhân loại thế nhưng không thể nghi ngờ chính là yêu thú thất giai. Trước mặt yêu thú thất giai quả thực hắn không có thực lực kiêu ngạo. Lúc này Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng kinh ngạc nhìn vào Độc Long cung phụng, cảm nhận yêu khí trên người vị cung phụng này khiến cho hắn nhận ra, không ngờ vị Độc Long cung phụng này lại là yêu thú thất giai, là cường giả tương đương với vũ vương của nhân loại. Lục Lâm Thiên cười khổ, Độc Long này quả thực có chút bao che, thân là cung phụng của Phi Linh Môn. Nhìn thấy người của Phi Linh Môn bị bắt nạt thì lập tức không nhịn được, thế nhưng cũng lại làm bại lộ thân phận của mình. Ngươi vừa nói ai chán sống? Lặp lại lần nữa xem. Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng nhìn Tất Phương Sơn, đôi mắt trợn lên, bộ dáng dường như muốn động thủ. Chúng ta chính là người của Thiên Tinh Tông, nếu có gì mạo phạm mong các hạ thứ lỗi. Sắc mặt Tất Phương Sơn đỏ lên, cơ mặt co quắp, nhanh chóng ôm quyền nói với Thiên Độc Yêu Long. Thiên Tinh Tông. Ta quản ngươi là người Thiên Tinh Tông gì, chỉ là vũ xuất cửu trọng mà thôi, lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ta chỉ cần tát một cái cũng đánh chết ngươi. Thiên Độc Yêu Long quát lên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi đổi, đang muốn nói gì đó, thế nhưng ánh mắt lập tức nhíu lại, nhìn về không trung. Siêu siêu. Giữa không trung lúc này có hai đầu yêu thú phi hành mang theo tiếng xé gió bay tới, mang theo cuồng phong gào thét không ngừng, trên lưng có chừng 30 đạo thân ảnh. Cầu được ước thấy, tất cả đều tới. Lục Lâm Thiên khẽ vuốt mũi, thầm mỉm cười. Trong tâm thần của hắn đám người mới tới hắn cũng không xa lạ gì. Trên lưng hai đầu yêu thú phi hành này lần lượt là động chủ Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động, còn có cốc chủ Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc. Lục Lâm Thiên phỏng chừng, Huyền Nguyên Cốc và Tầm Vũ Động tới đây có lẽ là trợ giúp Thanh Phong Môn một tay, chỉ tiếc Huyền Phong Cốc và Tầm Vũ Động vẫn tới chậm một chút. Ở dưới không có ai là người của Thanh Phong Môn. Trên lưng hai đầu yêu thú khổng lồ, mọi người nhìn xuống phía dưới, lúc này sắc mặt vô cùng kỳ quái.
không ngờ phía dưới lại không có một người nào của Thanh Phong môn cả. Đám người Huyền Nguyên Cốc và Tầm Vũ động tới, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long cũng chuyển lên bầu trời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đầu yêu thú phi hành, một cỗ khí tức tràn ra. Rát rát, hai đầu yêu thú phi hành bị Thiên Độc Yêu Long trừng mắt lập tức toàn thân run rẩy, thân thể mất đi cân đối, trực tiếp rơi xuống đất. Siêu siêu, đám người trên lưng hai đầu yêu thú phi hành lúc này đều nhảy xuống, chân khí bạo phát. Việc này khiến hai người Trúc Thiên Sơn và Mao Sương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Siêu siêu, hai đầu yêu thú phi hành khổng lồ mãi tới khi gần đập xuống mặt đất thì mới ổn định tâm thần, hai cánh lập tức khẽ vỗ, bay lên trên không trung. Thế nhưng cũng không dám xoay quanh ở phụ cận mà đứng ở phía xa không dám tới gần. Điều này làm cho đám người của Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc vô cùng nghi hoặc. Siêu siêu, không biết từ nơi nào có mấy đạo thân ảnh đáp xuống bên người Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt hai người lập tức đại biến, ánh mắt nhìn về phía đám người Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn mang theo chút kinh ngạc. Sau đó lập tức chuyển sang người Lục Lâm Thiên, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau một chút. Ồ, hóa ra Mao Động chủ cùng với Trúc Cốc chủ cũng tới đây rồi sao? Quả thực có chút kỳ quái, nơi này không có liên quan tới các ngươi nha. Trong sơn cốc, đám người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đã nhìn qua cấm chế, lúc này nghe thấy động tĩnh phía ngoài sơn cốc cũng lập tức đi ra phái ngoài. Khi đám người Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông đi ra ngoài sơn cốc, ánh mắt nhìn thấy đám người Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông lập tức ngạc nhiên. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, dường như chuyện này cũng không liên quan tới ngươi mà. Mao Sương Nguyên, Trúc Thiên Sơn vẻ mặt ngưng trọng, nói với hai người Vương Sán Nhiên. Lúc này có không ít thế lực hội tụ khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm cười lớn. Xem ra cấm chế cường giả Vũ Vương lưu lại đối với thế lực nhị lưu mà nói có mê hoặc vô cùng lớn. Đối với thế lực nhất lưu như Thiên Tinh Tông cũng có sự mê hoặc không nhỏ. Trong tâm thần của Lục Lâm Thiên cũng đã cảm ứng được không ít khí tức mờ ảo ở chung quanh. Khí tức cũng không kém, có lẽ đều là một ít tán tu vũ xuất có thực lực không tầm thường. Siêu siêu. Ngay khi tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét chung quanh thì lúc này có một đám thế lực xuất hiện. Tràng diện lúc này trở nên lộn xộn, có mấy thân ảnh nhảy ra rồi đáp xuống phía dưới. Đám người này đều là vũ xuất thất trọng, bát trọng. Trưởng môn, đây là mấy tán tu nổi danh trong cổ vực, có lẽ bọn họ cũng có hứng thú đối với bảo vật. Hoa Mãn Lâu đứng ở bên cạnh Lục Lâm Thiên khẽ nói. Càng náo nhiệt càng tốt. Lục Lâm Thiên nói. Mấy cường giả vũ xuất xuất hiện, mọi người không khỏi nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Sắc mặt đám người Vương Sán Nhiên cùng với Trần Ngọc Đông có chút xấu xí. Đạo cấm chế vừa rồi bọn họ cũng đã thử qua, bằng vào thực lực của bọn họ căn bản không thể phá vỡ cấm chế. Lại có người đến. Bạch Linh khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt liếc về phía bầu trời. Siêu siêu. Phía xa trong không trung lúc này có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hai cánh của đầu yêu thú này rung động mang theo tiếng gió rít gào. Cấp bậc của đầu yêu thú này đã tới ngũ giai hậu kỳ. Trò hay bắt đầu rồi, thế nhưng dường như tới hơi sớm. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đám người tới là chính chủ a. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có ba đạo thân ảnh đứng trước. Lục Lâm Thiên đương nhiên vô cùng quen thuộc, đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang gia Cát Tử Vân. Phí Lan trưởng lão cùng với trưởng môn Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn. Mà ra Cát Tử Vân xuất hiện khiến cho Lục Lâm Thiên nhíu mày, không nghĩ tới Lan Lăng Sơn Trang lại để cho ra Cát Tử Vân này tới đây, quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trên lưng yêu thú phi hành, Phụng Tiên Hành nhìn thấy lúc này có không ít người, đang muốn tìm kiếm thân ảnh của người trong môn phái, thế nhưng lúc này trong đoàn người hắn không nhìn thấy một người nào của Thanh Phong Môn cả. Tham kiến ra Cát thiếu gia. Tham kiến Phí Lan trưởng lão. Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động và Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc vốn ở phía xa không biết làm gì, lúc này nhìn thấy mấy người trên lưng yêu thú phi hành lập tức vui vẻ tiến lên hành lễ. Siêu siêu. Đám người trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống, ánh mắt mọi người chung quanh lập tức nhìn vào đám người này. Hóa ra là Mao Động chủ cùng với Trúc Cốc chủ. Phí Lan trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt không có bao nhiêu biết hóa. Mà lúc này ánh mắt của Gia Cát Tử Vân đang đảo qua đám người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong đoàn người, Lục Lâm Thiên nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có một cỗ hàn ý tập trung vào người mình.
mà chủ nhân của cỗ hàn ý này chính là Gia Cát Tử Vân kia. Lục Lâm Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt Gia Cát Tử Vân tức thì trầm xuống, thân thể chậm rãi tiến lên đi về phía Lục Lâm Thiên. Ta tưởng là ai, hóa ra là đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang a. Lục Lâm Thiên khe nói, ánh mắt thầm đảo qua đám người Lan Lăng Sơn Trang. Lần trước có người che chở cho ngươi, không biết lần này để xem có ai che chở cho ngươi nữa hay không. Nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Gia Cát Tử Vân tiến lên mấy bước rồi chắp tay đứng đó. Đối với đám người chung quanh Gia Cát Tử Vân không đặt vào trong mắt. Mà lúc này mọi người nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang dường như có chút khúc mắc, cả đám lập tức nhìn vào hai người, bộ dáng như xem náo nhiệt. Có người che chở ta, thế nhưng ta quả thực không biết, có người nếu không có bốn chữ Lan Lăng Sơn Trang này thì có lẽ cũng chẳng có gì hơn người. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ngươi sao, không cần phí miệng lưỡi nữa, có dám đánh một trận không? Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý. Vì việc này mà hắn phải tới đây. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bằng vào thực lực linh xuất ngũ trọng của Gia Cát Tử Vân này quả thực bất phàm. Nói không chừng trên người cũng có một ít con bài chưa lật. Thân là đại thiếu gia Lan Lăng Sơn Trang, không có con bài chưa lật là chuyện không có khả năng. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều có con bài chưa lật trên người. Gia Cát Tử Vân này có lẽ cũng không thiếu. Nếu Gia Cát Tử Vân này thực sự cùng hắn đánh một trận, trong lòng Lục Lâm Thiên quả thực không sợ. Thế nhưng hiện tại không phải là thời gian thích hợp, bởi vì hiện tại động thủ chính là để cho người khác chiếm tiện nghi. Nghe Gia Cát Tử Vân muốn khiêu chiến với Lục Lâm Thiên, đám người chung quanh lập tức hứng thú. Ánh mắt đều nhìn vào người Lục Lâm Thiên, không ngừng đoán giả đoán non xem Lục Lâm Thiên có ứng chiến hay không. Cũng có người trong lòng thầm đem đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang cùng với trưởng môn Phi Linh Môn này đặt lên bàn cân để so sánh. Vì sao ta phải đánh với ngươi một trận? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn Gia Cát Tử Vân rồi mỉm cười nói. Nếu như ngươi không dám thì trực tiếp nhận thua đi. Gia Cát Tử Vân lạnh lùng nói, trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy Bạch Linh bên người Lục Lâm Thiên. Thân ảnh yểu điệu vô song, mang theo khí chất cực kỳ quyến rũ cùng với yêu mị phong tình vạn trùng. Dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng mang theo một chút uy nghiêm. Toàn bộ đều tập trung trên người nữ tử này khiến cho Gia Cát Tử Vân nhìn vào trong nháy mắt thất thần. Từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào tuyệt mỹ như vậy. Nhìn thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt Bạch Linh lập tức lạnh lùng. Trong ánh mắt có một cỗ hàn ý nhanh chóng tập trung vào trên người Gia Cát Tử Vân. Toàn thân Gia Cát Tử Vân run lên. Dưới hàn ý này khiến cho hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Tới lúc này hắn mới nhận ra, nữ tử giống như tiên tử hạ phàm này cũng là một cường giả tuyệt đối. Khi ánh mắt chuyển qua người Lục Lâm Thiên, trong lúc bất chi bất giác trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên sự oán hận. Lữ Tiểu Linh và tiểu tử này có quan hệ không cạn. Lúc này nữ tử giống như tiên tử hạ phàm này cũng ở bên cạnh tiểu tử này, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ oán hận. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Lúc này một tiếng hét lớn của Phụng Tiên Hành vang lên. Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức của 2.000 đệ tử Thanh Phong Môn, rốt cuộc hắn đã biết được vì sao toàn bộ đệ tử của mình đều biến mất, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Siêu! Dưới sự giận dữ, Phụng Tiên Hành dường như đã mất đi lý trí, thân ảnh từ trong đoàn người trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí bạo phát ra, thân ảnh mang theo tốc độ nhanh tới cực hạn. Tạo thành từng đạo tàn ảnh khiến cho những người chung quanh hoa mắt. Thân ảnh Phụng Tiên Hành đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa, trong tay mang theo một đạo quyền ấn cùng với tiếng xé gió hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trên quyền ấn, không gian trực tiếp vặn vẹo. Phụng Tiên Hành này là vũ xuất ngũ trọng, loại thực lực này tuyệt đối được coi là cường giả. Kinh khí hung hãn lập tức khuếch tán khiến cho không ít người biến sắc rồi nhanh chóng lùi lại. Phụng Tiên Hành, ngươi còn chưa có tư cách này. Hoa Mãn Lâu hét lớn một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng tiến lên phía trước. Thủ ấn trong tay biến hóa, nắm tay to lớn đá về phía trước. Trong quyền ấn của hắn, kinh khí bạo phát, thân thể tạo thành hình vòng cung, sau đó giống như một con hổ đang phủ phục, quyền ấn hung hăng đánh về phía trước. Hai đạo quyền ấn đều vô cùng nhanh chóng, chân khí bạo phát, hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm với nhau. Phanh phanh, thanh âm nặng nề vang lên trong không gian. Hai đạo quyền ấn va chạm với nhau khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp xuất hiện rồi khuếch tán.
Kinh khí cường hãn quét ngang không gian vạn thước, mọi người chung quanh lúc này phải bố trí hộ thân cương khí để bảo vệ bản thân và đệ tử trong môn ở bên trong. Khục khục, trong kinh khí cuồng bạo lúc này hai thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi. Thân thể Phụng Tiên Hành trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hoa Mãn Lâu cũng bị đẩy lùi hai bước, thế nhưng nhìn qua so với Phụng Tiên Hành thì khá sơn nhiều, chiếm được một chút thượng phong. Độc Long Huynh, để cho ta tới là được. Ngay khi thân ảnh Hoa Mãn Lâu bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhận thấy khí tức trên người Thiên Độc Yêu Long cách đó không xa đang ba động, dường như đang định xuất thủ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhanh chóng truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long. Phụng Tiên Hành, người dám xuất thủ với ta, người đáng chết. Sau khi truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long xong, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Lập tức Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo thủ ấn, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, tức thì trước người có một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Quyền ấn mang theo thanh thế cường hãn, Lục Lâm Thiên khom lưng xuống, nhanh chóng đánh đạo quyền ấn này xuống mặt đất phía trước. Ầm ầm, một quyền này đánh ra, toàn bộ ngọn núi ngoài sơn cốc rung động. Mặt đất trước mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên văng tung tóe, một cái khe mấy chục thước hiện lên. Trong nháy mắt lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ lan tràn về phía thân thể Phụng Tiên Hành còn chưa ổn định. Cạch cạch. Trên đỉnh núi, mặt đất lay động kịch liệt giống như địa chấn. Cái khe rãnh kia trong nháy mắt lan tràn tới trước người Phụng Tiên Hành, lực lượng đáng sợ từ dưới mặt đất tràn ra. Mau lui lại. Lúc này trước người Lục Lâm Thiên đều là đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc. Đám người này nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ thối lui. Thế nhưng đã quá muộn, tiếng bạo liệt vang lên, tức thì mặt đất phương viên hơn 2.000 thước chung quanh lập tức nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, kình phong kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Sắc mặt Phụng Tiên Hành đại biến, lực lượng Lục Lâm Thiên thi triển ra, tuy rằng ở phương diện lực lượng so ra vẫn kém một kích do Hoa Mãn Lâu thi triển ra, thế nhưng trên phương diện cuồng bạo cũng chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc hoảng sợ, thân ảnh Phụng Tiên Hành nhanh chóng thối lui. Đồng thời một đạo trưởng ấn nhanh chóng được ngưng tụ, lập tức vỗ vào trên mặt đất. Phanh! Trưởng ấn đánh xuống, hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm với nhau trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất nhanh chóng ba động giống như là động đất vậy. Phanh phanh! Toàn bộ đỉnh núi trực tiếp nổ tung, mặt đất rung động giống như sơn băng địa liệt. Trong không gian mấy nghìn thước chung quanh, lực lượng kinh khủng từ dưới mặt đất truyền lên khuếch tán ra bốn phía, mang theo thanh âm bạo liệt. Giống như có mấy quả bom dưới mặt đất đồng thời nổ tung vậy. Khục khục, dưới lực lượng đáng sợ như vậy, khiến cho không ít người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, thậm chí là một ít vũ tướng của Lan Lăng Sơn Trang bị ảnh hưởng tới, miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Người không bị ảnh hưởng tới thì cả người tràn ngập bụi đất, vô cùng chật vật. Khục khục, thân thể Phụng Tiên Hành bị đẩy lùi mấy bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khục khục. Thân thể Lục Lâm Thiên lúc này cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, so với Phụng Tiên Hành kia còn bị đẩy lùi sâu hơn. Chân khí trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có cơ thể cường hãn cho nên cũng không có gì đáng ngại. Đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, mặt đất nổ tung khiến cho không ít người bị lan tới tức giận. Mấy người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc và mấy vũ tướng trong Lan Lăng Sơn Trang bị thương nặng lúc này cũng chỉ có thể cảm thán mình không may. Thế nhưng ánh mắt oán hận không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Phụng Tiên Hành, đều là do hai người này tạo thành. Lúc này có không ít người oán hận nhìn Lục Lâm Thiên và Phụng Tiên Hành. Đồng thời đối với Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Từ khí tức trong trường ấn dường như Lục Lâm Thiên chỉ có thực lực vũ xuất nhị trọng, thế nhưng không ngờ lại có thể chống lại Phụng Tiên Hành mà không rơi vào hạ phong, quả thực là bất phàm. Lão đại, có cần giết hắn hay không? Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía trước, nó vẫn bám ở trên vai Lục Lâm Thiên, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dường như vô cùng tức giận. Trước tiên không vội, Lục Lâm Thiên nói, thân thể ổn định lại, y phục tung bay, lại tiếp tục chắp tay đứng đó. Ánh mắt nhìn kỹ về phía trước, không nghĩ tới ở đây lại náo nhiệt như vậy. Trong bầu trời lúc này có một thanh âm vang lên, lập tức có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xuất hiện. Rốt cuộc cũng tới đông đủ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy đám người trên lưng yêu thú phi hành, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu lại rồi lập tức mỉm cười. Đám người xuất hiện chính là người của Hóa Vũ Tông, đầu lĩnh Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ chút nào.
chính là Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông, là Vũ Xuất Bát Trọng. Chỉ nhìn vào đám người đến lúc này, Lục Lâm Thiên cũng biết đám người Hóa Vũ Tông lần này tới đây chỉ có mặt một phen mà thôi, cũng không muốn thực sự nhúng tay vào. Thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này đã có chủ ý, chỉ cần người Hóa Vũ Tông tới là được. Người đã tới, tảng đá hắn chuẩn bị cho Hóa Vũ Tông đã sẵn sàng, tự nhiên có thể khiến cho bọn chúng tự đem đá đập chân. Siêu siêu. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành, Hà Dược Đông cùng với đám đệ tử của Hóa Vũ Tông nhảy xuống phía dưới. Nhân số chừng 30 người. Ngoài Hà Dược Đông ra còn 3 vũ xuất, đám người còn lại đều là vũ tướng. Tham kiến Hà trưởng lão. Nhìn thấy Hà Dược Đông xuất hiện, Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông lập tức tiến lên hành lễ. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, các ngươi cũng tới sao? Hà Dược Đông nhìn chung quanh rồi nói. Ánh mắt hắn liếc qua Lục Lâm Thiên và đám người Lan Lăng Sơn Trang, còn có Thiên Tinh Tông. Chúng ta nghe nói Quỷ Vũ Tông gặp một ít phiền phức cho nên tới đây trợ giúp đới tông chủ một tay. Trần Ngọc Đông nói. Không nghĩ tới Hà trưởng lão cũng tới. Vương Sán Nhiên cười nói. Hai vị có tình, ta đây cũng phụng mệnh tông chủ trước tiên tới đây xem xét một chút. Hà Dược Đông đương nhiên biết ý đồ của hai người, cũng không muốn vạch trần. Có lẽ đám người có mặt ở đây trong lòng ai cũng hiểu rõ mục đích của nhau. Tham kiến Hà trưởng lão, rốt cuộc cũng đợi được Hà trưởng lão tới. Đới Trường An lúc này mang theo một chút khẩn trương đi tới trước người Hà Dược Đông. Hôm nay ở đây đều là cường giả, hắn không có tư cách ra mặt nói chuyện, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh mắt bảo hắn, hắn còn đang ở trong đám người phía sau. Đới tông chủ, chuyện cấm chế thế nào rồi? Ánh mắt Hà Dược Đông đảo qua Đới Trường An, cũng không để vào trong mắt. Cấm chế vẫn không thể mở ra, ta đã tìm đủ mọi cách. Hơn nữa lại có đám người Thanh Phong môn không ngừng quấy rầy, hiện tại có Hà trưởng lão tới đây ta cũng an tâm rồi. Đới Trường An nói. Nực cười, đây chính là địa bàn của Thanh Phong môn ta. Quỷ Vũ Tông các ngươi cường đoạt địa bàn của Thanh Phong môn ta, hôm nay các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Phụng Tiên Hành lớn tiếng quát. Lúc này hắn cũng chỉ có thể vì mình mà xuất đầu trước tiên. Thúi lắm, nơi này từ trước tới nay đều là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta. Lúc này có trưởng lão Quỷ Vũ Tông lớn tiếng trả lời. Đương nhiên vị trưởng lão này là người Phi Linh Môn. Gia Cát thiếu gia, Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn này đánh chết mấy nghìn đệ tử và phó trưởng môn của Thanh Phong Môn ta, xin Gia Cát thiếu gia làm chủ cho Thanh Phong Môn chúng ta. Phụng Tiên Hành nhìn đám người Phi Linh Môn. Quỷ Vũ Tông rồi lập tức đi tới bên người Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này bằng vào thực lực của hắn đương nhiên không thể chống lại Phi Linh Môn. Vừa rồi xuất thủ với Lục Lâm Thiên cũng là nhất thời tức giận, hiện tại nghĩ lại khiến cho hắn thầm đổ mồ hôi lạnh. Bằng vào thực lực của hắn nếu như dám xuất thủ với Phi Linh Môn quả thực là muốn chết. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân biến hóa không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này có đông đảo thế lực có mặt. Nếu như Lan Lăng Sơn Trang bị cuốn vào thì sự tình sẽ không đơn giản nữa. Theo như Lan Lăng Sơn Trang ta biết thì đây chính là chỗ giao giữa Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông. Theo đạo lý mà nói còn gần Thanh Phong Môn hơn. Vì vậy ta thấy nơi này quả thực là địa bàn của Thanh Phong Môn. Gia Cát Tử Vân vẫn chưa nói gì, thế nhưng Phí Lan trưởng lão lại khẽ nói. Lan Lăng Sơn Trang nói đây là địa bàn của Thanh Phong Môn thì là địa bàn của Thanh Phong Môn sao? Không biết là bắt nạt Quỷ Vũ Tông hay là không để Hóa Vũ Tông vào trong mắt. Quỷ Vũ Tông tốt xấu gì cũng là thế lực ngoại vi của Hóa Vũ Tông, luôn coi Hóa Vũ Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu theo như lời Lan Lăng Sơn Trang nói, xem ra quả thực các vị không để Hóa Vũ Tông vào trong mắt rồi. Ánh mắt Hoa Mãn Ngọc đảo qua đám người Hóa Vũ Tông, hàm răng khẽ mở rồi lên tiếng. Ta thấy Lan Lăng Sơn Trang quả thực không đặt Hóa Vũ Tông vào trong mắt, coi thường Hóa Vũ Tông a. Hay cho Lan Lăng Sơn Trang, không ngờ lại không đặt Hóa Vũ Tông vào trong mắt. Trong đoàn người từng thanh âm nghị luận vang lên. Sắc mặt Hà Dược Đông có chút biến hóa, việc này trăm triệu lần không thể dính vào Hóa Vũ Tông. Hắn tới đây cũng được lệnh hành sự tùy hoàn cảnh, thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thấy không nói lời nào là không được. Khục khục, Hà Dược Đông ho khan một tiếng ồn ào chung quanh lập tức ngừng lại. Theo ta được biết nơi này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Ta thấy Thanh Phong Môn có lẽ nhớ lầm. Hà Dược Đông nói. Địa bàn của Thanh Phong Môn ta sao có khả năng nhớ lầm.
rõ ràng là bọn chúng giết đệ tử Thanh Phong môn ta, đoạt địa bàn của Thanh Phong môn chúng ta. Phụng Tiên Hành cắn răng cả giận nói. Hóa Vũ Tông đã nói đây chính là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta thì chính là địa bàn của Hóa Vũ Tông. Giết đệ tử Thanh Phong môn của các ngươi thì thế nào? Chỉ có thể trách Thanh Phong môn các ngươi quá vô dụng. Trong Quỷ Vũ Tông lúc này có một trưởng lão quát lớn. Người của Thanh Phong môn vô năng, giết thêm mấy người thì có làm sao? Nếu như lần sau gặp người Thanh Phong môn ta gặp một người giết một người. Lan Lăng Sơn Trang thì tính là cái gì? Chúng ta có Hóa Vũ Tông làm chỗ dựa cũng không sợ Lan Lăng Sơn Trang bọn họ. Lần trước ta còn nghe một vị trưởng lão của Hóa Vũ Tông nói, Lan Lăng Sơn Trang là cái rắm, sớm muộn cũng bị Hóa Vũ Tông diệt. Thanh Phong môn tìm tới Lan Lăng Sơn Trang làm cái rắm gì, bọn chúng cho rằng có thể đoạt lại được địa bàn sao? Có Hóa Vũ Tông ở đây, ngay cả cái rắm Lan Lăng Sơn Trang cũng không dám phóng a. Ha ha! Từng tiếng cười lớn vang lên, toàn bộ đều nhắm vào đám người Lan Lăng Sơn Trang, khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang vô cùng tức giận. Có ít người tuy rằng nhìn ra đây dường như có người cố ý làm ra, thế nhưng vẫn nhịn không được mà tức giận. Lan Lăng Sơn Trang sao phải sợ Hóa Vũ Tông? Nếu như không phản bác thì sợ rằng sau này truyền ra ngoài sẽ có người thực sự cho rằng Lan Lăng Sơn Trang không dám trêu vào Hóa Vũ Tông. Hừ, Lan Lăng Sơn Trang cũng không sợ Hóa Vũ Tông. Trong Lan Lăng Sơn Trang lúc này rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà quát lên. Lẽ nào Hóa Vũ Tông sợ Lan Lăng Sơn Trang các ngươi sao? Nghe thấy tiếng quát này, sắc mặt đám người Phí Lan, Gia Cát Tử Vân, Hà Dược Đông lập tức ngưng trọng. Mà Lục Lâm Thiên cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh hiểu ý, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết. Ầm ầm, trong sơn cốc đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc đều rung động. Cấm chế bên trong đã có dấu hiệu buông lỏng, bảo vật sắp xuất thế. Hoa Mãn Lâu quát lớn, thanh âm đủ để cho toàn bộ mọi người nghe được. Vừa nghe thấy hai chữ bảo vật, không ít người đang khắc khẩu lúc này càng thêm đỏ mặt tía tai, hai mắt nóng bỏng nhìn vào trong sơn cốc. Ngay cả ánh mắt đám người Hà Dược Đông, Phí Lan, Gia Cát Tử Vân lúc này cũng có biến hóa. Rõ ràng hai chữ bảo vật này đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn lớn. Đi, chúng ta đi vào tìm bảo vật. Trong Quỷ Vũ Tông, lúc này không biết là ai nói một câu, lập tức có không ít đệ tử đi vào trong sơn cốc. Hà trưởng lão, chúng ta cũng đi vào trong đó xem sao. Được Lục Lâm Thiên truyền âm, Đới Trường An nhanh chóng nói với Hà Dược Đông. Cũng tốt, chúng ta đi nhìn xem. Lúc này Hà Dược Đông cũng không cự tuyệt, có bảo vật xuất thế, hắn cũng không nhịn được mà muốn tới xem một phen. Các đệ tử nghe lệnh, ngăn cả đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc tiến vào. Tới một người giết một người. Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát lớn. Ầm ầm. Trong sơn cốc lúc này lại có tiếng nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc đều rung động. Tiến vào, có bảo vật xuất thế cũng không để cho Quỷ Vũ Tông độc chiếm. Trong đám người vây xem phía xa lúc này có không ít người không biết từ nơi nào chạy tới, nhanh chóng vọt vào trong sơn cốc. Nhanh ngăn bọn họ lại. Đệ tử Quỷ Vũ Tông nhanh chóng ngăn cản, thế nhưng lúc này vẫn có người kịp vọt vào trong sơn cốc. Chúng ta tiến vào. Đám người Trúc Thiên Sơn, Mao Sương Nguyên bên cạnh lúc này đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Cấm chế này dường như sắp mở ra, nếu như tiến vào muộn một chút thì bảo vật cũng không tới phiên bọn họ. Siêu siêu. Mao Sương Nguyên, Trúc Thiên Sơn lập tức phóng về phía sơn cốc. Nhanh ngăn bọn họ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng hét lớn. Nhưng lúc này người có thể ngăn cản cường giả vũ xuất cũng không có vài người. Mà đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc ngoài hét lớn thì cũng không có ý tứ ngăn cản, tùy ý để đám người Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn tiến vào trong sơn cốc. Hai người này tiến vào, đám người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan cũng không còn nhẫn nại được nữa mà biến sắc. Cấm chế này dường như sắp mở ra, vạn nhất bên trong có bảo vật bất phàm gì xuất thế rơi vào trong tay người khác thì bọn họ thiệt lớn. Huống chi hiện tại Hóa Vũ Tông đã đi vào, nếu Lan Lăng Sơn Trang không đi vào thì sẽ có người cho rằng Lan Lăng Sơn Trang sợ Hóa Vũ Tông nên mới không dám đi vào. Hư, đây chính là địa bàn của Thanh Phong môn ta, có bảo vật thì cũng là của ta. Sắc mặt Phụng Tiên Hành trần xuống, vừa nghe thấy tiếng cấm chế dao động, thân thể lập tức lao vào trong sơn cốc. Phí trưởng lão, chúng ta đi. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân cũng trầm xuống. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía sơn cốc.
mấy cường giả vũ xuất của Lan Lăng Sơn Trang phía sau cũng trực tiếp đi vào. Ngăn cản bọn họ, nhanh ngăn cản bọn họ. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này hét lớn, thế nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản đám người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan. Siêu siêu. Quanh đó, mấy cường giả vũ xuất tán tu nhìn thấy cảnh hỗn loạn lúc này cũng không còn ẩn nhẫn, thân thể giống như một đạo lưu quang chạy ào vào trong sơn cốc. Về phần mấy cường giả vũ xuất và Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông cũng trực tiếp xông vào trong sơn cốc. Đối với đám cường giả vũ xuất, đệ tử Phi Linh Môn Quỷ Vũ Tông chỉ hét lớn một tiếng, căn bản không có ngăn cản. Thế nhưng lúc này phàm là kẻ dưới vũ tướng, mặc kệ là người của Lan Lăng Sơn Trang hay là Hóa Vũ Tông, Tầm Vũ Động, Bảo Đài Môn, Huyền Nguyên Cốc, Thiên Tinh Tông, Nam Hải Môn không có một ai không bị đám người Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Lý Chỉ Chính, còn có hộ pháp Phi Linh Môn, hộ pháp Quỷ Vũ Tông, 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn ngăn cản bên ngoài sơn cốc. Lẫn trong biển người, Lục Lâm Thiên ném cho đám người Hoa Mãn Lâu một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lập tức cùng với Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đi vào trong sơn cốc. Giết, đừng để cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc tiến vào trong sơn cốc. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất ở trước cửa cốc, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhìn nhau rồi thân ảnh lập tức lao thẳng tới đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động cùng với Huyền Nguyên Cốc. Đệ tử bình thường của Phi Linh Môn lúc này tự động lui ra bên ngoài, tạo thành một vòng vây cực lớn. Người có thể gia nhập chiến trường bên trong đều là trưởng lão, hộ pháp có tu vi vũ tướng. Phanh phanh. Trong đoàn người lúc này đã bắt đầu vang lên thanh âm bạo liệt. Ba vũ xuất một linh xuất như Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lý Chỉ Chính lúc này đã bắt đầu công kích. Người của Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc lúc này không có cường giả, toàn bộ cường giả vũ xuất đều tiến vào trong sơn cốc cho nên không có ai có thể chống lại đám người Hoa Mãn Lâu. Cùng với Phi Linh Môn, người có tu vi vũ tướng trong Quỷ Vũ Tông trong nháy mắt cũng gia nhập chiến đấu. Nhanh chóng xuất thủ với đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Công, mỗi lần ra tay là toàn lực công kích, tức thì trận chiến bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Hỗn đản, các ngươi muốn chết sao? Ngay cả Lan Lăng Sơn Trang ta cũng dám động vào. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Lan Lăng Sơn Trang thì làm sao? Trước mặt Hóa Vũ Tông chỉ là một cái rắm mà thôi. Chúng ta có Hóa Vũ Tông làm chỗ dựa, sợ các ngươi sao? Trong Quỷ Vũ Tông lúc này có trưởng lão hét lớn đáp lại. Hỗn đản, chúng ta liều mạng. Phanh phanh. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, không ít người lập tức giao thủ với nhau. Đám người trong Ba Sơn Môn Hóa Vũ Tông, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn vốn không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, đám người Lan Lăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Tầm Vũ Động lại tưởng rằng đám người này cùng một phe với Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông cho nên vừa gặp liền lập tức động thủ. Thấy đối phương công kích, người Hóa Vũ Tông ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Huống chi cũng không biết giải thích thế nào. Nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn xưa nay ít nhiều đều có một ít âm oán, nhất thời mọi người va chạm với nhau, toàn bộ bắt đầu xuất thủ. Đám người Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn lúc này càng bất đắc dĩ, muốn thoát thân cũng không thể thoát được, lập tức bị cuốn vào. Người bất đắc dĩ nhất chính là một vài vũ tướng của Thiên Tinh Tông, cũng bị cuốn vào, ngay cả rứt ra cũng không được. Trong lúc hỗn chiến như vậy, quản ngươi là ai, chỉ cần không phải là người phe ta đều không chút do dự xuất thủ. Phanh phanh, từng thanh âm bạo liệt vang lên không dứt bên tai, đại chiến đã bắt đầu. Nhìn thấy cảnh này đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng khẽ mỉm cười. Lập tức âm thầm phân phó đệ tử Phi Linh Môn lặng lẽ rời khỏi chiến trường, chỉ đứng ở một bên hét lớn mà thôi. Hóa Vũ Tông, người dám giết hộ pháp Lan Lăng Sơn Trang ta sao? Lan Lăng Sơn Trang ta không để yên cho các ngươi. Lan Lăng Sơn Trang, các ngươi dám đả thương người Hóa Vũ Tông ta, Hóa Vũ Tông ta cũng không để cho các ngươi yên. Chấm. Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh, Tiểu Long nhanh chóng xuất hiện trước cấm chế. Lúc này đám người Hà Dược Đông, Phí Lan, Mao Sương Nguyên, Trúc Thiên Sơn, Tất Phương Sơn còn có mấy cường giả tán tu đều đang nhìn lên bầu trời. Nhìn vào quang cháo bằng năng lượng kia, ánh mắt đỏ lên. Mà tất cả mọi chuyện ngoài sơn cốc, tất cả mọi người mặc dù đều đã cảm nhận được. Thế nhưng lúc này cấm chế dao động dường như sắp mở ra. Cũng không có ai bận tâm tới trận chiến bên ngoài.
Tầng quang cháo bằng năng lượng này chính là do cường giả Vũ Vương bố trí, dường như còn chưa thể mở ra. Nhìn vào vòng cấm chế to lớn, Hà Dược Đông nhướng mày nói. Trên tầng quang cháo này dường như còn có một cỗ yêu khí. Tất Phương Sơn lẩm bẩm nói. Trên tầng cấm chế bằng năng lượng khổng lồ này hắn cảm giác được có một cỗ yêu khí lan tràn. Sắc mặt hai người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan nhìn vào cấm chế cũng có chút biến hóa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy hàm ý nhìn về phía Bạch Linh, một cỗ năng lượng đột nhiên tràn ra. Ầm ầm, toàn bộ sơn cốc lập tức có động tĩnh, tiếng cạch cạch vang lên. Lúc này trên bề mặt cấm chế bắt đầu nứt nẻ. Phanh phanh, năng lượng bàng bạc tán loạn tức thì khuếch tán ra chung quanh rồi hóa thành một cơn lốc cuồng bạo. Trong sơn cốc lúc này có một vòng xoáy từ mặt đất xuất hiện cuốn theo vô số đất đá. Mặt đất nứt nẻ, vòng xoáy cuồn lên cao mang theo khí thế phô thiên cái địa. Mọi người lúc này nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng lực lượng này quá mức mạnh mẽ, một ít cường giả vũ xuất thối lui muộn một cái thì trực tiếp bị kình phong kinh khủng đánh vào thân thể tức thì bị đánh bay về phía sau. Có một động khẩu, cấm chế tan vỡ, lúc này có một động khẩu xuất hiện trước mắt mọi người. Tới lúc này, sắc mặt mọi người có mặt ở đây không khỏi biến hóa. Siêu, ngay khi mọi người đang do dự, Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn lúc này đã không nhẫn nhịn nổi. Vì bảo vật này phó trưởng môn trong môn hắn đã bị đánh chết. Cường giả trong môn bị tổn thất phân nữa. Nếu không giành được bảo vật thì thiệt lớn. Lúc này chân khí trong người hắn bạo phát, thân ảnh đột nhiên bắn về phía động khẩu. Phụng Tiên Hành, hay để cho ta vào trước. Trưởng môn Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn lúc này chân khí bạo phát, thân ảnh bắn thẳng về phía động khẩu. Trần Ngọc Đông, ngươi tránh ra cho ta. Phụng Tiên Hành quát lên một tiếng, thủ ấn được kết. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh về phía Trần Ngọc Đông. Lực lượng cuồng bạo tức thì tuôn ra, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo, hung hăng đánh về phía trước. Phụng Tiên Hành, ta không để yên cho ngươi. Đối mặt với công kích của Phụng Tiên Hành, sắc mặt Trần Ngọc Đông trầm xuống, cũng không dám trực tiếp chống lại. Thực lực của hắn so ra kém Phụng Tiên Hành, hộ thân cương khí nhanh chóng được bố trí, thân thể lập tức thối lui. Siêu siêu, mấy cường giả tán tu lúc này cũng không khách khí, không cố kỵ các thế lực lớn mà nhanh chóng nhằm vào động khẩu chạy tới. Thiểm điện báo, một tán tu như ngươi cũng giúp vui sao? Nơi này không có phần của ngươi đâu. Hà Dược Đông thấp giọng quát, nhìn thấy có người dẫn đầu đi vào động khẩu, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng lúc này cũng không có cách nào, càng nhìn vào động khẩu, lòng mong chờ đối với bảo vật càng lớn. Thủ ấn được kết. Một đạo trưởng ấn cuồng bạo khiến cho không gian vặn vẹp xuất hiện, lập tức được đánh về phía một cường giả tán tu. Hà Dược Đông, nếu không phải dựa vào Hóa Vũ Tông, thiểm điện báo ta cũng không sợ ngươi. Cường giả tán tu kia khẽ quát một tiếng, một đạo quyền ấn trong tay trực tiếp đánh ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phanh phanh, giữa không trung đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt, toàn bộ không gian run lên, kinh khí tàn sát bữa bãi, sơn cốc chung quanh lúc này lắc lư không ngừng. Siêu. Tất Phương Sơn và Nam Vũ xuất trong môn lúc này vẻ mặt trầm xuống, sau khi nhìn nhau, chân khí tỏa ra, nhanh chóng nhằm vào động khẩu. Thiên Tinh Tông cũng dám tới đục nước béo cò, các ngươi phải nghĩ tới hậu quả sau này. Phí Lan lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa, bảo vật ngay trước mặt, ai lấy được là của người đó, đâu thể tiện nghi cho Thiên Tinh Tông. Hừ, nơi này không có quan hệ với Lan Lăng Sơn Trang các ngươi quản quá nhiều đó. Ánh mắt Tất Phương Sơn lạnh lùng, trong đám người ở đây không thể nghi ngờ thực lực của hắn là mạnh nhất đương nhiên sẽ không để những người khác vào trong lòng. Bảo vật ở phía trước, hắn cũng không để ý tới Lan Lăng Sơn Trang nữa. Ai dám ngăn lại ta, Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định không để yên cho hắn. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại. Linh lực quanh thân bạo phát tạo thành một dòng xoáy lớn trước người. Trong nháy mắt lao thẳng về phía sơn động. Lan Lăng Sơn Trang không uy hiếp được Hóa Vũ Tông ta. Trong Hóa Vũ Tông lúc này có một cường giả vũ xuất lên tiếng, trong lúc đó thân thể cũng nhanh chóng ngăn cả Gia Cát Tử Vân. Phanh phanh phanh. Giờ phút này vì bảo vật mọi người rốt cuộc không nhịn được mà toàn bộ đều xuất thủ. Trước mặt bảo vật, dù người bình tĩnh tới đâu cũng sẽ mất đi lý trí. Thanh âm bạo liệt vang vọng trong sơn cốc, lực lượng cuồng bạo quanh quẩn trong không gian. Lúc này đám cường giả vũ xuất. Linh xuất toàn lực xuất thủ,
cướp lấy vị trí dẫn đầu đi vào trong sơn động. Ở bên cạnh, Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười. Đây chính là tràng cảnh hắn muốn nhất, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh làm phiền nàng rồi, phụng thiên hành của Thanh Phong môn kia phải chết. Hắn không sống được. Bạch Linh nói xong, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Tên tiểu tử ngươi, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ một cái tát của ta cũng đủ để hắn chết, sao còn sống tới bây giờ? Thiên độc yêu long nhìn Lục Lâm Thiên nói, thấy Lục Lâm Thiên không để hắn xuất thủ, trên mặt tức thì giận dỗi. Độc Long huynh, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ này không cần huynh xuất thủ, sau đó còn phải làm phiền huynh một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, cũng được, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ tát một cái chết cũng không vui vẻ gì cho lắm. Thiên độc yêu long nở nụ cười nói. Lúc này một đạo quang mang màu trắng đã xuất hiện trước mặt Phụng Thiên Hành, Phụng Thiên Hành một chưởng đánh văng Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn, đang muốn phi thân vào trong động thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng phía trước, trong lòng lập tức hoảng hốt. Chết đi! Cánh tay Bạch Linh giương lên, bỗng nhiên chém về phía trước. Một cỗ kình khí hung hãn vô hình từ trong lòng bàn tay tuôn ra khiến cho không gian rung động. Dưới kình khí vô hình này, Phụng Thiên Hành nhanh chóng cảm nhận được sự đáng sợ của kình khí. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, căn bản không còn lựa chọn nào khác, thủ ấn nhanh chóng được kết, một đạo quyền ấn hội tụ nhanh chóng đánh về phía trước. Tức thì một đạo quyền ấn xuyên thấu không gian đánh về phía trước, sau đó bành trướng. Cuối cùng va chạm với kình khí vô hình của Bạch Linh. Phanh phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm tạo thành tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên trong không trung. Kình khí cuồng bạo rung động, thân thể Phụng Thiên Hành trực tiếp bị đánh bay. Khục khục! Phụng Thiên Hành phun ra một ngụm máu. Lúc này hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút vào trong cơ thể, bằng vào lực lượng của mình căn bản không thể chống lại. Hộ thân cương khí trong nháy mắt bị chấn vỡ, lực lượng mạnh mẽ này trong nháy mắt phá hủy tất cả trong cơ thể hắn, bao gồm cả đan điền. Gia Cát thiếu gia cứu ta! Phụng Thiên Hành còn chưa nói xong, thế nhưng lúc này đã không còn chống đỡ được nữa, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Thực lực của Bạch Linh lúc này đã có thể so sánh với Vũ Vương Tứ Trọng. Cho dù là Vũ Vương Ngũ Trọng cũng khó có thể thắng được nàng. Loại thực lực cấp bậc này há là thứ mà Phụng Thiên Hành chỉ có Vũ Xuất Ngũ Trọng có thể chống lại. Gia Cát Tử Vân ở ngay gần đó nhanh chóng nhìn vào, thế nhưng cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Nhìn vào đạo thân ảnh màu trắng xinh đẹp kia, ánh mắt lập tức nóng bỏng. Siêu! Đôi mắt Bạch Linh lạnh lùng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Làm phiền nàng rồi! Lục Lâm Thiên nói với Bạch Linh. Trong lòng Lục Lâm Thiên Phụng Thiên Hành này phải chết, Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Môn lần này khó tránh khỏi thâm thù đại hận. Đánh chết Phụng Thiên Hành cũng chính là làm suy yếu thực lực của Thanh Phong Môn, cũng khiến cho tràng cảnh lúc này càng thêm náo nhiệt. Việc nhỏ mà thôi, rốt cuộc ngươi có tính toán gì? Quả thực ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên bên cạnh, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Không lâu nữa đâu nàng sẽ biết. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Hừ, tránh ra cho ta, các ngươi không cản được bản soái. Trước động khẩu, Tất Phương Sơn quát lên một tiếng, chân khí thuộc tính mộc cuồng bạo bùng ra, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang trụ màu xanh, giống như một cái cây lớn, trực tiếp đánh cho một cường giả vũ xuất tán tu miệng phun máu, thân thể bay ngược về đằng sau. Sau đó thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện, là người thứ nhất tiến vào trong sơn động. Nhanh! Đừng để người của Thiên Tinh Tông đoạt được bảo vật. Có người đầu tiên đi vào, tức thì những người khác cũng tiến vào trong sơn động. Chúng ta cũng đi vào xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, lúc ngươi ra ngoài ném vào một thứ bên trong sơn động, rốt cuộc là thứ gì? Thiên Độc Yêu Long hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Để lại cho bọn hắn một chút bảo vật. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị. Nhanh tìm bảo vật đi. Trong đại sảnh, lúc này đám người tiến vào, chưa kịp nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh lập tức đi tìm bảo vật. Thế nhưng trong đại sảnh to lớn như vậy ngoại trừ bàn ghế đá ra cũng không có vật gì khác. Cuối cùng ánh mắt toàn bộ mọi người đều nhìn về một phía trong đại sảnh. Nơi này có một hộp ngọc tinh xảo đặt trên bãi đá. Trong đại sảnh to lớn như vậy cũng chỉ có hộp ngọc này giống như là bảo vật. Siêu! Thân ảnh Tất Phương Sơn như thiểm điện. Nhanh chóng lao thẳng về phía bãi đá. Bảo vật là của ta, buông tay.
tuy rằng tất cả mọi người đều biết thực lực của Tất Phương Sơn là mạnh nhất ở đây. Thế nhưng trước mặt bảo vật ai cũng không muốn buông tha. Tức thì có không ít người công kích về phía Tất Phương Sơn. Siêu siêu. Năm vũ suất còn lại của Thiên Tinh Tông lúc này nhanh chóng tiến lên bảo vệ Tất Phương Sơn, nghênh đón công kích của mấy người khác về phía Tất Phương Sơn. Phanh phanh. Tiếng lực lượng va chạm vang lên trong đại sảnh. Kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, toàn bộ đại sảnh lúc này có đá vụn rơi xuống, cả ngọn núi lung lay. Thế nhưng công kích Tất Phương Sơn cũng không chỉ có mấy người kia, mấy đạo công kích còn lại chính là của Phí Lan và Hà Dược Đông, còn có công kích của một đại hán tán tu vũ xuất bát trọng. Lúc này Tất Phương Sơn cũng không dám sơ ý, trong lúc nguy hiểm như vậy chân khí hắn bùng lên, mái tóc bạc tung bay, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo quang mang màu xanh trực tiếp bao phủ quanh thân. Phanh phanh. Mấy đạo công kích cường hãn hầu như cùng lúc đánh vào vòng quang mang màu xanh trên người Tất Phương Sơn, thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang lên trong đại sảnh. Dưới mấy đạo công kích này toàn bộ đại sảnh run rẩy. Thế nhưng vòng quang mang màu xanh này dưới sự liên thủ của mọi người không bị trực tiếp đánh vỡ như trong dự liệu. Mà trong nháy mắt khi mấy đạo công kích va chạm vào quang mang màu xanh, trên quang mang màu xanh xuất hiện vô số dây mây, mỗi cái dây lớn chừng một cánh tay đem mấy đạo công kích cường hãn kia nghênh tiếp. Thế nhưng những dây mây rậm rạp này cũng bị mấy đạo công kích cường hãn đánh thành bột phấn, kinh khí bắn ra bốn phía. Cuối cùng va vào tường chung quanh khiến cho vô số đá vụn trên bức tường rơi xuống. Trong quang mang, sắc mặt Tất Phương Sơn trong nháy mắt tái nhợt. Đồng thời tay cũng gần chạm tới hộp ngọc. Buông tay đi, ta nói rồi, ta chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh chết ngươi. Lúc này một cỗ năng lượng cuồng bạo tuôn ra. Lập tức đánh vào quang mang màu xanh do Tất Phương Sơn bố trí. Phanh! Lần này, quang mang màu xanh trực tiếp bị vỡ nát. Khục khục! Tất Phương Sơn đang sắp chạm vào hộp ngọc thì có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, thân thể trực tiếp lảo đảo lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, nặng nề va vào tường đá. Trong nháy mắt thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long xuất hiện ở bên bãi đá. Siêu siêu! Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía bãi đá, cánh tay vươn về phía hộp ngọc. Chính là Phí Lan của Lan Lăng Sơn Trang cùng với một đại hán vũ xuất bát trọng tán tu. Lùi lại. Thiên Độc Yêu Long quát lên một tiếng, hai tay đem theo trưởng ấn nhanh chóng đánh về phía trước, nhanh chóng đánh về phía hai người. Yêu thú thất giai. Cảm giác công kích của Thiên Độc Yêu Long không giống chân khí, sắc mặt Phí Lan cùng với đại hán vũ xuất bát trọng kia lập tức đại biến. Đâu còn dám mơ tưởng tới hộp ngọc, trước tiên lo lắng tới tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Hai người trong lúc hoảng sợ nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn và quyền ấn nhanh chóng nghênh tiếp trưởng ấn của Thiên Độc Yêu Long. Dám cùng ta ngạnh kháng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Độc Yêu Long bước lên một bước, trưởng ấn hung hăng đánh về phía trước. Phanh phanh. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Phí Lan và Đại Hán Vũ xuất bát trọng kia lập tức bị đánh bay. Căn bản không có một chút chống cự nào, thân thể hai người hung hăng va chạm với tường đá. Khục khục, hai người phun ra một ngụm máu, nặng nề đập xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, sau vài lần thử chống tay đứng dậy thế nhưng lại không đứng dậy được. Có lẽ đã mất nửa cái mạng. Hà trưởng lão, nhanh tiếp hộp ngọc. Ngay khi Hà Dược Đông đang kinh ngạc thực lực của Thiên Độc Yêu Long thì bãi đá rung chuyển lập tức tan thành mảnh nhỏ. Hộp ngọc trên bãi đá kia lúc này không hiểu sao lại đang bắn về phía Hà Dược Đông. Hà Dược Đông nghe được thanh âm này lập tức có phản ứng giống như là bản năng vậy. Nhanh chóng đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, ánh mắt hắn lúc này dường như không thể tin được. Không thể tin được bảo vật lại dễ dàng nằm vào trong tay hắn như vậy. Hà trưởng lão, người đã lấy được bảo vật, mau đi trước đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút thân thiết nói. Hà trưởng lão, người đi trước đi. Hai vũ xuất khác của Hóa Vũ Tông lúc này nhìn thấy Hà Dược Đông lấy được hộp ngọc cũng nhanh chóng đi tới bên người Hà Dược Đông rồi nói. Thân thể che chở cho Hà Dược Đông rời khỏi sơn động. Lúc này đám người Tất Phương Sơn, Phí Lan, Đại Hán tán tu vũ xuất bát trọng đều bị thương nặng, cũng không có ai có thể ngăn cản đám người Hóa Vũ Tông, huống chi thân ảnh Thiên Độc Yêu Long lúc này đã xuất hiện bên ngoài đại sảnh. Vừa rồi thực lực của Thiên Độc Yêu Long thi triển ra ai cũng nhìn thấy, đâu còn dám trêu chọc tới nó nữa. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, chúng ta cũng đi thôi. Lan Lăng Sơn Trang muốn đoạt bảo vật của chúng ta, quả thực là muốn chết.
Lục Lâm Thiên vô cùng thân thiết nói với Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông. Ánh mắt đảo qua Tất Phương Sơn đang được người Thiên Tinh Tông nâng lên, hàn ý không khỏi tràn ra. Thế nhưng hắn cũng phải nhịn sát ý trong lòng xuống. Người này là của lão độc vật, nên để lão độc vật xử lý. Nói xong, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới người của Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt nhìn Bạch Linh rồi Thiên Độc Yêu Long không biết từ khi nào đã nhấc tán tu vũ xuất bát trọng kia lên rồi vội vã rời khỏi đại sảnh. Hai người Trần Ngọc Đông, Vương Sán Nhiên vô cùng nghi hoặc. Vốn Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới bọn họ, lúc này lại vô cùng thân thiết. Trong lúc nghi hoặc hai người cũng chỉ có thể theo sát rời khỏi đại sảnh. Bảo vật tới tay Hà Dược Đông bọn họ cũng không dám đoạt nữa. Hóa Vũ Tông này bọn họ không dám trêu vào. Thiếu gia, Phí Lan trưởng lão thương thế quá nặng. Trong đại sảnh, người của Lan Lăng Sơn Trang đã đi tới bên người Phí Lan. Phí Lan lúc này toàn thân đều là máu, thương thế không nhẹ. Ầm ầm, toàn bộ đại sảnh lung lay, đá vụn rơi xuống. Đại chiến vừa rồi khiến cho đại sảnh này không thể chống đỡ được nữa. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm trầm nhìn vào bóng lưng đám người Lục Lâm Thiên đang đi ra ngoài, lập tức nói với mọi người chung quanh. Người của Thiên Tinh Tông, mấy tán tu còn lại, còn có Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động, Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc cũng nhanh chóng ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại sảnh bên trong đã bắt đầu đổ nát. Siêu siêu. Trong sơn động lớn ở trong sơn cốc lúc này có không ít thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra. Trước sơn động, bốn cây thạch trụ lớn bắt đầu nứt nẻ, rồi ầm ầm đổ xuống. Phanh phanh. Trên sơn động lúc này bắt đầu có đá rơi xuống, toàn bộ sơn cốc như muốn sụp đổ. Phía xa, Lục Lâm Thiên nhìn tất cả chuyện này không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Siêu siêu. Khi mấy đạo thân ảnh cuối cùng từ trong sơn động chật vật ra ngoài, toàn bộ sơn động ầm ầm đỏ nát. Mặt đất rung chuyển giống như địa chấn, ngọn núi khổng lồ đổ ập xuống trong sơn cốc, đá vụn bắn tứ tung, bụi bay ngập trời. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên nhanh chóng dẫn đầu ra ngoài sơn cốc, sơn động này đã triệt để đổ nát, kế tiếp nên thu thập tàn cục bên ngoài. Phanh phanh. Ngoài sơn cốc, lúc này thanh âm bạo liệt vẫn không ngừng truyền tới. Hỗn chiến đã gần kết thúc. Trong hỗn chiến, vốn có người không định tham dự. Thế nhưng lại không thể chạy trốn cho nên bị cuốn vào trong thế nên cũng chỉ có toàn lực xuất thủ. Khi Lục Lâm Thiên đi ra bên ngoài, ánh mắt thầm đảo qua đám người. Lúc này Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc thương vong không nhỏ. Trong bốn sơn môn này, vốn hơn trăm người tới đây, có không ít vũ tướng và vũ phách, thế nhưng lúc này chỉ còn lại không tới 20 người. Người của Hóa Vũ Tông, Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn lúc này tử thương cũng không ít. Thế nhưng so với Lan Lăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Thanh Phong Môn mà nói thì đỡ hơn nhiều. Dù sao bọn họ còn có cường giả của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn tương trợ. Ba sơn môn này vốn nhiều người hơn một chút, vũ giả vũ tướng chiếm đa số. Thế nhưng lúc này cũng chỉ còn lại 4-50 người, tử thương phân nửa. Về phần hơn chục vũ tướng của Thiên Tinh Tông tới đây hoàn toàn bị cuốn vào. Người của Lan Lăng Sơn Trang lại cho rằng bọn họ là người của Hóa Vũ Tông. Đệ tử Hóa Vũ Tông lại cho rằng bọn họ là người của Lan Lăng Sơn Trang. Nói chung bọn họ đều bị nhân mã song phương công kích. Hơn chục vũ tướng lúc này tử thương gần hết, chỉ làn bốn người mà thôi. Trên sườn núi thi thể khắp nơi, tuy rằng không có cảnh tượng giống như máu chảy thành sông, thế nhưng lúc này cũng đã không sai lệch lắm. Thi thể đệ tử các sơn môn khác nhau nằm la liệt trên mặt đất. Đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đã sớm lùi lại rất sâu. Chỉ có vũ tướng ở bên ngoài xuất thủ mà thôi, mà bốn người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính thi thoảng mới xuất thủ. Bằng vào thực lực của bốn người xuất thủ trong đám người vũ tướng quả thực chính là tàn sát. Đối với đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang chính là tổn thương chí mạng, cho nên lúc này mới khiến cho người của Hóa Vũ Tông chiếm ưu thế. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Lục Lâm Thiên nhảy ra khỏi sơn cốc, mấy tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Đám người Hà Dược Đông lúc này đã ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài sơn cốc lúc này khiến cho sắc mặt Hà Dược Đông không khỏi trắng bệch. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt phía trước biến mất. Một vũ tướng của Hóa Vũ Tông sau khi đẩy lui đối thủ, nghe thấy Hà Dược Đông quát lên lập tức lui ra. Những đệ tử chung quanh lúc này cũng đều lùi lại. Có chuyện gì xảy ra? Hai người Mao Sương Nguyên, Trần Ngọc Đông của Bảo Đài Môn và Tầm Vũ Động lúc này cũng từ trong sơn cốc nhảy ra.
sau khi nhìn thấy đệ tử trong môn Tử Thương gần hết, sắc mặt lập tức đại biến. Là ai làm? Một tiếng hét lớn vang lên, lúc này lại có mấy đạo thân ảnh nhảy ra. Người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc cũng nhảy ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy đệ tử trong môn Tử Thương hầu như không còn, mà đây lại là căn cơ cường giả trong môn khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ và tức giận. Đám người Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông lúc này cũng tới. Nhìn cảnh tượng phía dưới, không cần mở miệng cũng đã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cường giả các sơn môn nhìn nhau, một cỗ lửa giận bắt đầu bùng lên. Người của Bảo Đài Môn và Nam Hải Môn tuy rằng so với đám người Tầm Vũ Độc, Huyền Nguyên Cốc Tử Thương ít hơn, thế nhưng có hơn phân nửa đệ tử đã chết, bảo sao bọn họ không tức giận. Hà Dược Đông nhìn vào thi thể hơn chục vũ tướng của Hóa Vũ Tông lúc này cũng không khỏi âm trầm. Những người này đều là cường giả của Hóa Vũ Tông. Vũ giả vũ tướng tuy rằng là không thiếu, thế nhưng trong nháy mắt cũng khó xuất ra được một đống lớn vũ giả vũ tướng. Huống chi người của Hóa Vũ Tông bị đánh chết, thân là trưởng lão của Hóa Vũ Tông, Hà Dược Đông đương nhiên nổi giận. Hay cho một Hóa Vũ Tông, đánh chết nhiều đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang ta như vậy. Lan Lăng Sơn Trang ta nhớ kỹ. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm trầm nhìn vào trên người Hà Dược Đông. Vừa rồi chính hắn tận mặt nhìn thấy người Hóa Vũ Tông đang vây công đệ tử Lan Lăng Sơn Trang. Tuy rằng có thêm người của Sơn Môn khác, thế nhưng mặc kệ là Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn hay là Quỷ Vũ Tông đều do Hóa Vũ Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bút sổ sách lần này đương nhiên phải tính vào người Hóa Vũ Tông rồi. Bớt ngậm máu phun người đi. Rõ ràng là người của Lan Lăng Sơn Trang các ngươi đánh chết đệ tử Hóa Vũ Tông ta. Bút sổ sách này Hóa Vũ Tông ta sẽ nhớ kỹ. Hà Dược Đông cũng lạnh nhạt nói. Hóa Vũ Tông Tử Thương vô số, bút sổ sách này đương nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy. Gia Cát thiếu gia, Hóa Vũ Tông, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn, Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Môn giết đệ tử trong môn chúng ta, không đem Lan Lăng Sơn Trang đặt vào trong mắt. Gia Cát thiếu gia nhất định phải giúp chúng ta báo thù. Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn đem theo ánh mắt oán hận nhìn về phía đám người Hóa Vũ Tông rồi nói với Gia Cát Tử Vân. Thu thập một phen, đi. Gia Cát Tử Vân không để ý tới người Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc, ánh mắt đảo qua trên người Hà Dược Đông rồi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh, sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy đám người Lan Lăng Sơn Trang rời đi. Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn cũng không còn cách nào khác đành gọi yêu thú phi hành ở phía xa, bắt đầu thu thập thi thể đệ tử trong môn. Hóa Vũ Tông, bút sổ sách này ta sẽ không quên. Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ đòi lại. Sau khi thu thập xong mọi thứ, Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Bao gồm cả đám người Hoa Mãn Lâu, Thiên Độc Yêu Long, sau đó lại lưu luyến trên người Bạch Linh một chút rồi mới cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Về phần Phí Lan trưởng lão sắc mặt trắng bệch, sau khi nhìn tất cả lại phun ra một ngụm máu, khí lực để nói cũng không có. Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc thấy đám người Lan Lăng Sơn Trang rời đi lúc này càng không dám ở lại, cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn vào đám người Lan Lăng Sơn Trang rời đi, ánh mắt Hà Dược Đông trầm xuống rồi khẽ nhướng mày. Dường như cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Hà trưởng lão! Không ít đệ tử chúng ta bị Lan Lăng Sơn Trang sát hại, lẽ nào cứ như vậy mà thả bọn họ đi? Một vũ giả tu vi vũ tướng của Hóa Vũ Tông nói với Hà Dược Đông. Thu thập mọi thứ, chúng ta trở về rồi nói. Sắc mặt Hà Dược Đông vô cùng xấu xí, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng quát lên với đệ tử tu vi vũ tướng kia. Vâng, trưởng lão. Đệ tử Hóa Vũ Tông kia không dám nói thêm gì, bắt đầu phân phó các đệ tử khác thu thập mọi thứ. Hai người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông nhìn nhau cũng chỉ có thể oán hận không ngớt. Sắc mặt vô cùng xấu xí phân phó đệ tử thu thập thi thể các đệ tử trong môn ngã xuống. Người của Thiên Tinh Tông sắc mặt cũng không tốt chút nào. Tử thương vài vũ tướng, Tất Phương Sơn cũng bị thương nặng, lúc này lại không đoạt được bảo vật, Thiên Tinh Tông lần này tới đây quả thực hố lớn. Nhanh, thu thập mọi thứ cho ta. Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng vội vã phân phó đệ tử trong môn bắt đầu thu thập thi thể đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống. Tuy rằng Phi Linh Môn có ưu thế thực lực, thế nhưng trong lúc hỗn chiến tử thương là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên so với những sơn môn khác, tử thương lần này cực kỳ nhỏ bé. Phía sau đoàn người Đới Trường An hiện ra, trong lúc hỗn chiến Đới Trường An đã sớm trốn về phía sau.
lúc này gặp đám người Lục Lâm Thiên mới rụt rè đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Cảm tạ Hà trưởng lão xuất thủ, lần này mới đuổi được người của Lan Lăng Sơn Trang rời đi, đa tạ Hà trưởng lão. Dưới sự chỉ bảo của Lục Lâm Thiên, đới Trường An chưa phục hồi tinh thần lại lúc này đi tới bên người Hà Dược Đông rồi nói. Đới tông chủ khách khí rồi. Hà Dược Đông tuy rằng nói với đới Trường An, thế nhưng ánh mắt rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Cuối cùng ánh mắt đảo qua trên người Thiên Độc Yêu Long. Ánh mắt lúc này càng thêm kinh hãi. Thực lực của Thiên Độc Yêu Long hắn đã thấy. Yêu thú thất giai, hắn tuyệt đối không thể chống lại. Sau khi thu thập xong mọi thứ, gọi yêu thú phi hành tới, Hà Dược Đông cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông vẻ mặt tái nhợt cũng chỉ có thể theo đám người Hà Dược Đông rời đi, lưu lại chỗ này bọn họ cũng không dám. Nhìn thấy mọi người rời đi, Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ là khóe miệng thủy chung vẫn hiện lên tiểu ý nhàn nhạt, vô cùng thỏa mãn. Tất Phương Sơn, người còn nhớ rõ ta không? Thiên Tinh Tông lúc này cũng đã thu thập được mấy cỗ thi thể đệ tử trong môn. Trong lúc đám người này đang chuẩn bị rời đi thì có một tiếng quát lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên truyền tới. Ngươi là... Tất Phương Sơn sắc mặt trắng bệch, được người khác nâng. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến đổi, dường như còn chưa nhận ra Lục Lâm Thiên. Tất Phương Sơn, mạng của ngươi ngày hôm nay ta không động tới, tạm thời gửi lại trên người ngươi. Hôm nào đó thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sẽ tự mình đi lấy mạng của ngươi. Ngươi trở về nói cho người của Thiên Tinh Tông biết, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhất định sẽ vào đó lần nữa. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Tất Phương Sơn rốt cuộc cũng nhận ra Lục Lâm Thiên, khi trước thôi hồn độc xuất đông vô mệnh được thanh niên này cứu ra. Lúc này ánh mắt hắn run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chúng ta đi. Tất Phương Sơn nói xong được chúng đệ tử trong môn nâng lên yêu thú phi hành rồi lập tức rời đi. Trưởng môn, ta cũng nghe nói qua Đông Cung Phụng và Thiên Tinh Tông có cửu oán, vì sao trước tiên không loại bỏ Tất Phương Sơn này? Coi như là báo thù cho Đông Cung Phụng, dù sao phi linh môn ta hiện tại cũng không sợ Thiên Tinh Tông. Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Lâm Thiên. Thù của Đông Lão để tự Đông Lão báo, chúng ta giết hắn làm sao có thể khiến cho trong lòng Đông Lão hết giận? Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn nói chí phải. Chỉ là đám người Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc kia sao chúng ta không nhân cơ hội loại trừ. Hoa Mãn Lâu dường như còn giết chưa đã ghiền, vừa rồi xuất thủ hắn cũng không xuất toàn lực. Đại ca, trưởng môn làm việc gì cũng có thâm ý. Có đôi khi không giết so với giết còn tốt hơn. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày rồi mỉm cười nói với Hoa Mãn Lâu. Được rồi, chúng ta thu thập một chút rồi trở về. Lục Lâm Thiên nói. Đới tông chủ, sự tình đã xong. Chúng ta cũng đi trước. Lục Lâm Thiên nói với đới Trường An. Lần này thực sự làm phiền lục trưởng môn rồi. Đới Trường An cảm kích nói, ánh mắt lại biến đổi nói tiếp. Lục trưởng môn, không biết bên trong cấm chế là bảo vật như thế nào, bị ai chiếm được. Bảo vật là thứ gì ta cũng không biết đã bị người của Hóa Vũ Tông cầm đi rồi. Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đới tông chủ sẽ không tính toán đó chứ. Chí ít lần này chúng ta làm bị thương nặng Thanh Phong Môn, Quỷ Vũ Tông cũng xả được giận. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Đương nhiên, bảo vật không ngờ lại bị Hóa Vũ Tông lấy được cũng không sao. Chí ít Quỷ Vũ Tông ta cũng thở ra được một ngụm ác khí. Đới Trường An tuy rằng có chút hứng thú với bảo vật thế nhưng tự biết thực lực của mình không cao. Tốt nhất là bảo vệ chức vị tông chủ Quỷ Vũ Tông của mình thì hay hơn, những cái khác cũng không cần nghĩ nhiều. Một lát sau, trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long xuất hiện. Còn Đại Hán Tán Tu Vũ Xuất Bát Trọng bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng cũng ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, lúc này toàn thân hắn đã bị cấm chế. Về phần Thủy Hỏa Yêu Giao và Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ vẫn ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Thủ ấn khẽ biến hóa, mấy đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh vào trên người Vũ Xuất Bát Trọng đang hấp hối này. Ít hầu người này khẽ động đậy, cố gắng ngồi dậy. Hai mắt nhìn đám người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long vô cùng kinh hãi. Bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long lúc này rốt cuộc hắn cũng đã biết được thân phận của Thiên Độc Yêu Long, không ngờ lại là một đầu yêu thú thất giai. Hiện giờ ngươi có hai con đường, ta chỉ hỏi ngươi một lần mà thôi. Ta có ý cho ngươi trở thành trưởng lão trong phi linh môn.
nếu như ngươi đồng ý thì có thể tiếp tục sống sót. Nếu như không đồng ý ta sẽ không ngại lấy mạng của ngươi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Vũ Xuất Bát Trọng rồi nói. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Đại hán này có chút do dự rồi lập tức quyết định nói. So với tính mạng của bản thân thì mọi thứ chỉ là phù du. Đây là phệ huyết hóa cốt đan, là độc đan do thôi hồn độc suất đông vô mệnh luyện chế ra, trong một năm không có giải dược ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Sắc mặt đại hán này biến đổi, thế nhưng cũng không thể làm gì khác là nuốt vào. Hoan nghênh gia nhập Phi Linh Môn. Sắc mặt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên giãn ra rồi nở nụ cười thỏa mãn. Trong tay xuất hiện hai khỏa đan dược lục phẩm cao giai đưa về phía trước rồi nói. Đem đan dược ăn vào chữa thương đi, những chuyện khác nói sau. Đa tạ trưởng môn. Đại hán Vũ Xuất Bát Trọng này nhìn thấy Lục Lâm Thiên một lần ra tay chính là đan dược lục phẩm cao giai thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn bị thương nặng, sau khi ăn vào đan dược lập tức điều tức. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi còn không nói xem vật trong hộp ngọc ngươi ném ra là vật gì. Thiên độc yêu long khoanh chân ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ hỏi Lục Lâm Thiên. Đại trung tử, trong hộp ngọc lão đại ném ra chỉ có một khỏa đan dược nhị phẩm mà thôi. Tiểu long chớp mắt nhìn thiên độc yêu long rồi nói. Nhị phẩm đan dược. Thiên độc yêu long trừng mắt nói. Thứ bọn họ liều mạng cướp đoạt chỉ là một khỏa đan dược nhị phẩm thôi sao? Đúng vậy, bởi vì trên người ta quả thực không tìm thấy đan dược nhất phẩm. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Vậy thì người của Hóa Vũ Tông sau khi mở hộp ngọc ra nhất định biểu tình trên mặt rất đặc sắc. Thiên độc yêu long nhìn Lục Lâm Thiên rồi nở nụ cười hắc hắc. Tại một nơi khác trong không trung, lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, sắc mặt Hà Dược Đông cực kỳ khó coi. Lần này Hóa Vũ Tông tới ngọn núi vô danh này vốn ý định ban đầu không muốn nhúng tay vào, chỉ đi tới cho có mặt mà thôi, không ngờ lại bị cuốn vào trong đó. Tử thương không ít phú tướng, tổn thất này tuyệt đối không ít. Hà trưởng lão, Lan Lăng Sơn Trang này quá kiêu ngạo, không ngờ lại dám đánh chết người Hóa Vũ Tông ta. Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo tông chủ, phải tìm đám người Lan Lăng Sơn Trang tính sổ. Một đệ tử Hóa Vũ Tông oán hận nói. Chuyện này sau khi trở về tông chủ sẽ có an bài. Hà Dược Đông khẽ thở dài. Lúc này tỉ mỉ ngẫm lại thì thấy trong chuyện này dường như có chút không thích hợp. Nhưng nhìn hộp ngọc trong tay, hắn không khỏi có chút kích động và cũng cực kỳ nghi hoặc. Phi Linh Môn này rõ ràng có yêu thú thất giai ở đó, thực lực có thể nói là mạnh nhất không ai địch nổi. Thế nhưng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hà trưởng lão, trong hộp ngọc này rốt cuộc là bảo vật gì? Có thể mở ra để chúng ta đại khai nhãn giới hay không? Nhìn Hà Dược Đông, hai Vũ Xuất cùng đi vào trong sơn động với hắn lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ. Hà Dược Đông do dự một chút, lập tức nhìn hai người bên cạnh rồi chậm rãi mở hộp ngọc. Trong ánh mắt kích động của mấy người hộp ngọc được mở ra. Dược hương nhàn nhạt tỏa ra. Một khỏa đan dược xuất hiện trong mắt mọi người. Mà sau khi nhìn thấy khỏa đan dược này sắc mặt mấy người lập tức nghi hoặc rồi chuyển thành khó coi, xấu xí vô cùng. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan. Sắc mặt Hà Dược Đông khó coi tới cực điểm rồi nổi giận. Thứ hắn liều mạng sống cướp về, lại còn tử thương không ít phú tướng cuối cùng cũng chỉ chiếm được một khỏa tăng nguyên đan nhị phẩm. Lúc này Hà Dược Đông đã biết mình bị lừa. Hà trưởng lão, không phải ngươi cầm sai đó chứ? Hai vũ giả Vũ Xuất còn lại của Hóa Vũ Tông nhìn Hà Dược Đông nói. Tuy rằng ngoài miệng hai người không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt lại có chút hoài nghi. Sao bên trong lại chỉ có một khỏa đan dược nhị phẩm? Hừ, các ngươi hoài nghi ta nuốt bảo vật sao? Chúng ta đã bị lừa rồi. Hà Dược Đông cả giận nói. Lúc này hắn cố nén xúc động muốn đập cái hộp ngọc trong tay. Thứ này còn cần để lại cho tông chủ xem qua. Không dám. Hai vũ giả Vũ Xuất biến sắc, thế nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi hoài nghi. Chuyện nuốt bảo vật này cũng không phải không có khả năng xảy ra. Trong ngọn núi vô danh, sơn cốc kia đã trở thành phế tích. Lúc này đám đệ tử Quỷ Vũ Tông đã dục dịch rời đi. Sơn cốc vốn náo nhiệt mấy tháng lúc này lại tĩnh lặng. Những người tới xem chung quanh lúc này cũng ủ rũ rời đi. Còn có không ít người có chút hưng phấn, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang lần này động thủ chỉ sợ sau đó sẽ càng thêm náo nhiệt. Mà lần này cũng không thiếu náo nhiệt cho bọn hắn nhìn.
trong lần náo nhiệt này thứ khiến cho người ta thấy ấn tượng nhất chính là một đao của Lục Lâm Thiên chém cho phó trưởng môn Thanh Phong môn thành từng mảnh nhỏ. Tuyệt đối là chấn động mạnh nhất. Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, lúc này Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ tất cả chuyện đã phát sinh. Tuy rằng so với dự tính ban đầu có chút sai lệch một chút, thế nhưng cũng đã vô cùng hoàn mỹ. Hóa Vũ Tông lần này chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm quả đắng mà thôi, có khổ không nói nên lời. Bút sổ sách của Lan Lăng Sơn Trang cũng tính vào trên người Hóa Vũ Tông, chuyện này nếu không tính toán thì mặt mũi Lan Lăng Sơn Trang sẽ bị hao tổn lớn. Về phần Hóa Vũ Tông, Lục Lâm Thiên phỏng chừng chờ sau khi Hóa Vũ Tông bình tĩnh lại ít nhiều cũng có thể suy đoán ra rõ ngọn ngành. Thế nhưng cũng không có cách nào biện hộ, gậy ông đập lưng ông là chuyện đã định, có lẽ người Hóa Vũ Tông hiện tại vô cùng khó coi. Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn đều bị tổn thất, điều này so với dự định ban đầu trong lòng Lục Lâm Thiên không kém bao nhiêu. Mấy sơn môn này có thể nói là không đủ phân lượng. Các sơn môn lần này đều có tử thương, sau đó tự nhiên sẽ có tranh chấp, đến lúc đó để bọn họ làm ầm ĩ một phen, cũng khiến cho Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang nhức đầu một trận. Thanh Phong môn lần này đã bị tổn thất thảm trọng, Phụng Tiên Hành và Phùng Bách Cường đều bị đánh chết, trưởng lão, hộ pháp trong môn tử thương phân nửa, những đệ tử còn lại cũng bị đánh chết hơn 2.000 người. Có thể nói thực lực Thanh Phong môn đã tổn hại hơn nửa. Chỉ sợ kế tiếp sẽ bị những thế lực khác xâm chiếm như tằm ăn dỗi. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, coi như là Thanh Phong môn tới tìm hắn báo thù, chỉ sợ cũng không có cái lá gan kia. Nhiều nhất chỉ tìm Lan Lăng Sơn Trang xuất đầu mà thôi. Chỉ sợ Lan Lăng Sơn Trang hiện tại cũng không thể bận tâm tới Thanh Phong môn được nữa. Lần này không ít ánh mắt đều nhìn vào Phi Linh môn. Thế nhưng lúc này hẳn là ánh mắt mọi người đều chuyển vào Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Chuyện này có Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang nhúng tay vào khiến cho Phi Linh môn rời khỏi tầm chú ý của mọi người. Trực tiếp đổi thành Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Mà Thiên Tinh Tông lần này xuất hiện là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới người của Thiên Tinh Tông không ngờ cũng tới đây. Đối với Thiên Tinh Tông, trong lòng Lục Lâm Thiên không quên chuyện mà hắn đáp ứng với lão độc vật. Tới một ngày khi thực lực Phi Linh môn đủ thì sẽ diệt Thiên Tinh Tông. Đây cũng là chuyện hắn đáp ứng quỷ tiên tử Bạch Oánh. Mà thực lực hiện tại của Phi Linh môn có thể diệt Thiên Tinh Tông hay không Lục Lâm Thiên cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ít nhất cũng không e ngại Thiên Tinh Tông. Chờ sau khi lão độc vật đột phá Linh Vương, tới lúc đó Thiên Tinh Tông sợ rằng không còn những ngày yên bình. Suy nghĩ mọi chuyện, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Mà lúc này thứ khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn chính là việc chiếm được huyễn ảnh Thanh Vũ. Vũ linh khí phi hành địa cấp, đây tuyệt đối là một bảo vật, một kiện vũ linh khí đã là cực kỳ khó gặp, trong đại môn đại phái người có được linh khí trong tay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà linh khí địa cấp thì càng thêm hiếm, huống chi lại là vũ linh khí phi hành. Dựa theo cấp bậc mà nói, Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Hiện tại huyết lục không thể so sánh với huyễn ảnh Thanh Vũ, linh khí địa cấp so với linh khí huyền cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng huyết lục lại là linh khí bản mạng, sớm muộn cũng có thể tấn chức lên thiên cấp, chỉ là cũng cần thời gian không ngắn. Có huyễn ảnh Thanh Vũ, Lục Lâm Thiên biết bản thân mình lại có một con bài chưa lật. Là một con bài dùng để chạy trối chết, đồng thời sau này dựa vào con bài chưa lật này với lực công kích của bản thân mình thì sẽ khiến cho uy lực càng thêm cường hãn. Đương nhiên, đầu tiên là phải thuần thục thi triển huyễn ảnh Thanh Vũ mới được. Miễn sao đừng xảy ra sự việc như trong sơn động là được. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới chuyện mà Truy Phong Tôn giả từng nhắc qua. Huyễn ảnh Thanh Vũ này không biết có phải là có hai kiện hay không. Vạn nhất lời Truy Phong Tôn giả nói là thực vậy thì huyễn ảnh Thanh Vũ này càng ít thi triển càng tốt, bằng không sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cắt đứt mọi tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Đột phá vũ xuất nhị trọng cũng cần củng cố tu vi một phen. Phù! Sắc trời vào đêm, Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện. Thở ra một ngụm chọc khí. Phía trước màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn lúc này hiện lên vô số ánh đèn. Mấy người đã về tới Phi Linh Môn. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long còn có vũ xuất bát trọng tán tu kia cũng đều đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra. Trải qua một ngày đêm điều tức, thương thế của tán tu vũ xuất bát trọng này dường như đã tốt hơn không ít. Tham kiến trưởng môn, tham kiến Độc Long cung phụng. Trong bầu trời lúc này có yêu thú phi hành xuất hiện.
là mấy đệ tử Phi Linh Môn tiến lên kiểm tra. Lúc này Phi Linh Môn cũng không còn là Phi Linh trước đây nữa. Ngoài Phi Linh Môn hầu như là 3 đến 5 bước lại có một trạm canh gác. Người bình thường nếu như muốn lẩn vào trong Phi Linh Môn là chuyện không có khả năng. Nếu như là cường giả, trừ phi là đạt tới trình tự Vũ Vương cực cao, bằng không tuyệt đối không thể tránh khỏi hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Bạch Linh phát hiện ra. Thiểm điện báo Ngô Dũng, vì sao ngươi cũng? Lúc này, trong Phi Linh Môn có hai đạo thân ảnh hiện lên. Chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Hai người này mấy ngày nay đã hấp thu Vũ Linh Thanh Quả cho nên hiện tại mới xuất quan. Thực lực tuy rằng không tăng cường được bao nhiêu, thế nhưng chỗ tốt đạt được lại vô cùng lớn. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, hóa ra các người thực sự ở Phi Linh Môn. Đại Hán Vũ Xuất Bát Trọng bị Lục Lâm Thiên bắt được lúc này nhìn vào Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân có vẻ ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Thứ khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là thực lực của Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Hai vị cung phụng, hóa ra các ngươi đều biết người này sao? Lục Lâm Thiên nói với Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân. Hồi bẩm trưởng môn, thiểm điện báo Ngô Dũng mấy năm trước từng có chút ân oán với ta. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Vị này chính là trưởng lão mới gia nhập, Thanh Hỏa cung phụng, nể mặt ta phần ân oán này coi như hết. Mặt khác phiền hai vị cung phụng hỗ trợ an bài nơi nghỉ ngơi cho Ngô trưởng lão, ta về hậu sơn trước. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, trưởng môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ lập tức đáp. Sau khi an bài cho thiểm điện báo Ngô Dũng xong, Lục Lâm Thiên lập tức đi về phía hậu sơn. Cảm nhận được khí tức chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức đi tới hậu sơn. Trong mấy ngày này, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã thuận lợi đột phá tới ngũ giai trung kỳ, khí tức trên người đã mạnh hơn không ít. Điều này làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ, nhưng ngũ giai trung kỳ cũng không cao lắm. Sau này cần hối thúc linh đường luyện chế ra nhiều yêu linh đan một chút. Thanh Hỏa, Lộc Sơn, các ngươi không ngờ lại là cung phụng của Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn, tại một đám kiến trúc to lớn, có một tòa đình viện đơn độc. Lúc này tán tu Vũ Xuất Bát Trọng thiểm điện báo Ngô Dũng được hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân an bài ở đây. Có gì là kỳ quái? Chúng ta hiện tại chính là cung phụng của Phi Linh Môn. Nể mặt ngươi cũng gia nhập Phi Linh Môn, ân oán trước đây của chúng ta, ta cũng không tính toán nữa. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói, trong lúc bất chi bất giác, nghe thấy hai chữ cung phụng Phi Linh Môn trong mắt hắn không khỏi có chút tự hào. Các ngươi chẳng lẽ không phải là bị ép gia nhập? Ngô Dũng nhìn Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Hẳn là ngươi bị ép dùng phệ huyết hóa cốt đan của Đông cung phụng. Thanh Hỏa Lão Quỷ như cười như không nhìn Ngô Dũng hỏi. Không sai. Ngô Dũng khẽ gật đầu nói. Ha ha, thiểm điện báo. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cầu trưởng môn cấp thêm mấy khỏa phệ huyết hóa cốt đan rồi lập tức ăn vào. Trưởng môn có thể để ý tới ngươi, cho ngươi gia nhập Phi Linh Môn, lại phong ngươi là trưởng lão chính là tạo hóa của ngươi. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Lộc Sơn Lão Nhân mỉm cười nói. Lộc Sơn. Những lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào các ngươi gia nhập Phi Linh Môn chưa từng hối hận? Ngô Dũng nghi hoặc hỏi. Đối với lời nói của Lộc Sơn Lão Nhân hắn không hiểu chút nào. Hối hận, nực cười, hiện tại coi như là Tam Tông Tứ Môn tới mời ta cũng không rời khỏi Phi Linh Môn. Lộc Sơn Lão Nhân trợn mắt, hắn chưa từng hối hận qua. Từ đầu có thể là bởi vì Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hắn mới gia nhập. Thế nhưng tới lúc này hắn càng không muốn rời khỏi Phi Linh Môn. Thanh Hỏa, lẽ nào ngươi cũng không hối hận? Ánh mắt Ngô Dũng trầm xuống, lập tức nói với Thanh Hảo Lão Quỷ. Nếu hiện tại ai dám khiến ta rời khỏi Phi Linh Môn ta sẽ bổ sống hắn. Thanh Hỏa Lão Quỷ trợn mắt lớn tiếng nói. Bằng vào thực lực của Phi Linh Môn hiện tại so ra vẫn kém Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Thế nhưng đãi ngộ của Phi Linh Môn tuyệt đối không thấp hơn chút nào. Quan trọng nhất chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ hiểu rõ, trong Phi Linh Môn hắn là cung phụng. Phi Linh có một phần của hắn, từ đầu hắn gia nhập Phi Linh Môn quả thực có chút gượng ép. Thế nhưng trong Phi Linh Môn trưởng môn chưa từng coi hắn là người ngoài. Bằng vào thiên phú cùng với tâm trí của trưởng môn, Phi Linh Môn muốn phát triển lớn mạnh là chuyện tuyệt đối có khả năng. Hắn thân là cung phụng, địa vị sau này có thể nghĩ, đến lúc đó hắn chính là nguyên lão của Phi Linh Môn. Tiền đồ vô lượng, sao lại hối hận? Ngô Dũng, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt đi.
không biết bao nhiêu người muốn gia nhập phi linh môn cũng không có cơ hội, vận khí của ngươi quả thực tốt. Thanh Hỏa lão quỷ nói xong khẽ mỉm cười rồi cùng với Lộc Sơn lão nhân rời khỏi đình viện. Chỉ còn Ngô Dũng đang nghi hoặc ở lại bên trong. Nếu không trở về thì ngay cả ta cũng có chút lo lắng. Trong đình viện ở Hậu Sơn, lúc Lục Lâm Thiên đi tới đình viện, một nữ tử tuyệt mỹ đã xuất hiện đứng chờ ở cửa đình viện. Chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Hắc hắc, vận khí của ta luôn luôn không tồi. Không có việc gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, nói. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên đem chuyện mấy ngày qua nói cho quỷ tiên tử Bạch Oánh một lần. Chuyện huyễn ảnh thanh vũ Lục Lâm Thiên cũng không giấu giếm. Chuyện mà Lục Lâm Thiên giấu cũng chỉ có chuyện kim đao màu vàng trong đầu mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghe Lục Lâm Thiên nói xong sắc mặt vô cùng kinh hãi, lại kinh hỉ. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, ngay cả nàng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hảo tiểu tử, đem Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông lăn qua lăn lại. May mà Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang không phái cường giả tới mới để cho ngươi có cơ hội chiếm tiến nghị. Chỉ là bọn họ hiện tại có khổ cũng không nói nên lời. Để bọn hắn ăn quả đắng một lần, cũng không thể tính vào trên đầu phi linh môn ta, cũng coi như giáo huấn bọn hắn một hồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, kế hoạch có thể thành công cũng là bởi vì Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang không phái cường giả tới. Bằng không sao hắn lại nhẹ nhàng như vậy. Không ngờ cấm chế kia không phải là cường giả Vũ Vương bố trí mà là Vũ Tôn. Truy Phong tôn giả này tuy rằng ta chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng trên người có linh khí phi hành địa cấp đủ để chứng minh vận khí tiểu tử ngươi không tồi. Một kiện vũ linh khí phi hành địa cấp, chỉ sợ ngay cả Vũ Tôn nếu như biết được cũng có thể len lén hạ thủ cướp lấy đồ vật của ngươi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Đường đường là Vũ Tôn cũng không tới mức làm chuyện này đó chứ. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Quả thực hắn không nghĩ tới điểm này. Ngươi cho rằng Vũ Tôn không phải là người sao? Chỉ là ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cường giả Vũ Tôn nếu như muốn cướp cũng sẽ âm thầm hạ thủ. Dù sao bọn hắn cũng phải bận tâm về mặt mũi của mình. Về phần người có tu vi Vũ Vương, nếu như biết ngươi có vũ linh khí phi hành địa cấp, sợ rằng sẽ trực tiếp hạ thủ với ngươi. Ngươi nên cẩn thận một chút, đừng quá lộ liễu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Bảo vật trong tay có đôi khi không có thực lực cũng không thể tùy tiện thi triển. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bảo vật tốt đến bao nhiêu, có giữ được không thì phải xem thực lực mà định đoạt. Sau này quả thực hắn phải chú ý nhiều hơn mới được. Lần này không nghĩ tới Thiên Tinh Tông cũng tới. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài nói. Oánh tỷ, chờ Đông Lão sau khi đột phá ta sẽ sắp xếp người tới Thiên Tinh Tông. Lục Lâm Thiên nói, thực lực Thiên Tinh Tông không kém, được cho là thế lực nhất lưu. Chúng phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, không biết Đông Lão đột phá còn cần bao lâu. Lục Lâm Thiên nói, đột phá Linh Vương không phải là chuyện đùa. Lão gia hỏa này lại tu luyện độc công. Đầu tiên là phải đoán thể, khiến cho độc thể tăng cường độc tính. Còn phải ngưng tụ hồn anh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Khi trước ta ngưng tụ hồn anh cũng ăn không ít vị đắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Hy vọng Đông Lão có thể thuận lợi đột phá. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Có máu của Thiên Độc Yêu Long và cây mã tiền ngàn năm, hắn muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Thế nhưng trong ánh mắt cũng mang theo sự khẩn trương. Đột phá Linh Vương nào phải là chuyện dễ dàng. Số người thất bại cũng không ít. Kế tiếp ngươi có sắp xếp gì không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ. Lục Lâm Thiên hơi do dự rồi nói. Hiện tại động tác kế tiếp của Phi Linh Môn phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng thực lực hiện tại của Phi Linh Môn tăng mạnh, thế nhưng nếu động phải giới hạn của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang có lẽ Phi Linh Môn sẽ ngay lập tức gặp phải tai ương ngập đầu. Phi Linh Môn muốn phát triển vậy thì phải để ý tới những quái vật lớn này. Hai người sau khi đàm luận một chút Lục Lâm Thiên mới rời đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hô hấp chậm rãi, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Sáng sớm, lúc này đang là mùa đông, sắc trời mông lung, tia sáng ban mai xuất hiện. Mùa đông, sáng sớm cũng không có chim chóc bay ngang qua. Trong không gian tràn ngập sương mù cùng với những cơn gió lạnh thổi qua.
sâu trong Phi Linh Sơn cây cối trụi lủi, dập dờn trong gió. Gió lạnh thổi qua bốn phía, thế nhưng lúc này mới sáng sớm lại có một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Ông, thủ ấn trong tay người này khẽ biến hóa rồi đột nhiên phía sau lưng vang lên thanh âm như sấm rền. Thanh âm này du dương trầm thấp, lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh. Trong đạo lưu quang này có một cỗ năng lượng đáng sợ đang ba động, bắt đầu dâng trào. Tiếp theo, phía sau người này có một đôi cánh màu xanh xuất hiện. Cả đôi cánh tràn ngập lưu quang màu xanh không ngừng lưu chuyển, bốn phía đôi cánh này không gian như vặn vẹo, một cỗ uy áp mạnh mẽ bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đây là một đôi cánh màu xanh rộng chừng hai thước, hai cánh cùng với lưng tạo thành hình tam giác. Bên trên có từng chiếc lông được sắp xếp vô cùng đặc thù. Mỗi một chiếc lông đều có năng lực xoay tròn, phía dưới đôi cánh còn có lợi thứ sắc bén. Hai cánh mở rộng, kinh khí bắn ra bốn phía xuyên thấu không gian, khiến cho sóng gợn trong không gian lan tràn về bốn phía. Mà hai cánh này hoàn toàn giống như hoàng kim tạo thành, sáng bóng, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tràn ngập linh động, một cỗ khí tức tràn ngập từ trên đôi cánh xuất hiện khiến cho trong lòng không khỏi chấn động. Hai cánh hơi rung động là có thể xuyên qua không gian, giống như là có thể phá vỡ không gian vậy. Lên! Người này khẽ quát một tiếng, hai cánh liền mở rộng. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Cỗ lực lượng nâng lên này tuyệt đối không phải là Phong Chi Dực có thể làm được. Phong Chi Dực chỉ có thể bay lướt qua mà thôi. Mà lúc này đôi cánh màu xanh hoa lệ này hoàn toàn có thể nâng cơ thể lên. Siêu! Hai cánh rung động. Thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xẹt qua giữa không trung. Trong lúc hai cánh rung động mang theo tiếng sấm rền quanh quẩn trong không trung. Mà lúc này thân ảnh màu xanh có đôi cánh phía sau này cũng giống như quỷ mị phi hành trong không trung. Tuy rằng lộ tuyến có chút lộn xộn, thế nhưng tốc độ lại nhanh như lưu quang. Người thanh niên này đương nhiên chính là Lục Lâm Thiên. Sáng sớm Lục Lâm Thiên đã đi ra Phi Linh Sơn luyện tập huyễn ảnh thanh vũ. Đây chính là một con bài chưa lật lớn của hắn. Phải nhanh chóng thành thạo mới được. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên mỗi ngày đều ra tới Phi Linh Sơn tu luyện. Có đôi khi lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, có đôi khi lại luyện tập huyễn ảnh thanh vũ. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Trong ba tầng của đao hồn kỹ, đối với đao hồn tảm, đao hồn quang nhận Lục Lâm Thiên đều đã thi triển qua. Chỉ có tầng cuối cùng đao hồn không nguyên diệt là chưa từng thi triển. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng nắm chắc việc thi triển thành công, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội thi triển ra mà thôi. Mà hiện tại, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai lấy được từ nơi quỷ dị trong vụ tinh hải, gọi là Linh Ba Thiên Hồn Lãng. Dựa theo tin tức trên Ngọc Giản mà nói, sau khi thi tu luyện thành công, lúc thi triển ra có thể dùng linh hồn công kích trực tiếp hóa thành linh hồn cuộn sóng bất ngờ công kích đối thủ. Uy lực mặc dù không phải cực kỳ bá đạo, thế nhưng liên miên không ngớt. Nếu như đối thủ bị cuốn vào trong đó muốn chạy thoát khỏi linh hồn công kích cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong lúc Lục Lâm Thiên tu luyện, Thái Âm Yêu Thỏ lần thứ hai đột phá tới lục giai trung kỳ. Lục Tâm Đồng tại ngày thứ tư sau khi Lục Lâm Thiên trở về cũng xuất quan. Sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả nàng cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Mà khí tức trên người cũng đã gần đạt tới linh suất nhất trọng đỉnh phong. Có lẽ đột phá linh suất nhị trọng cũng không mất bao lâu nữa. Lục Tâm Đồng nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, ước ao không ngừng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong lúc tu luyện thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy buồn chán, tu luyện Linh Ba Thiên Hồn Lãng và huyễn ảnh thanh dực cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ là cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Coi như là tu luyện Linh Ba Thiên Hồn Lãng lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói. Cũng không có độ khó khi tu luyện quá lớn, hoàn toàn chỉ cần thời gian luyện tập. 20 ngày sau, tại một đình viện tinh xảo trong đám kiến trúc liên miên, Lữ Chính Cường đặt tay vào một ngọc giản, sắc mặt biến hóa bất định. Một lát sau không nhịn được mà cười ha hả. Ha ha, hảo tiểu tử, quả thực rất khá. Cha, người cười gì vậy? Dường như còn có chút hài lòng. Lữ Tiểu Linh nhẹ nhàng đi tới. Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang, bên trên còn một chiếc áo choàng. Đường cong linh lung lồi lõm hiển hiện, đồng thời lại có thêm vài phần quyến rũ, yêu nhã. Mà lúc này Lữ Tiểu Linh đang ỉ ôi bên người một phụ nhân. Phụ nhân này mặc một bộ y phục hồng nhạt, lộ ra đường cong quyến rũ. Làn da trắng nõn, mái tóc dài buộc lại phía sau đầu.
vài lọn tóc đen rũ xuống trước ngực, dáng đi ung dung ôn nhu, khuôn mặt khẽ mỉm cười thế nhưng trong lúc vô hình lại tỏa ra uy áp. Linh Nhi, con tới vừa lúc, cha đang muốn nói cho con một tin tức tốt. Lữ Chính Cường mỉm cười, thu hồi ngọc giản rồi nói. Có tin tức gì tốt? Cha, người nhanh nói xem. Nghe thấy có tin tức tốt, Lữ Tiểu Linh lập tức có chút hứng thú, hai tay lập tức chuyển sang người Lữ Chính Cường lay lay rồi hỏi. Linh Nhi, có tin tức tốt là lập tức không để ý tới mẫu thân nha. Phụ nhân này mỉm cười, chậm rãi đi tới một cái ghế trong đình viện rồi nói. Mẫu thân, con không có nha, con không phải đang hỏi cha xem có chuyện gì mà cười hài lòng như vậy sao? Lữ Tiểu Linh lập tức làm nũng. Tiểu Linh, cha quyết định tự mình phát thiệp mời, để tiểu tử kia tới tham gia hoa đảo yến. Lữ Chính Cường mỉm cười rồi nói với Lữ Tiểu Linh. Cha, người nói thật sao? Lữ Tiểu Linh tức thì há hốc mồm, dường như có chút ngoài ý muốn. Cha lừa gạt con bao giờ chưa? Tiểu tử kia quả thực có đủ tư cách tham gia hoa đảo yến. Lữ Chính Cường nói. Tin tức tốt gì chứ? Hắn tới hay không kỳ thực cũng không có quan hệ với con. Vui vẻ qua đi, Lữ Tiểu Linh lập tức chu miệng, thế nhưng trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. Nhà đầu nhà ngươi, quên đi, vậy thì cha không mời hắn nữa. Lữ Chính Cường giả vờ nói. Cha! Lữ Tiểu Linh dậm chân, hai mắt nhìn về phía Lữ Chính Cường. Được rồi, sợ phụ nữ các ngươi. Phụ nhân mỉm cười nói với Lữ Chính Cường. Chính Cường, người chàng nói chính là Lục Lâm Thiên gần đây khá nổi danh đó sao? Mỹ Vi, chính là tiểu tử đó. Ta vừa nhận được tin tức, lúc này tiểu tử kia lại làm một chuyện vô cùng nổi danh. Còn khiến cho Hóa Vũ Tông ăn quả đắng. Tâm trí bực này quả thực bất phàm. Lữ Chính Cường nói với phụ nhân. Lẽ nào ý của chàng? Chàng định gả Linh Nhi cho hắn sao? Đừng quên Lục Lâm Thiên này đã có hôn ước với Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Không chỉ có như vậy, từ tin tức thiếp nhận được, Lục Lâm Thiên vốn chính là một thiếu gia của gia tộc Tam Lưu trên trấn Thanh Vân. Còn có hôn ước với một nữ tử tên là Lục Vô Song, vừa nhìn là biết hạng người đào hoa, chuyện này thiếp không đồng ý. Sắc mặt Mỹ phụ này hơi đổi, lập tức nghiêm túc nói. Mỹ Vi, chuyện này ta cũng đã biết, chỉ là đây là ý của Linh Nhi. Ta cũng đã gặp tiểu tử kia, quả thực không phải là người. Lữ Chính Cường nhìn về phía Lữ Tiểu Linh rồi khẽ mỉm cười nói với phụ nhân này. Thế nhưng còn chưa nói xong đã bị phụ nhân cắt lời. Chính Cường, việc này thiếp không thể đáp ứng. Phụ nhân này nói. Mẫu thân, tiểu lửa đào này, Lâm Thiên không phải là hạng người như vậy, người hiểu lầm rồi. Khuôn mặt Lữ Tiểu Linh biến đổi nhanh chóng kéo tay phụ nhân, bắt đầu làm nũng. Linh Nhi. Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão đã nói với mẫu thân rồi. Tiểu tử kia không phải là người tốt, nhà đầu nhà con quá đơn thuần, bị người khác lừa cũng không biết. Phụ nhân nhíu mày nói với Lữ Tiểu Linh. Mẫu thân, Lâm Thiên không phải là người như vậy, hắn chưa từng lừa gạt con. Lữ Tiểu Linh vội vã nói. Không lừa gạt con, vậy cha con khổ sở như thế nào mới tìm được Thiên Sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ cho con sao lại thành tọa kỵ của hắn? Còn có việc của Quỷ Vũ Tông khi trước mẫu thân cũng nghe nói qua. Tiểu tử kia lợi dụng con khống chế Quỷ Vũ Tông, mẫu thân thấy tiểu tử này không phải là người tốt. Phụ nhân nhướng mày nói. Mỹ Vi, chuyện này. Lữ Chính Cường mở miệng, thế nhưng lại lập tức bị ngắt lời. Được rồi, cho dù cha con chàng có nói gì thiếp cũng không đồng ý. Phụ nhân này nói. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nữ nhi bảo bối của mình rồi nhún vai cười khổ. Chuyện này hắn cũng không có biện pháp, ai bảo chuyện này hắn không làm chủ được cơ chứ. Lữ Tiểu Linh chu miệng, vẻ mặt không vui, thậm chí là có chút ủy khuất nói. Mẫu thân, cha đã nói Lâm Thiên không phải loại người như vậy. Kỳ thực con cũng biết hắn lừa gạt con, thế nhưng con biết hắn không phải là người như vậy. Nhìn Lữ Tiểu Linh, phụ nhân khẽ thở dài nói. Nhà đầu ngốc này, thực sự sợ con rồi. Hơn nữa ngay cả cha con cũng không phân biệt nặng nhẹ. Ai? Mẫu thân, người không phản đối nữa. Nghe phụ nhân nói vậy, Lữ Tiểu Linh lập tức vui mừng hỏi. Mẫu thân cũng không nói đồng ý, thế nhưng phụ tử hai người đều tâng bốc tiểu tử kia, mẫu thân cũng chưa từng gặp mặt. Muốn mẫu thân không phản đối cũng được, trên hoa đào yến nếu như tiểu tử có thể qua bốn quan của mẫu thân thì mẫu thân sẽ không phản đối. Nếu như không qua vậy thì cũng đừng trách mẫu thân. Phụ nhân nói. Mẫu thân,
vượt bốn quan của người sao có khả năng a? Người cố ý làm khó dễ hắn. Lữ Tiểu Linh cả kinh nói. Yên tâm, mẫu thân sẽ không làm khó dễ hắn. Mẫu thân đã phát ra tin tức, trên hoa đảo yến năm nay nếu như có vị thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan, mẫu thân liền đem nữ nhi gả cho người đó. Nhiều người như vậy sao mẫu thân lại làm khó hắn được cơ chứ? Phụ nhân mỉm cười nói. Mỹ Vi, nàng phát ra tin tức lúc nào? Sao ta lại không biết? Lữ Chính Cường ngạc nhiên, chuyện này hắn cũng không biết. Phụ tử các người gạt thiếp sao thiếp lại không thể giấu chuyện này với hai người cơ chứ? Nói chung nếu muốn thiếp đồng ý tiểu tử kia vậy thì phải xem bản lĩnh của hắn. Phụ nhân nói. Mẫu thân, sao người lại làm như vậy? Vạn nhất có người khác thông qua bốn quan của người thì con phải làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Linh dậm chân nói. Con à, bốn quan của mẫu thân sao lại dễ dàng như vậy? Hơn nữa cửa cuối cùng mẫu thân tự mình trấn thủ thì mới không làm ủy khuất nữ nhi của mẫu thân được. Phụ nhân cười yếu ớt, trong ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt. Tiểu Linh, mẫu thân con muốn khảo nghiệm tiểu tử kia. Cha nghĩ cũng cần phải làm như vậy. Nữ nhi của Lữ Chính Cường ta cũng không thể để tiểu tử kia dễ dàng lấy như vậy được. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi, lập tức mỉm cười nói. Mẫu thân, vậy thì người cũng đừng quá làm khó hắn nha. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lữ Chính Cường cũng đã đồng ý chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn có bản lĩnh thông qua bốn quan của mẫu thân muốn làm khó hắn cũng không được. Phụ nhân mỉm cười, liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường nói. Khi trước cha con cầu hôn mẫu thân cũng phải qua bốn quan đó. Trong Phi Linh Sơn, không biết từ khi nào thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi không ngừng. Bốn phía như được trang trí bởi một tấm vải trắng, từng bông tuyết rơi xuống mặt đất nhìn qua vô cùng có ý vị. Toàn bộ núi ngon lúc này tràn ngập màu trắng, bông tuyết không ngừng rơi xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ tất cả. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập màu trắng. Siêu siêu. Ngay trong không gian trắng xóa lúc này có thể sấm rền vang lên. Một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện xuyên thấu không gian rồi xẹt qua không trung lưu lại một đường cong yêu mỹ. Thân ảnh vô cùng bất định, mờ ảo, giống như lưu tinh xuyên qua không gian trắng xóa này. Tốc độ được đẩy cao, tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, thân ảnh kia càng giống như thiểm điện chợt lóe, thân thể chợt biến mất rồi xuất hiện xa. Siêu siêu. Mà lúc này hai đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện rồi lập tức theo sau lưu quang màu xanh. Dường như đang toàn lực đuổi theo, thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Tốc độ như vậy trong vũ xuất không ai có thể địch lại. Trong núi non, trên một đỉnh núi trắng xóa có hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Dưới không gian trắng xóa này càng khiến cho hai nàng trở nên thoát tục, chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh và Bạch Linh. Ngoài ra còn có Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nghịch Lân Yêu Bằng, Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân dường như dùng toàn lực cũng không thể đuổi kịp ca ca. Lúc Tâm Đồng nhìn theo ba đạo thân ảnh đang truy đuổi nhau trên bầu trời rồi nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này không khỏi vui vẻ. Không sai, vũ linh khí phi hành địa cấp không phải là vật phàm. Mặc kệ là ai, nếu như có huyễn ảnh thanh dược này mà nói muốn giết người có tu vi đồng cấp quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thấp giọng nói. Trưởng môn, chúng ta không đuổi kịp người, chúng ta chịu thua. Trong bầu trời, hai đạo lưu quang thu liễm lại, chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân. Hai người nhìn về phía trước, bốn mắt nhìn nhau lúc này tuyệt đối chấn động. Loại tốc độ này quả thực khiến cho bọn họ không nói được lời nào. Thu, một tiếng sấm rền vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên bầu trời, kinh khí khiến cho không gian vặn vẹo. Một cỗ khí tức chấn động nhân tâm đang tràn ra khiến cho Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân bị áp chế tuyệt đối. Chúc mừng trưởng môn thu được bảo vật. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân nói. Hai vị cung phụng, tốc độ vừa rồi của hai người cũng không kém ta bao nhiêu. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Tâm thần thu lại, huyễn ảnh thanh vũ lập tức thu vào trong đan điền. Thời gian một tháng hắn đã thành tạo thi triển huyễn ảnh thanh vũ. Trưởng môn. Người cứ nói đùa, chúng ta đã dùng gần như toàn lực thế nhưng cũng khó đuổi theo được. Lộc Sơn Lão Nhân nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối với tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt phối hợp với phù quang lược ảnh thì tốc độ quả thực như hổ thêm cánh. Bảo vật như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này càng ngày càng thích. Trưởng môn. Phía xa có một tiếng kêu vang lên,
lúc này có một thân ảnh xinh đẹp lăng không mà tới, đường cong linh lung mê người khiến cho trong đầu không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác thường. Hoa phó đường chủ, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lục Lâm Thiên lắc mình đáp xuống phía dưới nhìn Hoa Mãn Ngọc đang đi tới rồi nói. Hồi bẩm trưởng môn, Linh Thiên môn phái người tới phát thiếp mời. Hoa Mãn Ngọc đưa cho Lục Lâm Thiên một thiếp mời màu vàng, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Ồ! Lục Lâm Thiên kinh ngạc rồi lập tức mở thiếp mời trong tay ra. Ánh mắt đảo qua lập tức mỉm cười. Lâm Thiên, Linh Thiên môn này sao tự dưng lại phát thiệp mời tới? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. Oánh tỷ, tỷ nhìn xem. Lục Lâm Thiên đưa thiếp mời cho Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Hóa ra là đào hoa yến của Linh Thiên môn, không nghĩ tới Linh Thiên môn cũng mời Phi Linh môn chúng ta tham gia, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mở thiếp mời ra xong lập tức mỉm cười nói. Oánh tỷ, lẽ nào tỷ cũng biết đào hoa yến này? Lục Lâm Thiên hỏi. Đào hoa yến của Linh Thiên môn không phải bình thường. Ngay cả thế lực nhị lưu như Quỷ Vũ Tông, Nam Hải Môn, Tầm Vũ Động cũng không có tư cách tham gia. Thế lực có tư cách tham gia chỉ ít cũng phải là thế lực nhất lưu như Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đào hoa yến này Lữ Tiểu Linh từng nói hắn nhất định phải tới, mà lần này Lữ Chính Cường cũng tự mình phát thiệp mời, ý nghĩa quả thực không giống khi trước. Lần trước Lữ Chính Cường không mời hắn nhưng hiện tại lại phát thiệp mời đến, xem ra có chút không bình thường. Lẽ nào ngươi không định đi sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nhíu mày, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ hỏi. Đi, đương nhiên là đi, không đi sao được. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Đây là chuyện hắn từng đáp ứng với Lữ Tiểu Linh, nếu như lần này không đi Linh Thiên Môn có lẽ cô nàng này không bao lâu nữa sẽ giết tới cửa Phi Linh Môn. Ca ca đi tới gặp Tiểu Linh tỷ sao? Muội cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng lập tức hứng thú nói. Được, lần này Tâm Đồng có thể đi. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi lập tức đáp ứng. Trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này trong sơn động đang tràn ngập khói độc, một thân ảnh hoàn toàn ngập trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh này đầy ắp màu đen, năng lượng cuồng bạo từ đó không ngừng tràn ra. Ngay cả tường đá chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đen. A! À, thân ảnh trong dược đỉnh thi thoảng kêu thảm một tiếng, toàn thân ngập trong dược đỉnh chỉ có một cái đầu hiện ra. Thế nhưng khuôn mặt lúc này cũng là màu đen, không khó nhìn ra người này chính là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Trên mặt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lúc này mạch máu bành trường, giống như có máu đen lưu động. Nhìn từ ngoài vào giống như có thứ gì đó nhúc nhích trên bộ mặt, quanh thân được hắc vụ bao phủ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trong tay Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, từng đạo thủ ấn được biến hóa. Không ngừng hấp thu năng lượng trong dược đỉnh, mà lúc này đã tới thời khắc quan trọng nhất. Siêu! Khi Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh toàn thân đen kịt nhảy ra khỏi dược đỉnh thì lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra. Thời gian tiếp tục trôi qua. Động tĩnh trong mật thất cũng không có ai biết được. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đang ngồi ở đó. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, còn có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng gần đây mới gia nhập, các đường chủ, trưởng lão, hộ pháp đều có mặt. Các đường nhanh chóng bẩm báo sự phát triển trong mấy tháng vừa qua, toàn bộ trưởng lão và hộ pháp của Phi Linh Môn lúc này mới biết được hiện tại thực lực của Phi Linh Môn thế nào, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Nói chung, trong khoảng thời gian này Phi Linh phát triển rất nhanh, chung quanh Sơn Mạch Vụ Đô cũng không có thế lực nào có thể ngăn cản Phi Linh Môn. Thế nhưng nếu như phát triển tiếp sẽ động chạm với những thế lực khác. Trưởng môn, gần đây ở ngoài Cửu Hoa Sơn chúng ta gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có một môn phái là Tinh Hà Môn gần đây luôn kiêu ngạo, ngăn cản Phi Linh Môn chúng ta. Hoa Mãn Ngọc nói, Tinh Hà Môn này có địa vị như thế nào? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Dường như nhớ tới cái gì đó. Lúc đi tới Vụ Tinh Hải hắn lấy được một quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai, dường như đã nghe tới tên Tinh Hà Môn này. Trưởng môn, Tinh Hà Môn này thật ra không có địa vị gì lớn. Nhưng vốn cũng không kém Quỷ Vũ Tông trước đây bao nhiêu, không thuộc về nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn. Cho nên nếu suy xét thì quả thực so với Quỷ Vũ Tông còn kém hơn. Trong môn có ba vũ xuất, thực lực mạnh nhất chính là Lưu Tinh Hà, nghe nói đã tới vũ xuất cửu trọng. Hoa Mãn Ngọc nói, Tinh Hà Môn, Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt đảo qua đại điện rồi nói. Chư vị,
không biết việc tinh hà môn này chư vị có ý kiến gì không? Trưởng môn, đám người tinh hà môn dám ngăn cản phi linh môn vậy thì trực tiếp diệt môn đi. Thanh hỏa lão quỷ lớn tiếng nói. Diệt chỉ là hạ sách, thực lực tinh hà môn cũng không yếu. Phi linh môn ta tuy rằng không sợ nhưng nếu bọn chúng liều mạng cũng sẽ tạo thành thương vong với chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Thanh hỏa cung phụng, Lộc Sơn cung phụng, lần này hai người đi cùng với Vũ Đường tới đó một chuyến. Tận lực thu phục, nếu như không thể thu phục tinh hà môn vậy thì trực tiếp diệt. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, trưởng môn. Thanh hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân đáp. Ngô trưởng lão, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào thiểm điện báo Ngô Dũng. Trưởng môn, thương thế đã không còn trở ngại gì nữa rồi. Chữa thương tròn một tháng, mặc dù thương thế nặng thế nhưng dùng một khỏa đan dược lục phẩm cao giai cũng đã khôi phục được kha khá. Vậy thì lần này Ngô trưởng lão và hai vị cung phụng cùng nhau đi tới đó đi. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, trưởng môn. Ngô Dũng đáp. Ánh mắt nhìn mọi người trong phi linh môn, đặc biệt là sáu đường khác khiến cho hắn có chút thất kinh. Lúc này hắn mới tin tưởng lời nói khi trước của hai người Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Báo. Đột nhiên ngoài đại điện có đệ tử phi linh môn đi vào. Dưới ánh mắt ẩn ý của Lục Lâm Thiên Hoa Mãn Ngọc lập tức đi ra đại điện. Đệ tử kia nói xong nhanh chóng rời đi. Trưởng môn, là người ở cửa hàng phi linh môn chúng ta muốn gặp trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc lập tức đi vào trong đại điện rồi nói. Lục Lâm Thiên nở nụ cười lập tức nói. Chư vị có thể rời đi, Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, Ngô trưởng lão, ba người trước tiên đi giải quyết việc tinh hà môn đi. Vâng, trưởng môn. Mọi người đáp rồi lập tức lui xuống. Trưởng môn, người của Vân Dương Tông tới đây có lẽ vì trấn thiên tinh. Mọi người tản đi, quỷ tiên tử Bạch Oánh cười nhạt nói. Có lẽ bọn họ cũng không nhịn được nữa. Lục Lâm Thiên cười nói. Lúc này hắn đã sớm biết được, sau khi đem trấn thiên tinh giao cho người của Vân Dương Tông phi linh môn bốn phía đều vây quanh, đồng thời dược liệu đều bị phong tỏa. Hoàn toàn khiến cho trấn thiên tinh thành một trấn đơn độc. Hiện tại trấn thiên tinh có lẽ so với trấn Đoàn Sơn trước đây cũng không khác bao nhiêu. Khắp nơi đều là cảnh tiêu điều. Người Vân Dương Tông càng không thể phát triển. Lục trưởng môn đã lâu không gặp. Không ngờ thực lực của trưởng môn càng ngày càng mạnh, chúc mừng, chúc mừng. Một lát sau Hoa Mãn Ngọc dẫn một người đi tới đại điện, chính là Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông. Bên ngoài sơn môn nhiều tai mắt, tiểu tử không thể đi ra nghênh tiếp mong Lôi trưởng lão lượng thứ. Lục Lâm Thiên khẽ thi lễ rồi cười nói. Lục trưởng môn khách khí rồi. Ánh mắt Lôi trưởng lão nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức hành lễ. Tham kiến Bạch cung phụng. Bạch cung phụng càng ngày càng trẻ đẹp a. Lôi trưởng lão nói đùa, mời ngồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Sau khi hàn huyên một phen Lôi trưởng lão mới ngồi xuống. Sắc mặt hơi đổi nói. Lục trưởng môn, người cũng không nên làm quá như vậy a. Ồ, Lôi trưởng lão có ý gì vậy? Tiểu tử không hiểu gì hết. Lục Lâm Thiên cố tình kinh ngạc nói. Lục trưởng môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn tính ra cũng là người một nhà. Chúng ta người ngay không nói chuyện quanh co. Hiện tại trấn thiên tinh nay không bằng xưa. Nếu như lục trưởng môn không hạ thủ lưu tình thì trấn thiên tinh coi như xong. Lôi trưởng lão nhìn vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Ha ha. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lôi trưởng lão nghiêm trọng rồi. Tình hình gần đây của trấn thiên tinh ta cũng nghe một chút. Không ngờ lôi trưởng lão lại tới phi linh môn. Nếu tiểu tử có thể xuất lực đương nhiên sẽ tận lực. Vân Dương Tông và Phi Linh Môn dù sao cũng là người một nhà. Vậy đa tạ lục trưởng môn rồi. Lôi trưởng lão nở nụ cười nói. Lôi trưởng lão, trấn thiên tinh muốn khôi phục được cảnh tượng trước đây là chuyện không hề dễ dàng. Như vậy đi, ta sẽ sắp xếp cửa hàng của Phi Linh Môn tiến vào trấn thiên tinh. Hơn nữa, gần đây Phi Linh Môn ta và Thanh Phong Môn có chút khúc mắc, có lẽ lôi trưởng lão cũng biết. Cho nên vì không để trấn thiên tinh bị liên lụy ta sẽ phái ra một ít đệ tử tiến vào chiếm giữ trấn thiên tinh, không biết ý lôi trưởng lão ra sao. Lục Lâm Thiên nói. Chuyện này. Lôi trưởng lão vừa mới vui mừng lập tức sắc mặt xấu xí. Hiển nhiên hắn hiểu chuyện chiếm giữ này không phải là ngày một ngày hai. Lục trưởng môn, cửa hàng phi linh môn có thể tiến vào. Thế nhưng trấn thiên tinh Vân Dương Tông chúng ta cũng có thể bảo vệ. Nào dám làm phiền lục trưởng môn.
Ý tốt này của lục trưởng môn ta xin nhận. Lôi trưởng lão cắn răng nói. Để người phi linh môn tiến vào trấn thiên tinh, khi đó trấn thiên tinh là của ai, không cần nói cũng rõ. Đều là người một nhà sao lại phiền phức như vậy. Nếu như lôi trưởng lão không cho ta xuất lực ta đây cũng không cần phải để cửa hàng phi linh môn tiến vào trấn thiên tinh a. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ý tứ trong đó không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo. Không cho đệ tử phi linh môn tiến vào trấn thiên tinh vậy thì tiếp tục phong tỏa trấn thiên tinh. Lục Lâm Thiên nói những lời này đương nhiên lôi trưởng lão có thể hiểu rõ. Khuôn mặt mập mạp của hắn co quắp lại, dường như đang do dự. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ ra tiểu ý, không nói gì. Vị trí của trấn thiên tinh cực kỳ quan trọng, hắn nhất định phải khống chế nó, bằng không cũng chỉ có thể đem nó biến thành một trấn đơn độc. Được rồi, vậy thì làm phiền lục trưởng môn vậy. Lôi trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên thầm cắn răng đáp, toàn thân có chút uể oải mang theo nụ cười khổ. Lôi trưởng lão khách khí rồi, phi linh môn và Vân Dương Tông chính là người một nhà. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Sau khi hàn huyên một lát, lôi trưởng lão của Vân Dương Tông rời đi, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Lâm Thiên, ngươi làm như vậy không sợ vị nhạc phụ kia của ngươi tới tìm ngươi tính sổ sao? Lôi trưởng lão rời đi, quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói. Vân Dương Tông là đại môn đại phái, sao lại tính toán với phi linh môn nho nhỏ như chúng ta chứ? Từ giờ cho tới đào hoa yến của linh thiên môn chỉ còn một tháng, ngươi cưỡi thiên sĩ tuyết sư cũng cần hơn nửa tháng mới tới. Người đi chuẩn bị đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Oánh tỷ, đợi mấy ngày nữa đã. Không biết Đông lão muốn đột phá cần bao lâu. Đã mấy tháng rồi à? Lục Lâm Thiên nói. Cái này không ai có thể biết rõ, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh đột phá. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Đợi 10 ngày nữa, nếu như Đông lão thuận lợi đột phá thì lần này phiền Oánh tỷ cùng ta đi linh thiên môn một lần. Nếu như Đông lão không thể đột phá vậy thì cũng đành để Oánh tỷ trấn thủ phi linh môn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, đào hoa yến của linh thiên môn đều mời những thế lực nhất lưu trong cổ vực, nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn, hắn còn không ít chuyện không rõ. Có quỷ tiên tử Bạch Oánh bên người, đương nhiên sẽ tiện hơn nhiều. Nhưng phi linh môn lại không thể không có người trấn thủ. Mọi chuyện cũng chỉ có thể chờ lão độc vật mau chóng đột phá. Đào hoa yến có không ít thế lực hội tụ. Nếu như ta đi cùng ngươi thì đỡ hơn một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Vào ban đêm, sau một hồi tuyết rơi không ngừng, trời lạnh đã ấm dần lên, bất chợt đầu xuân đã tới. Hậu sơn phi linh môn, Lục Lâm Thiên chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phương xa. Tính thời gian đến cổ vực lần này bất chi bất giác cũng đã được một năm. Mẫu thân, vô song, Hồng Lăng không biết ở Vân Dương Tông sống như thế nào. Phi linh môn thực lực tuy rằng không kém. Thế nhưng trước mắt lại không thể nào chống lại linh vũ giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên dường như có chút dự cảm, người của linh vũ giới chỉ sợ không lâu sau đó sẽ tới phi linh môn. Trong vụ tinh hải hắn đã gặp được Lăng Thanh, hiện tại tên tuổi phi linh môn trong cổ vực cũng coi như có chút danh khí. Sợ rằng linh vũ giới rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Vô tự thiên thư là vật vô cùng quan trọng, người linh vũ giới tuyệt đối không thể buông tha. Ngây ngốc cả đêm. Người đang suy nghĩ gì vậy? Một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi tới bên người Lục Lâm Thiên, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, y phục trắng như tuyết trong đêm tối càng trở nên siêu phàm thoát tục, người này chính là Bạch Linh. Ta đang suy nghĩ một chút. Lục Lâm Thiên nhìn vào nữ tử yêu mị, lười biếng trước mắt, ánh mắt khẽ đổi. Người đang nhớ tới Vô Song và Hồng Lăng sao? Bạch Linh nhẹ nhàng cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt này lại khiến cho Lục Lâm Thiên có chút thất thần. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Làm sao nàng lại tới đây? Tiểu Long đâu? Tiểu Long phải nhanh chóng tăng cường thực lực một chút để đi Linh Hoàng Nhai cùng tổ yêu lâm, cho nên gần đây liều mạng tu luyện. Ta lại tĩnh tâm không được cho nên ra đây một chút. Bạch Linh nói xong, ánh mắt từ người Lục Lâm Thiên rời đi, lạnh nhạt nhìn về mấy ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời. Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Không có chuyện gì. Bạch Linh nói. Lần trước chúng ta vào nơi quỷ dị kia ở vụ tinh hải khiến cho ta nhận được một ít tin tức. Dường như trong đó cất giấu một bí mật cực lớn. Thế nhưng tin tức của ta lại không được đầy đủ. Chỗ kia quả thực có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên nói. Bên trong địa phương quỷ dị kia có vô tự thiên thư, còn có vũ linh thánh quả. Loại địa phương như vậy đương nhiên sẽ còn bí mật khác.
chỉ là bằng vào thực lực bây giờ của hắn căn bản không có cách nào biết rõ bí mật bên trong. Có lẽ người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng biết chút ít. Hai người đứng ở phía sau núi, nhìn chăm chú vào không trung. Một lúc lâu sau Bạch Linh khẽ nói. Ta về đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Bạch Linh, mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trực tiếp xúc với mặt đất khiến cho việc lĩnh ngộ thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên rõ ràng hơn một chút. Theo sự lĩnh ngộ, trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng. Giờ phút này, cách đó không xa, ở giữa thiên địa có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình đang bắt đầu hội tụ. Ban đầu cỗ năng lượng này cực kỳ mỏng manh, căn bản không có cách nào phát giác được. Thế nhưng lại đang lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp tăng lên. Kế tiếp, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ, đắm chìm bên trong tu luyện. Trong khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được thực lực của mình đang tiến bộ không ngừng. Phía sau núi, lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được trong mật thất nơi lão độc vật bế quan đã có chấn động. Dựa theo lời quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, lão độc vật đã bắt đầu đột phá. Hiện tại có khả năng đang ngưng tụ hồn anh. Đối với hồn anh, Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng hiểu một chút. Đột phá vũ vương cùng linh vương khác vũ xuất linh xuất ở một chỗ chính là ngưng tụ hồn anh. Hồn anh thực chất là linh hồn ngưng thành thể. Tới vũ vương cùng với linh vương, tới lúc bất đắc dĩ có thể khiến cho linh hồn ly thể mà chạy. Đây cũng là chỗ tốt của việc ngưng tụ hồn anh, sau khi ngưng tụ hồn anh, linh hồn càng cường đại hơn. Có thể ngưng tụ hồn anh thì mới chính thức đặt chân vào cánh cửa vũ vương và linh vương, mà ngưng tụ hồn anh đương nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thường 10 vũ xuất đột phá vũ vương cuối cùng may ra chỉ có một người thuận lợi từ vũ xuất đột phá lên vũ vương, tỷ lệ 1 phần 10 đã là cực kỳ không tệ rồi. Tuy nói lão độc vật đã dùng qua vũ linh thánh quả, đồng thời bản thân cũng có chút nắm chắc. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng vẫn lo lắng, những ngày này hắn vô cùng khẩn trương. 9 ngày tiếp theo trôi qua, dưới sự dẫn đầu của Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân Tinh Hà Môn cũng không chống đỡ được bao lâu. Lưu Tinh Hà muốn chạy trốn cũng không khó, thế nhưng cũng không thể ném lại Tinh Hà Môn cho nên cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lựa chọn quy thuận Phi Linh Môn. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đánh giá Lưu Tinh Hà, người này chừng thất tuần, dáng người gầy gò, trên mặt sáng bóng, ít nếp nhăn giống như là 50 tuổi vậy. Một thân y phục màu tím trên người nhìn qua vô cùng có khí thế. Hai mắt híp lại bắn ra tinh quang. Theo Lục Lâm Thiên biết, Tinh Hà Môn này là do một tay Lưu Tinh Hà tạo ra. Trong thời gian mấy chục năm đã nhảy lên thế lực nhị lưu, quả thực cực kỳ không dễ. Đủ để chứng minh người này không phải là bình thường. Bái kiến trưởng môn, Lưu Tinh Hà cũng đang đánh giá Lục Lâm Thiên rồi hành lễ. Miễn lễ, nghe Thanh Hỏa cung phụng và Lộc Sơn cung phụng nói các hạ nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn ta vô cùng hoan nghênh, về sau mọi người chính là người một nhà. Lục Lâm Thiên đối với Lưu Tinh Hà này cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, ánh mắt lập tức chuyển về phía thiểm điện báo Ngô Dũng nói. Ngô trưởng lão, lần này vất vả cho trưởng lão rồi. Ta nghe Thanh Hỏa cung phụng nói Ngô trưởng lão lần này xuất lực không ít. Phi Linh Môn ta có công thì sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Một khỏa vũ linh thánh quả cùng với hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này hiện tại là của Ngô trưởng lão. Nói xong. Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một đám quang mang bao bọc một hộp ngọc cùng với vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính phong đưa tới trước người thiểm điện báo Ngô Dũng. Thiểm điện báo Ngô Dũng đưa tay tiếp nhận hai bộ vũ khí cùng với hộp ngọc, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần. Ánh mắt nhìn vào năng lượng chấn động trên hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Quả thực đúng là vũ khí huyền cấp sơ giai, vũ khí đẳng cấp này đối với một tán tu như hắn mà nói tuyệt đối khó kiếm, vô cùng quý trọng. Thế nhưng không ngờ hiện tại lại nhận được hai bộ. Vũ Linh Thánh Quả, trưởng môn, bên ngoài đồn rằng sau khi sử dụng có thể tăng thêm 5 thành cơ hội đột phá Vũ Vương đúng không? Mở hộp ngọc ra, cảm nhận một cỗ năng lượng chấn động, vẻ mặt thiểm điện báo Ngô Dũng kích động nói. Đúng vậy, Vũ Linh Thánh Quả này sau khi sử dụng có thể tăng thêm 5 thành đột phá Vũ Vương. Đối với sự kinh ngạc của thiểm điện báo Ngô Dũng Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái. Loại bảo vật này cũng chỉ có Vân Dương Tông có mà thôi. Mà mỗi một lần chỉ dành cho những người nổi bật trong đệ tử thân truyền. Bên ngoài không ai có thể đạt được. Đa tạ trưởng môn ban thưởng. Thiểm điện báo Ngô Dũng lập tức kích động hành lễ.
hắn thật không ngờ gia nhập Phi Linh Môn mới được ít ngày mà có thể nhận được bảo vật này. Tăng năm thành đột phá Vũ Vương, đây chính là chuyện mà tất cả Vũ suốt mộng tưởng. Không thể nghi ngờ so với vũ kỹ huyền cấp sơ giai còn quý trọng hơn nhiều. Lúc này hắn đã tin lời nói của Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân, sớm biết gia nhập Phi Linh Môn có chỗ tốt bực này, ngay từ đầu hắn đã trực tiếp yêu cầu gia nhập. Lưu Tinh Hà nhìn Vũ Linh Thánh Quả trong tay Thiểm Điện Báo Ngô Dũng vô cùng kinh ngạc. Thậm chí còn khẽ nuốt nước bọt một cái. Vũ Linh Thánh Quả, đối với tất cả vũ suất mà nói, quả thực có lực hấp dẫn chí mạng. Hết thảy chuyện này Lục Lâm Thiên đều nhìn thấy, hắn mỉm cười nói. Lưu trưởng môn, người có thể đem Tinh Hà Môn gia nhập Phi Linh Môn ta coi như cũng lập đại công. Tự nhiên ta cũng không bạc đãi ngươi. Về sau Lưu trưởng môn sẽ là vị cung phụng thứ 5 của Phi Linh Môn. Về phần khác, sau khi Lưu cung phụng lần nữa lập công cho Phi Linh Môn tất có trọng thưởng. Đa tạ trưởng môn. Lưu Tinh Hà vốn thấy Lục Lâm Thiên đối với bản thân mình dường như không quá để ý cho nên nội tâm vô cùng lo lắng. Lúc này nghe thấy mình có thể trở thành cung phụng của Phi Linh Môn đương nhiên hắn hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Chức vị cung phụng đã là cực cao, phỏng chừng nếu như bản thân hắn có thể lập được một ít công lao thì Vũ Linh Thánh Quả này hắn nhất định cũng có được một phần. Hắn đã dừng lại ở vũ suất cửu trọng đã lâu, nếu như có thể đạt được một khỏa Vũ Linh Thánh Quả thì cơ hội đột phá Vũ Vương sẽ lớn hơn. Lục Lâm Thiên khẽ cười, Lưu Tinh Hà này một tay dựng lên Tinh Hà Môn, cũng không phải là người bình thường. Đối với loại người này, chỉ sợ hắn muốn thật tâm thu phục chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Chỉ có thể từ từ thu phục mà thôi, mà Lưu Tinh Hà mang theo Tinh Hà Môn quy phục quả thực có công rất lớn. Giúp cho Phi Linh Môn có thêm một vũ suất cửu trọng, đủ để trở thành cung phụng của Phi Linh Môn. Về phần cao thấp thế nào dù sao cũng chỉ là con số mà thôi. Mà chỗ tốt có thể cho Thiểm Điện Báo thế nhưng không thể cho Lưu Tinh Hà. Thiểm Điện Báo Ngô Dũng này đã ăn phệ huyết hóa cốt đan, không dám phản bội. Thế nhưng Lưu Tinh Hà, Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng trước. Đến khi xác định hắn thật tâm quy hành thì ban thưởng cũng không muộn. Phù! Giờ phút này, cả đại điện rung động, mọi người trong đại điện biến sắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chấn động đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Mà Lục Lâm Thiên, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn nhau rồi lập tức lắc mình rời khỏi đại điện. Ánh mắt mọi người trong đại điện nhìn nhau mang theo sự kinh ngạc rồi lập tức đi theo. Phù! Mặt đất một lần nữa run lên, mọi người lập tức nhìn vào hậu sơn Phi Linh Môn. Lúc này cả hậu sơn như phong vân biến sắc, một cỗ năng lượng bàng bạc khủng bố lúc này đã hội tụ trên không. Năng lượng tràn ngập trên không trung khiến cho người có thực lực thấp cảm thấy tim đập nhanh hơn vài lần. Giờ phút này một cỗ năng lượng trong thiên địa không ngừng hội tụ trong không trung. Từng đạo ánh mắt không ngừng chuyển về phía hậu sơn, mang theo sự kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều không khó phát giác ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, cực đoan đang tăng lên. Lão gia hỏa này đã bắt đầu đột phá. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn về phía hậu sơn. Sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia lập tức vui mừng. Là Đông lão bắt đầu đột phá. Cảm nhận cỗ khí tức này, Lục Lâm Thiên cũng vui vẻ nói. Chẳng lẽ là Đông Vô Mệnh bắt đầu đột phá sao? Lộc Sơn lão nhân sững sờ rồi lập tức nói. Siêu siêu. Trên không trung, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng xuất hiện ở trong không trung, sắc mặt kinh ngạc rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Ca ca. Sư phụ bắt đầu đột phá rồi sao? Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao động tĩnh trên không trung quả thực quá lớn. Đúng vậy, sư phụ muội đã bắt đầu đột phá. Lục Lâm Thiên nói, lúc này một cỗ năng lượng thiên địa mênh mông giống như thủy triều lên, liên tục tiến vào hậu sơn. Từ hậu sơn có một cỗ hắc vụ phóng lên trời mang theo khí tức cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào vậy. Cỗ hắc vụ này cực kỳ đậm đặc, phô thiên cái địa tỏa ra. Mà hắc vụ đậm đặc này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng. Mà hư ảnh này cùng với Thiên Độc Yêu Long cực kỳ giống nhau, thậm chí còn mang theo một cỗ uy áp nhàn nhạt. Ha ha, không nghĩ tới máu của ta đối với hắn lại có tác dụng này. Kinh ngạc qua đi, Thiên Độc Yêu Long cười lớn nói. Độc Long huynh, có chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên có vẻ nghi hoặc hỏi Thiên Độc Yêu Long. Hắn lấy máu của ta đoán thể. Tuy rằng không nhiều lắm. Bất quá trong lúc vô tình mang theo khí tức long tộc của ta. Loại tình huống này quả thực là hiếm thấy.
đối với thực lực cũng có không ít chỗ tốt. Thiên độc yêu long nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Xem ra lão độc vật sẽ có một ít chỗ tốt ngoài ý muốn. Siêu siêu. Hư ảnh hình rồng trên không trung lóe lên rồi biến mất. Lập tức năng lượng bàng bạc kia chút xuống, cả không trung lập tức vặn vẹo, năng lượng bàng bạc trực tiếp tiến vào một cỗ phía sau núi khiến cho cả không gian run rẩy. Lúc này, ở sau núi có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Khí tức này đem theo một cỗ linh hồn uy áp, ngay cả vũ suất cũng bị áp chế. Là khí tức của linh vương. Cả giác cỗ khí tức này, ngay cả Lưu Tinh Hà mới gia nhập phi linh môn không được bao lâu cũng không hỏi hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm nói. Cỗ khí tức này đã tới linh vương, hắn thật không ngờ tới mình vừa mới gia nhập phi linh môn chưa được bao lâu thì bên trong phi linh môn đã có người đột phá tới linh vương. Phía sau núi phi linh môn, lúc này toàn bộ hậu sơn phong vân biến sắc. Năng lượng khủng bố đầy trời khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực như sắp bị nghiền nát. Phù! Một lát sau, một đạo quang trụ đen kịt từ sau núi bắn thẳng lên trời rồi va chạm với năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Năng lượng bàng bạc lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Bầu trời lập tức khôi phục lại bộ dáng trước đây. Siêu! Ngay khi năng lượng trong thiên địa biến mất, một đạo thân ảnh màu đen phóng lên trên trời. Trên người tràn ngập khí tức mênh mông, trong khí tức xen lẫn một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc. Khí tức thật là khủng khiếp, đây là khí tức của linh vương sao? Trong phi linh môn mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Dưới sự áp chế tuyệt đối này khiến cho bọn họ không khỏi nghi hoặc. Giờ phút này vô số đệ tử phi linh môn cũng tới sân rộng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung rồi bàn tán. Đối với đệ tử bình thường mà nói, cảnh tượng cùng với uy áp này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Lão gia hỏa này xem ra dùng máu huyết thiên độc yêu long và cây mã tiền ngàn năm rèn thể đã nhận được không ít chỗ tốt. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn chăm chú vào không trung rồi mỉm cười nói. Khi tất cả năng lượng biến mất trong không trung, thân ảnh màu đen trên không trung lúc này càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt của mọi người. Người này vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, rồi bất ngờ đôi mắt mở ra giống như quang mang, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Bên trong chọc khí có một cỗ khói đen, trong đó sợ rằng cũng có không ít kịch độc. Ha ha! Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười lớn một tiếng, phát tiết cảm giác dễ chịu khoan khoái trong lòng. Tiếng cười xuyên thấu không gian. Chúc mừng Đông Cung Phụng đột phá linh vương. Mọi người thấy thế lập tức hô lớn. Sư phụ, thân ảnh Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới bên người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh. Sư phụ đột phá, trong lòng nàng cũng cực kỳ cao hứng. Linh suất, nhìn Lục Tâm Đồng, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng cùng với Lưu Tinh Hà nhìn nhau vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới khí tức quanh người tiểu cô nương kia lúc này lại là linh suất. Siêu. Hai đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức quanh người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh lúc này đã được thu liếm lại. Thế nhưng trong lúc vô hình cũng khiến cho người khác bị áp chế. Đột phá là tốt rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Chúc mừng Đông lão đột phá. Lục Lâm Thiên nói, phi linh môn có thêm một linh vương, thực lực lại đại tăng. Lần này phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nói. Sau đó lại nói với thiên độc yêu long. Đa tạ ân tặng máu của độc long huynh, nếu không quả thực ta không có biện pháp. Chút thành ý mà thôi. Thiên độc yêu long hào sảng nói. Một chút máu mà thôi đương nhiên chỉ là chút thành ý. Bất quá nếu không phải là người quen biết thì máu tươi trên người hắn, cũng là long huyết không thể tùy tiện cho được. Sáng sớm đầu xuân, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự khoan khoái. Trên bầu trời mang theo một màu xanh ngắt. Từng dãy núi bên dưới mang theo vẻ xanh tươi, lại được từng lớp sương mù phủ lên nhìn qua vô cùng mê hoặc. Trong không khí tràn ngập sương sớm giống như tầng lụa mỏng. Trong phi linh sơn mạch lúc này tràn ngập tiếng chim vang vọng. Phía sau núi, tiếng thác nước róc rách không ngừng vang lên bên tai. Giống. Trong hậu sơn phi linh môn, lúc này thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh lên rồi lập tức biến mất giữa không trung. Trên lưng nó lúc này chính là Lục Lâm Thiên xuất phát tiến về linh thiên môn. Còn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh. Tiến về linh thiên môn, vốn Lục Lâm Thiên muốn mang theo thiên độc yêu long, thế nhưng dù sao thiên độc yêu long cũng là từ vụ tinh hải mà ra. Người ở vụ tinh hải nhìn thấy thiên độc yêu long cũng không ít,
đến lúc đó vì tránh khỏi phiền toái cho nên Lục Lâm Thiên tìm một cái cớ để cho Thiên Độc Yêu Long ở lại Phi Linh Môn. Có Thiên Độc Yêu Long cùng với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ở lại Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên càng thêm yên tâm. Về phần Nghịch Lân Yêu Bằng cùng với chúng yêu thú, Lục Lâm Thiên cũng không mang theo. Để cho chúng nó bế quan tu luyện, tận lực đột phá. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên hỏi. Oánh tỷ, đào hoa yến của Linh Thiên Môn này rốt cuộc là thứ gì? Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười rồi nói. Đào hoa yến này quả thực có địa vị vô cùng lớn. Có quan hệ với Linh Thiên Môn. Linh Thiên Môn trong nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn là dùng đan dược mà bài danh. Mà trong Linh Thiên Môn phần lớn là linh giả. Trong đó có không ít cường giả linh giả. Đào hoa yến này vốn là ngày mà Linh Thiên Môn luyện chế một loại đan dược. Một loại đan dược. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Oánh lần nữa. Bên trong Linh Thiên Môn có 100 cây đào, mỗi lần 100 cây đào nở thì cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mà đan dược này có tên là chú nhan đan, do Linh Thiên Môn dùng hoa đào luyện chế ra. Sau khi dùng chú nhan đan này có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn không già nua. Cho dù là người có dung nhan già nua sau khi ăn vào cũng khiến cho càng ngày càng trẻ. Chú nhan đan này quả thực vô cùng kỳ diệu a. Không biết là thật hay giả. Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ hứng thú. Không nghĩ tới lại có loại đan dược kỳ diệu như vậy. Có lẽ mặc kệ là nam hay nữ, đặc biệt là nữ nhân, không có ai chống cự được với sự hấp dẫn của nó. Đương nhiên là thật, năm đó ta từng ăn vào một khỏa chú nhan đan, cho nên mới có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn thấy Lục Lâm Thiên nghi hoặc khẽ mỉm cười nói. Chú nhan đan này quả thực quá thần kỳ a. Bạch Linh luôn luôn không nói chuyện lúc này cũng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Oánh có chút kinh hãi. Khó tranh oánh tỷ lại xinh đẹp như vậy, tựa như thiếu nữ, chú nhan đan này quả thực thần kỳ. Lục Lâm Thiên nhìn qua quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi nói. Trong lòng thầm nghĩ, chú nhan đan này nếu như có cơ hội thì hắn phải lấy thêm mấy khỏa, đưa cho mẫu thân, Vô Song, Hồng Lăng. Bớt nói nhảm đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tài liệu chủ yếu của chú nhan đan chính là hoa đào. Mỗi một năm khi hoa đào nở rộ thì sẽ thu thập tài liệu luyện chế chú nhan đan. Thế nhưng nghe nói mỗi một năm 100 cây đào của Linh Thiên Môn chỉ luyện chế được 15 khỏa chú nhan đan mà thôi. Dựa theo quy củ những năm qua, Linh Thiên Môn sẽ đưa cho một ít thế lực nhất lưu trong cổ vực một khỏa chú nhan đan. Về phần những người khác muốn đoạt được một khỏa chú nhan đan mà nói thì quả thực là vạn kim khó cầu. Quan trọng hơn là chỉ có thế lực nhất lưu mới có tư cách nhận được chú nhan đan. Đây cũng là tượng trưng cho thân phận. Mỗi năm chỉ có 15 khỏa thôi sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, xem ra hắn muốn lấy mấy khỏa chú nhan đan cơ hội cũng không lớn. Bởi vì chú nhan đan vô cùng được hoan nghênh, bởi vậy có thể lấy được chú nhan đan cũng đại biểu cho một loại thân phận. Cho nên dần dần, mỗi lần Linh Thiên Môn phát chú nhan đan liền dứt khoát đổi thành đào hoa yến. Mời tất cả các thế lực lớn đến hưởng các loại mỹ thực do hoa đào tạo thành, đồng thời còn có thể lấy được chú nhan đan. Bởi vì mời tất cả các môn phái lớn, cho nên đào hoa yến này các môn phái đều mượn cơ hội mang đệ tử tông môn tới đọ sức một phen, cũng khiến cho đào hoa yến trở nên náo nhiệt một chút. Thời gian càng dài, sau này đây cũng là một việc trọng đại trong cổ vực. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Hóa ra đào hoa yến là như vậy, vừa được ăn vừa được mang về, không tệ. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt khẽ đảo, lập tức cười hắc hắc rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, lúc trước tỷ nhận được chú nhan đan là từ đâu vậy? Tiểu tử nhà ngươi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lúc trước ta ở bên trong cổ vực cũng coi như có danh khí, có người đưa chú nhan đan cho ta cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đúng rồi Oánh tỷ, bên trong Linh Thiên Môn này có một trưởng lão họ Văn, không biết tỷ có biết không? Lục Lâm Thiên khi ở trong Vụ Tinh Hải đã từng nghe Văn trưởng lão của Linh Thiên Môn hỏi qua quỷ tiên tử Bạch Oánh, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Hắn à, đương nhiên ta biết, lúc còn trẻ hắn đã từng cùng Lộc Sơn lão nhân truy cầu ta. Tên tiểu tử này, không biết từ nơi nào nghe được những chuyện này. Quỷ tiên tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên rồi mỉm cười nói. Đúng rồi, mấy hôm trước ám đường nhận được tin tức mới. Trong khoảng thời gian này ngươi luôn tu luyện nên ta cũng không nói cho ngươi. Có lẽ ngươi còn chưa biết. Nhìn nụ cười của quỷ tiên tử Bạch Oánh khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút là lạ, hắn vội vàng hỏi. Oánh tỷ,
tin gì vậy? Hiện tại bên trong cổ vực truyền ra tin tức, Đào Hoa Yến lần này do trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn đích thân lựa chọn con rể tương lai. Chỉ cần thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan là có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn Lục Lâm Thiên, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh như cười như không nói. Cái gì? Lục Lâm Thiên quả thực có chút ngoài ý muốn. Tin tức này quả thực hắn không biết. Trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn chọn lựa chọn con rể cũng không phải là giúp Lữ Tiểu Linh chọn chồng sao. Tin tức này không sai. Lần hoa đào yến này nếu như ngươi quả thực có tình với tiểu cô nương kia thì chỉ sợ sẽ gặp phiền phức lớn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Lần tới Linh Thiên Môn này quả thực hắn không biết gì. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Tính toán làm gì, hành sự theo hoàn cảnh, tới Linh Thiên Môn rồi nói sau. Tiểu tử ngươi cũng không phải khẩn trương, ta nói trước với ngươi một tin này. Mẫu thân Lữ Tiểu Linh gọi là Khâu Mỹ Vi, nàng không phải là người bình thường. Nhớ ngày đó nàng cũng là một cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong cổ vực gọi là Tứ Tuyệt Yêu Cơ, lại có chút giao tình với ta. Bất quá tuổi tác của Khâu Mỹ Vi này so với ta còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng thực lực lại hơn xa ta. Có lời đồn thực lực của nàng tới bây giờ không thua kém Lữ Chính Cường bao nhiêu, lại có danh xưng Tứ Tuyệt. Bốn cửa ải mà nàng bố trí để lựa chọn con rể chỉ sợ là có quan hệ với Tứ Tuyệt của nàng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Mạnh như vậy sao? Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mẫu thân Lữ Tiểu Linh cũng bất phàm như vậy. Ngay cả Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng phải tán thưởng, hắn nhíu mày hỏi. Oánh tỷ, Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có tứ tuyệt gì? Sao nào, ngươi cũng bận tâm sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mỉm cười lập tức nói. Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có bốn tuyệt kỹ, Kỳ Thư Cầm Âm, Lưu Vân Phi Tụ. Kỳ Thư Cầm Âm, Lưu Vân Phi Tụ. Dường như Lục Lâm Thiên có chút không hiểu. Kỳ Thư Cầm Âm là cách nói ngắn gọn, theo thứ tự là cầm, kỳ, thư. Lưu Vân Phi Tụ chính là binh khí của Tứ Tuyệt Yêu Cơ. Ngươi muốn thông qua bốn cửa ải rất có thể là tứ tuyệt này của Yêu Cơ. Nếu như ngươi có ý với nhà đầu Lữ Tiểu Linh kia thì phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Trong nội tâm hiện lên hình dáng của Lữ Tiểu Linh rồi cười khổ. Tới lúc này cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi. Lão đại, huynh cần phải hiểu rõ. Hồng Lăng tỷ cũng không phải dễ trêu. Tiểu Long nhấc đầu, ánh mắt nhỏ khẽ đảo. Tiểu Gia Hỏa, mau đi tu luyện cho ta. Lục Lâm Thiên vỗ đầu Tiểu Long, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Hừ, lão đại, đệ đây là muốn tốt cho huynh nha. Tiểu Long nhấc đầu hừ lạnh một tiếng rồi lập tức leo lên cổ Thiên Sí Tuyết Sư tu luyện. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, dùng tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư mà nói, đến Linh Thiên Môn cần hơn nửa tháng. Cũng đủ thời gian suy nghĩ một chút. Một lát sau Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trạng vạng tối, dãy núi như những mũi thương đen nhoáng chỉ lên bầu trời, màn sương trắng bốc lên. Tại một ngọn núi cao vút trong mây ở Vân Dương Tông lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp ngồi trên một tảng đá. Hai nữ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, đường cong yểu điệu, trên người mặc bộ váy màu trắng nhìn qua vô cùng thoát tục, khí chất thanh nhã, uyển chuyển. Người còn lại mặc một bộ y phục màu xanh vô cùng yểu điệu. Ánh mắt vô cùng tinh nghịch. Vô Song tỷ, tiểu tặc tới cổ vực đã được một năm, cũng không biết bao giờ mới trở về thăm chúng ta. Vân Hồng Lăng chu miệng nhìn về phía xa nói. Lâm Thiên nhất định là có chuyện bận bịu, cổ vực cực kỳ hỗn loạn, tùy thời lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song nhìn về phía trước mang theo vẻ lo lắng nói. Vô Song tỷ, bằng không chúng ta đi cổ vực tìm hắn đi. Ánh mắt Vân Hồng Lăng khẽ đảo lập tức nhỏ giọng nói với Lục Vô Song. Hồng Lăng, chuyện này không thể được, bằng vào thực lực chúng ta không thể giúp hắn quá nhiều. Có khả năng còn gây thêm phiền toái cho hắn. Lục Vô Song cả kinh nói. Được rồi Vô Song tỷ, muội biết ngay tỷ sẽ nói như vậy mà. Chúng ta cứ tu luyện thôi, gần đây không biết tỷ có chuyện gì mà lại tu luyện nhanh như vậy. Vân Hồng Lăng có chút kinh ngạc nhìn Lục Vô Song. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn không ít. Lục Vô Song khẽ cười nói. Màn đêm bao phủ bầu trời, vầng trăng tỏa sáng ra ánh sáng nhu hòa như ẩn như hiện trong tầng mây. Trong màn đêm, tại một đình viện nhỏ có một thanh niên xuất hiện. Bộ dáng tuấn tú bất phàm. Nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây thì nhất định có thể nhận ra,
người này chính là Lăng Thanh, nữ thích giả trang nam. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức. Trong đại sảnh lúc này có một đại hán đi vào, người này mặc một bộ áo đen, ánh mắt có chút âm lệ. Khí tức trên người trong lúc vô hình tỏa ra uy áp. Nếu quan sát kỹ không khó nhận ra quanh thân người này trong lúc vô hình có một cỗ khí tức khiến cho không gian gợn sóng. Mà người này Lục Lâm Thiên cũng biết, chính là Hắc Quỷ Thiên Vương. Tin tức gì? Thanh niên này hỏi. Thiếu chủ, tin tức truyền đến là về Lục Lâm Thiên kia. Vô tự thiên thư của Lục gia rất có thể ở trên người hắn. Đồng thời người này giới chủ cũng tự mình yêu cầu bắt lấy. Bất quá giới chủ còn nói, phải cẩn thận đối với người có cửu long xích viêm đỉnh kia. Cường giả trong giới hiện tại còn không tiện ra tay, cho nên giới chủ nói chúng ta coi chừng. Đợi sau khi cường giả trong giới ra tay được tự nhiên sẽ có người đối phó với người nọ. Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Ta biết rồi. Ánh mắt thanh niên này khẽ biến đổi rồi nói. Lục Lâm Thiên gần đây có động tĩnh gì không? Theo thám tử hồi báo, mấy ngày trước Lục Lâm Thiên cùng với Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh đã rời khỏi Phi Linh Môn, hẳn là đi tham gia đào hoa yến của Linh Thiên Môn. Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Đào hoa yến của Linh Thiên Môn sao? Sắc mặt thanh niên này trầm xuống rồi nói. Chuẩn bị một chút, ta cũng đi tới Linh Thiên Môn xem náo nhiệt. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ có một mình Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh tới, muốn bắt tên Lục Lâm Thiên cũng dễ hơn nhiều. Thiếu chủ, người định đi Linh Thiên Môn sao? Vạn nhất tiểu tử kia nhìn thấu thân phận của người thì người sẽ gặp nguy hiểm đó. Hắc Quỷ Thiên Vương cả kinh nói. Có nguy hiểm gì chứ? Tới lúc đó người ở ngoài tiếp ứng là được rồi. Cho dù là bị nhìn thấu thì Linh Thiên Môn có thể làm gì được ta? Người thanh niên này tiếp tục nói. Vâng, vậy để lão nô đi an bài. Hắc Quỷ Thiên Vương do dự một chút rồi nói. Trên bầu trời đen yên tĩnh kia lúc này có cơn gió thổi qua. Đầu màu xuân trong không khí bất chi bất giác đã mang theo hương hoa tràn ngập. Siêu. Tại một nơi khác, lúc này trên phía chân trời có một bóng trắng nhanh chóng xẹt qua. Lúc này đứng gần có thể nhìn rõ ràng, đây là một đầu yêu thú khổng lồ màu trắng, khí tức cường hãn. Hai cánh chỉ khẽ chấn động một cái là xẹt qua phía chân trời. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có mấy người đang khoanh chân ngồi tu luyện. Chính là Lục Lâm Thiên cùng với Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh từ Phi Linh Môn một đường tới Linh Thiên Môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ, cũng không có khái niệm thời gian. Mà một lần lĩnh ngộ này tròn 18 ngày. Lâm Thiên, chúng ta sắp tới rồi. Thanh âm của Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Phù! Lục Lâm Thiên dừng lĩnh ngộ, thủ ấn trong tay thu lại, hít sâu một hơi rồi hai mắt mở ra. 18 ngày lĩnh ngộ khiến cho hắn tiến bộ không ít. Thế nhưng nếu nói tới tiến bộ thực chất hóa thì quả thực không có bao nhiêu. Trước mắt hắn lúc này là một sơn mạch, những ngọn núi trọng điệp dường như kéo dài tới chân trời. Trên núi non mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Hiện tại là đầu mùa xuân, trên những ngọn núi lúc này là một màu xanh tràn ngập. Bạch Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng dừng tu luyện nhìn về phía trước. Phía trước không xa là Linh Thiên Môn. Lần này người tham gia đào hoa yến có lẽ không ít, đến lúc đó người phải chú ý một chút. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh nói. Sau một lát, một ngọn núi khổng lồ nguy nga xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, ngọn núi này cao nhập mây, bốn phía quần sơn tụ lại, thế núi đứng thẳng, diện tích ước chừng phải hơn 10 dặm. Bên ngoài cả sơn thể có xây một vòng tường thành rộng vài trượng, cao 10 trượng uốn lượn tựa như chòm sao thương long vậy, càng khiến cho cả sơn thể to lớn thêm vài phần. Ở giữa sơn thể khổng lồ này, lúc này bất ngờ lại có một cầu thang bằng đá uốn lượn từ trên xuống, tựa như con đường dẫn thẳng lên trời, một bước là chạm lên mây. Người tới là ai? Dưới núi, ngay lúc bốn đạo thân ảnh gồm ba nữ một nam chậm rãi đi tới, đã sớm có mấy chục thanh niên vận trường sam lao lên bao vây, một thanh niên có bộ dạng như người cầm đầu, tu vi vũ tướng tam trọng bước lên dò hỏi. Lúc này đã có không ít ánh mắt rơi vào trên người Bạch Linh và Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh. Đặc biệt là Bạch Linh, khiến cho không ít thanh niên nhìn tới ngây cả ra. Phi Linh Môn, đến đây tham gia đào hoa yến. Thiếp mời của Linh Thiên Môn trong tay Lục Thiếu Du được một đạo hoàng mang bao vây đã chuẩn xác rơi xuống trước mặt thanh niên này. Vũ Xuất, một chiêu này lập tức khiến cho không ít thanh niên có chút hiểu biết lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vị thanh niên áo xanh này nhìn qua có vẻ không lớn lắm, nhưng một chiêu ấy, có yêu cầu cực cao đối với không gian chi lực.
tuyệt đối đã đến trình độ vũ xuất, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Phi Linh Môn. Thanh niên dẫn đầu mở thiếp mời ra, cái thiếp mời này đúng là đồ thật, cũng chẳng ai dám cầm thiếp giả tới Linh Thiên Môn để gây rối cả, chỉ là Phi Linh Môn này hình như bọn họ cũng không quen, Đào Hoa Yến năm ngoái cũng có thấy người của Phi Linh Môn tới đâu. Xin hỏi có phải Lục Lâm Thiên Lục trưởng môn hay không? Thanh niên này hơi sững ra một lúc rồi lập tức hỏi. Chính là ta. Lục Lâm Thiên nói, không ngờ ở đây cũng có người biết mình. Hóa ra là khách quý từ Phi Linh Môn, xin mời cưỡi yêu thú phi hành của Linh Thiên Môn chúng ta lên núi, trên núi sẽ có trưởng lão của Linh Thiên Môn ta nghênh đón chư vị. Thanh niên kia mỉm cười đáp lễ, sau đó lập tức dẫn đám người Lục Lâm Thiên đi ra khỏi quãng trường, cưỡi một yêu thú con tam giai để lên núi. Về điểm này thì Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, bên trong Linh Thiên Môn đương nhiên sẽ không để cho yêu thú phi hành của người ngoài bay loạn không kiêng nể gì. Đấy rõ ràng là một sự bất kính đối với Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn của mình cũng như vậy, ai cũng không được trực tiếp cưỡi yêu thú phi hành bay vào bên trong Phi Linh Môn, nếu như làm như vậy thì rõ ràng là đang úp xilon. Cô nương ban nãy đẹp thật đấy, chẳng khác nào thiên tiên, ta chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Đôi mắt của nàng cứ như muốn hút hồn người ta ấy, còn đẹp hơn đại tiểu thư nữa. Sư huynh, mấy người vừa rồi là người của môn phái nào, tới tham dự Đào Hoa Yến? Sao trước kia chưa từng gặp bọn họ nhỉ? Một thanh niên vận trường sam bước lên hỏi thanh niên dẫn đầu. Là người của Phi Linh Môn. Thanh niên dẫn đầu nói. Phi Linh Môn, không phải tiểu thư đã có dặn là người của Phi Linh Môn tới thì phải lập tức thông báo cho nàng biết sao? Người mau đi thông báo cho tiểu thư đi, người của Phi Linh Môn tới rồi. Thanh niên dẫn đầu lập tức nói. Linh Thiên Môn này đúng là khí phái. Trên lưng của yêu thú phi hành, Quỷ Tiên Tử đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bốn phía kiến trúc san sát nhau, khí thế hùng vĩ, không phải thứ mà Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Linh Thiên Môn vốn chính là đại môn đại phái, nội tình trong môn rất sâu, đương nhiên không phải thứ Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được rồi. Giữa sườn núi, yêu thú phi hành trực tiếp đáp xuống một quảng trường khá lớn, lúc này liền có vài đạo thân ảnh tới đón. Lục trưởng môn tới thật sớm, mau mời vào. Tham kiến Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, Văn trưởng lão. Lục Lâm Thiên nhảy xuống yêu thú phi hành, trong số mấy người đi tới thì Lục Lâm Thiên nhận ra ba người đi đầu, chính là Vương Hiểu, Lưu Dịch Hoành và Văn trưởng lão đã gặp qua lúc ở trong Vụ Tinh Hải. Lúc này Văn trưởng lão chỉ hơi đáp lễ lại Lục Lâm Thiên một chút, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, trên gương mặt già nua không ngờ lại hơi đỏ lên, nói. Mấy chục năm không gặp, nàng vẫn không thay đổi chút nào. Ta cũng già rồi, sao mà không thay đổi chứ? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn qua Văn trưởng lão, nói. Không già, không già, ta mới già, nàng đã tới rồi sao không nói cho ta biết sớm, ta sẽ tới dưới chân núi đón nàng. Văn trưởng lão vừa nhìn thấy Quỷ Tiên Tử thì ánh mắt cũng thay đổi, tựa như một vị thiếu nam vậy, ngay cả hai người Vương Hiểu và Lưu Dịch Hoành nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Bình thường nào có thấy Văn trưởng lão như vậy bao giờ? Tiểu lừa gạt, người rốt cuộc cũng tới rồi. Một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ngay trên quãng trường. Tiểu cô nương này thật là, còn có tai mắt ở dưới núi nữa. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nghe thấy thanh âm quen thuộc này liền biết ngay người tới là ai, ánh mắt nhìn qua chăm chú, Lữ Tiểu Linh lúc này không vận trang phục bỉ giáp nữa, mà là vận một bộ váy dài cung trang. Cộng thêm một áo choàng nhỏ tới eo, đường cong lung linh xinh đẹp lộ rõ, ngực cao V upsilon T, cộng thêm kiều đồn săn chắc, làm cho Lục Lâm Thiên nhìn thấy mà cũng phải hơi giật mình, tiểu cô nương này ngày càng có phong vị, trước kia là một quả táo xanh non, hiện tại đã bắt đầu mang theo một chút đỏ tươi. Khiến cho người ta nhìn không được mà muốn cắn một cái. Tiểu Linh tỷ, nhìn thấy Lữ Tiểu Linh, đôi mắt to của Lục Tâm Đồng chớp chớp, sau đó tung tăng chạy lên như một con bướm nhỏ. Tâm Đồng, sao muội cũng tới đây? Hai người gặp mặt liền ôm dính lấy nhau rất thân mật, cảm tình cỡ này không phải tốt thường đâu. Tiểu thư, đám người Linh Thiên Môn đứng xung quanh vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh thì lập tức hành lễ, bất quá Lữ Tiểu Linh cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên nói. Đây là lần đầu tiên ngươi giữ lời hứa với ta. Chuyện ta đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Bất quá lời này nói ra khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hừ,
có làm hay không thì tự ngươi biết lấy, đi thôi, ta an bài chỗ ở cho các ngươi, chính là phòng dành cho khách tốt nhất của Linh Thiên Môn ta, không hề kém hơn so với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo và Lan Lăng Sơn Trang chút nào nha. Lữ Tiểu Linh cong môi nói, đôi môi đỏ mỏng lúc này càng thêm phần đáng yêu. Đa tạ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chỗ ở này tuy không có gì hết, nhưng cũng vô hình đại biểu cho thân phận của kẻ đó. Tiểu thư, trưởng môn có phân phó, nếu như lục trưởng môn tới thì xin mời tới chỗ trưởng môn trước, trưởng môn có việc muốn gặp lục trưởng môn. Vương Hiểu nói, các ngươi không cần lo, ta sẽ đưa hắn tới gặp cha ta, các ngươi dẫn Tâm Đồng và Bạch Linh Tỷ về đình viện trước đi. Lữ Tiểu Linh nói với Vương Hiểu, lão đại, vậy ta không đi cùng với ngươi, đan dược thất phẩm a. Tiểu Long chớp chớp mắt nhỏ, lập tức nhảy xuống khỏi vai của Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, đan dược thất phẩm là cái gì? Đôi mắt to trong veo như nước của Lữ Tiểu Linh lập tức nhìn về phía Tiểu Long mang theo vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Không có gì, không có gì. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long lập tức đảo một vòng, không dám nói thêm gì nữa, ánh mắt của lão đại vẫn đang chừng hắn kia kìa. Chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm cha ta. Lữ Tiểu Linh lập tức không màn đến chuyện khác nữa, kéo Lục Lâm Thiên đi về phía trước, trưởng lão Vương Hiểu cũng chỉ có thể thở dài, chung quanh có không ít đệ tử Linh Thiên Môn cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra nhìn, sau đó cả đám liền nhìn về phía Lục Lâm Thiên với vẻ hiếu kỳ lẫn tò mò. Trên con đường uốn lượn bằng đá xanh, bốn phía xanh biếc, trên đường đi có không ít đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh, sau đó đều mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên âm thầm đánh giá. Đó là ai vậy? Sao lại đi cùng với đại tiểu thư vậy? Người đó hình như có quan hệ không tệ với đại tiểu thư, nghe nói lần đào hoa yến này phu nhân sẽ chọn lựa vị hôn phu cho tiểu thư đó, không biết chừng chính là người này nha. Tiếng nghị luận của đám người đằng sau Lục Lâm Thiên đều thu hết vào trong tai, nhưng không quá để ý tới, nhìn qua Lữ Tiểu Linh vẫn đang một mực líu díu như chú chim sơn ca bên cạnh nãy giờ, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Có phải ngươi không chỉ có một vị hôn thê, mà là những hai người hay không? Lữ Tiểu Linh đột nhiên nói với Lục Lâm Thiên. Ừ, là hai người. Lục Lâm Thiên nhướng mày, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới không phải chuyện Lữ Tiểu Linh biết rõ chuyện của Lục Vô Song, mà là dường như là Lữ Tiểu Linh cũng biết sự tồn tại của Lục Vô Song. Nói cách khác, lai lịch của mình đã hoàn toàn bị Linh Thiên Môn điều tra ra, Linh Thiên Môn nhất định cũng đã biết tin Lục gia có bảo vật rồi. Rốt cuộc ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện hả, còn có người thứ ba nào không? Lữ Tiểu Linh lập tức cả giận mà nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Không có người thứ ba. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mặc dù có Độc Cô Cảnh Văn, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì nàng ta vẫn chưa tính là vị hôn thê của mình. Hừ, bây giờ ta cũng không rảnh để tính sổ với ngươi, sau này lại tính tiếp, hiện tại có chút phiền phức. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên với vẻ mặt khá là nghiêm trọng. Có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Mẹ của ta bảo là vì ngươi đã có hai vị hôn thê rồi, nên phản đối chúng ta. Sắc mặt Lữ Tiểu Linh hơi chút thẹn thùng liếc Lục Lâm Thiên một cái. Phản đối chúng ta chuyện gì cơ? Lục Lâm Thiên biết rõ còn cố hỏi, mỉm cười, nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên đang bắt đầu suy nghĩ. Phỏng chừng Tứ Tuyệt Yêu Cơ Lư Khâu Mỹ cũng là vì chuyện này cho nên mới bày ra bốn cửa gì đó để gây khó dễ cho mình. Phản đối chúng ta ở cùng nhau, ngươi còn cười nữa, mẹ ta cũng không phải người dễ trêu chọc đâu, tới lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút, nếu ngươi qua được bổn cửa đó, mẹ của ta mới đồng ý. Lữ Tiểu Linh thẹn thùng xấu hổ xen lẫn chút giận dỗi nói với Lục Lâm Thiên. Ta biết rồi. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột và nghiêm túc của Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên vốn còn đang thấy kỳ lạ, Lữ Tiểu Linh sao có thể đồng ý với mẹ của nàng là sẽ chọn thanh niên tài tuấn qua được bốn cửa làm vị hôn phu ở đào hoa yến này, hiện tại xem ra, tiểu cô nương này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng hơi hơi cảm động, không biết chỉ vài câu dỗ dành của mình trước đã khiến cho tiểu cô nương này dành trọn trái tim cho mình rồi, mấy năm nay, chính mình nợ tiểu cô nương này không ít. Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Lữ Tiểu Linh cảm nhận được ánh mắt của Lục Lâm Thiên đang đặt trên người mình liền lên tiếng hỏi. Mấy tháng nay có nhớ ta không? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Quỷ mới thèm nhớ ngươi. Gương mặt Lữ Tiểu Linh lập tức đầy vẻ thẹn thùng, hừ khẽ một tiếng, đầu đã sắp cúi xuống tới ngực, sau đó lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Vậy ngươi có nhớ ta không?
không nhớ ngươi thì ta tới Linh Thiên Môn làm gì chứ? Lục Lâm Thiên nói, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của tiểu cô nương này, trong lòng cũng có chút xúc động, nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng thì sợ là đã sớm đòi đánh đòi giết mình rồi. Tham kiến tiểu thư. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới trước một đình viện tinh xảo, bên ngoài đình viện có mấy đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh. Đây là thư phòng của cha ta đang ở bên trong, chúng ta vào thôi. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên. Trong đình viện, trang trí vô cùng lịch sự tao nhã, trong tiểu thính, một cái lư hương tinh xảo tỏa ra từng làn khói thơm nhàn nhạt khắp phòng, khiến cho người ta nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, có hiệu quả chữ thần tĩnh khí. Lục trưởng môn, không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy, Phi Linh Môn ngươi chính là người thứ hai tới Linh Thiên Môn đó. Bên trong phòng, một thanh âm cởi mở nhẹ nhàng truyền tới, sau đó thân ảnh của Lữ Chính Cường lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, mặc dù tuổi đã độ trung niên, bất quá thoạt nhìn phong độ vẫn bất phàm như cũ, trong lúc vô hình lại để lộ ra một cỗ khí thế mà không phải người tầm thường có thể có. Tham kiến Lữ trưởng môn. Lục Lâm Thiên chắp tay hành lễ. Cha à! Lữ Tiểu Linh đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, trên mặt đã không còn vẻ thẹn thùng ban nãy nữa. Lữ Chính Cường đã sớm nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của con gái, mỉm cười nói. Linh Nhi, còn ở đây chờ một lát, ta và Lục trưởng môn vào nội đường nói chút chuyện. Nha! Lữ Tiểu Linh cong môi, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Bên trong tiểu thính chính là nội đường, Lục Lâm Thiên đi theo Lữ Chính Cường vào bên trong nội đường, trong lòng vẫn còn đang suy đoán, không biết Lữ Chính Cường này rốt cuộc muốn tìm mình vì chuyện gì đây. Nha đầu kia! Bên trong nội đường, ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, mỉm cười, trong tay thủ ấn vừa khởi, lập tức một cỗ linh lực bắt đầu khởi động, một đạo quang quyển vô hình lập tức bao phủ bên trong nội đường. Hừ, thần thần bí bí. Bên trong tiểu thính, Lữ Tiểu Linh nghiêng người dán tai lên cửa, sau đó lập tức chu môi, thành thật ngồi xuống ngoan ngoãn chờ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm thầm biến đổi, không biết Lữ Chính Cường này muốn nói cái gì với mình mà ngay cả con gái ruột cũng không cho nghe. Lục trưởng môn, một đường đến đây đã vất vả rồi, vốn không nên quấy rầy ngươi mới đúng, xin chớ trách. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Lữ trưởng môn, ngươi cứ gọi tên của ta là được rồi, ngươi gọi Lục trưởng môn thế này rõ ràng là muốn tổn thọ chết ta. Lục Lâm Thiên nói. Ha ha. Lữ Chính Cường mỉm cười, nói. Cũng được, ta là cha của Linh Nhi, sau này liền gọi ngươi là Lâm Thiên vậy. Như vậy thì nghe sẽ không còn khách khí nữa. Vậy thì tốt quá, tiểu tử nghe cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chút phiền toái của Phi Linh Môn hôm trước đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ. Lữ Chính Cường ý bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện Lục Lâm Thiên, liếc mắt qua nhìn rồi hỏi. Chút phiền toái nhỏ mà thôi, không dính dáng tới Phi Linh Môn của ta nhiều lắm, có Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang ở đó. Không tới lượt Phi Linh Môn của ta. Lục Lâm Thiên trả lời không lộ chút dấu vết. Lâm Thiên, lần này Hóa Vũ Tông tự vác đá đập chân mình, lại bị ngươi chơi cho một vố, xem như đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt, bất quá cái tên Công Tôn Hóa Nhai này là kẻ rất có tâm cơ, làm người có thù tất báo, có một số chuyện không thể lừa được hắn, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, về phần Lan Lăng Sơn Trăng thì tên Gia Cát Tây Phong kia cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, chỉ sợ là cũng khó mà qua mắt được hắn. Vì sĩ diện, hắn hẳn sẽ tính toán hết nợ nần lên Hóa Vũ Tông, nhưng đối với Phi Linh Môn của ngươi thì cũng sẽ thầm nhớ kỹ trong lòng. Sau này ngươi cần phải cẩn thận chú ý hơn nữa mới được. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, Lữ Chính Cường đột nhiên nói ra mấy lời này, đúng là khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy rung động vô cùng. Kế hoạch của mình, cư nhiên giống như có mặt Lữ Chính Cường tham gia từ đầu chí cuối vậy, xem ra Lữ Chính Cường đã sớm biết rõ. Nhưng phỏng chừng là việc của Truy Phong Tôn giả hắn sẽ không biết được. Được rồi, người cũng không cần phải nói thêm gì nữa cả, chuyện trong cổ vực có nhiều thứ không qua mắt được ta đâu. Đồng thời cũng không qua mắt đám cáo giả của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nữa, trong Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang thì Hắc Sát Giáo ngươi đã sớm đắc tội rồi, hiện tại ngươi đã đắc tội ba trong số tứ đại thế lực, ba đại sơn môn kia dù sẽ không giống chống khua chiêng nhắm thẳng vào Phi Linh Môn của ngươi. Nhưng sự phát triển của Phi Linh Môn ngươi thì sợ là sẽ gặp vấn đề, ngươi đã có tính toán gì hay chưa? Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường,
mơ hồ cảm giác được dường như trong lời nói của Lữ Chính Cường vẫn còn chưa hết ý, liền nói. Phi linh môn của ta chỉ là một ngôi miếu nhỏ, phát triển thì coi như xong đi, bảo vệ được bản thân là đủ rồi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, nói. Tiểu tử nhà ngươi đúng là không thành thật chút nào, phi linh môn hiện tại có vũ vương, có yêu thú thất giai, chỉ sợ là còn không chỉ có mỗi một vũ vương ấy chứ. Trong vòng một năm ngắn ngủi, thực lực của phi linh môn ngươi đã tới mức ấy, không lâu trước đây ta lấy được tin tức, ngay cả tinh hà môn cũng đã rơi vào trong tay phi linh môn của ngươi. Nếu như phi linh môn mà còn không phát triển, thì sao có thể tiếp tục khống chế quỷ vũ tông, chuyện ở quỷ vũ tông, cũng đã kéo linh thiên môn chúng ta bị liên lụy không ít. Nhiều kẻ còn cho rằng linh thiên môn ta sai khiến ngươi đi khống chế quỷ vũ tông đây. Lời này của Lữ Chính Cường vừa nói ra thì Lục Lâm Thiên lập tức lộ vẻ nghi hoặc, kinh ngạc hỏi. Chuyện ở tinh hà môn chỉ vừa mới xảy ra không bao lâu mà Lữ trưởng môn đã biết nhanh như vậy rồi, đúng là khiến ta không tin nổi. Ta đã nói rồi, chuyện trong cổ vực này, không có mấy chuyện mà ta không biết, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, kế tiếp phi linh môn của ngươi có tính toán gì hay không? Lữ Chính Cường nhẹ giọng hỏi. Không dám tính toán gì, phi linh môn mặc dù có chút thực lực, nhưng bất quá cũng chỉ đủ để bảo vệ cho bản thân của mình mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử nhà ngươi, cẩn thận quá, không thể cậy được tí thông tin gì từ miệng của ngươi, bất quá hôm nay ta có hai chuyện khác muốn hỏi ngươi, chuyện thứ nhất, ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta biết. Lữ Chính Cường nghiêm mặt hỏi Lục Lâm Thiên. Mời Lữ trưởng môn cứ nói. Lục Lâm Thiên đáp. Việc của Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông và Lục Vô Song của Lục gia, ta đều đã biết cả rồi, việc này mà bảo ta không so đo là không thể nào, ta cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi bảo bối là Linh Nhi mà thôi, tình cảm Linh Nhi dành cho ngươi hẳn là ngươi cũng biết rồi, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác, hôm nay ngươi nói một câu cho ta biết, ngươi có tình cảm gì với Linh Nhi hay không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên nói. Mục quang của Lục Lâm Thiên ngốc trệ, không ngờ Lữ Chính Cường lại hỏi tới chuyện này. Cho nên không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Không cần phải do dự, ta là người công tư rõ ràng, nếu ngươi có tình ý với Linh Nhi thì ta cũng đành chấp nhận mà thành toàn cho các ngươi, nhưng nếu sau này ngươi dám ức hiếp Linh Nhi, để nó chịu ủy khuất dù chỉ một chút thôi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi, còn nếu ngươi không có ý gì với Linh Nhi thì hãy sớm nói rõ cho Linh Nhi biết đi, con gái của Lữ Chính Cường ta, cũng chẳng thua kém gì con gái của Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường nói. Nghe thấy Lữ Chính Cường nói vậy, có vẻ như rất là đồng ý chuyện này, khiến Lục Lâm Thiên cũng sững sờ, Lữ Chính Cường cũng đã nói huỵt tẹt ra rồi, nếu như mình còn tiếp tục suy đoán hàm hồ nữa thì đúng là hết nói nổi, thế là ánh mắt mang theo ý cười, mặt cũng hơi ửng đỏ, nói. Tiểu tử đa tạ Lữ trưởng môn đã thành toàn, tiểu tử đương nhiên sẽ không để cho Linh Nhi bị ủy khuất một chút nào. Tiếng nói vừa dứt, Lục Lâm Thiên cũng đã đứng dậy làm một đại lễ. Ha ha. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, Lữ Chính Cường lập tức cười ha hả, tỏ vẻ đắc ý, nói. Được lắm, coi như tiểu tử ngươi thức thời, đứa con rể này, ta nhận. Lục Lâm Thiên xấu hổ cười trừ, không biết nên nói gì với Lữ Chính Cường. Lâm Thiên, tuy rằng ta đã chấp nhận ngươi rồi, nhưng chỗ mẹ của Linh Nhi thì ngươi phải tự mình giải quyết đi thôi, chuyện này ta cũng không làm chủ được, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói trên đào hoa yến lần này. Mẹ của Linh Nhi sẽ đích thân xuất quan khảo nghiệm thanh niên tài tuấn trong cổ vực này, chỉ có người qua được bốn cửa của nàng thì mới có thể đạt được sự tán thành của nàng, ta có thể nói cho ngươi biết, thứ tự của bốn cửa này lần lượt là Cầm, Kỳ, Thư, còn có cửa ải cuối cùng là Lưu Vân Phi Tụ do chính bản thân mẹ của Linh Nhi giữ ải. Tự ngươi chuẩn bị cho thật tốt đi. Lữ Chính Cường tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Muốn cưới được nữ nhi của ta thì ngươi cũng cần xuất chút bản lĩnh ra. Để cho người trong cổ vực thấy rõ, con rể của Lữ Chính Cường ta không phải loại người tầm thường. Tiểu tử sẽ cố hết sức. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Chờ sau khi ngươi qua được bốn cửa này, tới lúc đó là có thể thành hôn trước cùng Linh Nhi rồi. Lữ Chính Cường nói. Thành hôn trước. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ. Chẳng lẽ ngươi không muốn, cưới trước thì làm lớn, ngươi có hôn ước với cả con gái Vân Hồng Lăng của Vân Tiểu Thiên Vân Dương Tông, lẫn Lục Vô Song. Chẳng lẽ lại muốn để Linh Nhi của ta làm thiếp hay sao, đương nhiên phải cưới trước rồi. Lữ Chính Cường nói. Chuyện này, chỉ e bây giờ vẫn chưa phải lúc, Lữ trưởng môn phải biết là hiện tại phi linh môn của tiểu tử đã đắc tội với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang,
tình hình hiện tại của Phi Linh Môn không ổn lắm, chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy nói. Sau khi sững sờ xong thì Lục Lâm Thiên lập tức trầm giọng nói. Những gì Lục Lâm Thiên cũng là tình hình thực tế, ngoài ra Lục Lâm Thiên cũng không ngu ngốc, nếu như mình thành hôn với Lữ Tiểu Linh trước thì không cách nào ăn nói với chỗ của Vân Hồng Lăng và Vân Tiếu Thiên được, cũng không thể phụ lòng Vô Song được, còn có Cảnh Văn nữa, không biết nên trả lời thế nào, thành hôn và đính hôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn vào Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường nói. Mấy chuyện này thì ngươi không cần phải lo. Sau khi ngươi và Linh Nhi thành hôn thì ta cam đoan Phi Linh Môn của ngươi sẽ không có việc gì. Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông tuy rằng có thực lực rất mạnh, nhưng Linh Thiên Môn ta cũng không phải hạng dễ trêu. Ngươi là con rể của ta, bọn họ dám động tới Phi Linh Môn thì cũng phải nghĩ cho kỹ một chút. Nếu như muốn đấu thật thì cả cổ vực này đều sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Ta không tin Sơn Môn của ba người bọn họ sau này dám ra tay với Phi Linh Môn của ngươi. Lữ trưởng môn, vấn đề này chúng ta cứ để sau hãy bàn. Lục Lâm Thiên nói, việc này không thể đáp ứng lúc này được. Cũng được, chờ xem tiểu tử nhà ngươi có may mắn qua nổi bốn cửa của mẹ Linh Nhi hay không đã rồi tính. Lữ Chính Cường mỉm cười nói, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Ta và mẹ của Linh Nhi cũng chỉ có một đứa con gái này mà thôi, bình thường đều yêu thương nó vô cùng, khiến cho tính tình của nó có chút hung dữ. Đám đệ tử trẻ tuổi trong Linh Thiên Môn nó không thèm đặt ai vào mắt, ngay cả bốn đệ tử của ta nó cũng chẳng thèm để ý tới, nhưng không ngờ nó lại động lòng với ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể đối đãi với nó thật tốt, ta cũng đã quan sát ngươi một thời gian rồi, cũng biết được ít nhiều, mấy chuyện tình cảm nam nữ riêng tư này ta cũng không muốn quản nhiều. Chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử với nàng thật tốt. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, Lục Lâm Thiên cũng không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ gật đầu thật mạnh rồi nói. Tiểu tử tuyệt đối sẽ không để Linh Nhi ủy khuất. Tốt, chỉ mong rằng ta không nhìn nhầm, chuyện này trước tiên cứ như vậy đi. Chuyện thứ hai chính là ngươi có tình với Linh Nhi, đứa con rể là ngươi đây ta nhận chắc rồi, nên ta sẽ nói vài chuyện cho ngươi biết. Trong cổ vực luôn luôn hỗn loạn, ngoại trừ những người trong Sơn Môn Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và những thế lực phụ thuộc Sơn Môn ra thì vẫn còn không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Ngươi có biết, tại sao Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang lại cho phép những thế lực nhất lưu kia tồn tại hay không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, đối với những chuyện này thì hắn đúng là không biết, ngoài bốn thế lực lớn là Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang ra, cũng còn có Sơn Môn như thuộc hàng thế lực nhất lưu như Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, những thế lực này không thuộc về Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Cổ vực tuyệt đối không đơn giản như ngươi vẫn nghĩ đâu, nói thật cho ngươi biết. Không phải là Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang chúng ta không muốn khống chế những sơn môn này, mà là bởi vì tứ đại sơn môn Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, đồng thời tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cũng vẫn luôn dòm ngó cổ vực, bày không ít tai mắt trong cổ vực, chỉ cần Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang ta có chuyện gì thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho tam tông tứ môn hành động. Cho nên vô luận là Linh Thiên Môn ta hay là Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, tuy luôn muốn khống chế những địa bàn khác, nhưng cũng không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể chọn cách đứng nhìn với một thái độ rộng rãi. Chỉ cần những thế lực đó không uy hiếp tới vị trí của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang thì mặc kệ những thế lực sơn môn khác trong cổ vực có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không quản, cũng không dễ gì dính vào. Ta nói những lời này, ngươi có hiểu ý của ta không? Lữ Chính Cường nói xong, liền nhìn về phía Lục Lâm Thiên đầy thâm ý. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau một lát mới khôi phục lại, thở ra một ngụm chọc khí, nói. Tiểu tử đã hiểu một chút. Lục Lâm Thiên xem như đã nghe rõ, ý của Lữ Chính Cường chính là muốn nhắc nhở mình phải để Phi Linh Môn phát triển hơn nữa, chỉ cần không động tới Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang là được, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang có thể kiềm chế lẫn nhau, đồng thời còn phải đề phòng tam tông tứ môn. Chỉ cần mình không đụng chạm gì tới tứ đại sơn môn thì Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang này cũng không có lòng dạ nào để mà để ý tới mình, như vậy Phi Linh Môn có thể tiếp tục phát triển. Chẳng qua là Lục Lâm Thiên không rõ, tại sao Lữ Chính Cường lại muốn nói những điều này với mình làm gì. Đúng là trẻ nhỏ dễ dậy, nên làm như thế nào thì ngươi cứ làm đi, bất quá có vài thế lực không ít cường giả, mặc dù Phi Linh Môn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, thậm chí có cả yêu thú thất giai đi nữa, nhưng vẫn chưa thể trở thành thế lực nhất lưu được. Thực lực của Phi Linh Môn các ngươi lúc này tuy cũng đã xem với thế lực nhất lưu,
nhưng cũng đừng nên xem thường các thế lực khác. Lữ Chính Cường nói. Lục Lâm Thiên không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, ý tứ bên trong đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, những thế lực nhất lưu có chút thế lực, tuyệt đối sẽ không thua kém gì Phi Linh Môn, cũng có không ít căn cơ nội tình, không phải dễ đối phó. Chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi chính là Linh Thiên Môn của ta muốn kết minh với Phi Linh Môn của ngươi, ngươi thấy thế nào hả? Lữ Chính Cường nói xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Phi Linh Môn của tiểu tử hiện tại chỉ là một tiểu môn phái, trong cổ vực này, còn rất nhiều môn phái mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều, xin hỏi Lữ trưởng môn tại sao lại chọn Phi Linh Môn tiểu tử? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường rồi hỏi. Đối với lời mời kết minh cùng Phi Linh Môn mà Lữ Chính Cường đưa ra, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy khá kinh ngạc, cho nên không khỏi có chút đề phòng. Ha ha! Lữ Chính Cường cười, nói. Rất đơn giản, thứ nhất, ngươi là con rể của ta, Linh Nhi tuy là khá đơn thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, người mà nó đã lựa chọn chắc chắn không tồi, cho nên ta cũng có thể tin tưởng ngươi. Thứ hai, ta quan sát ngươi cũng không ngắn, đấy mới thật sự là lý do ta coi trọng ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi sẽ bước lên cao hơn, mạch nước ngầm của cổ vực hiện tại đang dậy sóng, tùy thời đều có thể xảy ra biến cố, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang tuy bề ngoài là minh hữu, nhưng cũng chỉ là lúc đối phó với tam tông tứ môn và thành ma vân mà thôi. Vạn nhất cổ vực xảy ra chuyện gì, Linh Thiên Môn của ta cần có minh hữu, mà Phi Linh Môn của ngươi là lựa chọn thích hợp nhất, đương nhiên, ta chọn Phi Linh Môn của ngươi cũng có chút mạo hiểm, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta phải thất vọng. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy hơi dao động, ánh mắt trầm xuống, nói. Lữ trưởng môn, nếu như Phi Linh Môn của ta kết minh cùng Linh Thiên Môn thì cần những yếu tố gì, và sẽ được cái gì? Hai người chúng ta kết minh, nếu ngươi gặp phiền toái thì Linh Thiên Môn ta có thể âm thầm giúp ngươi giải quyết, nhưng phải là khi gặp phiền toái lớn kia, chúng ta chỉ có thể âm thầm liên minh, nếu không nghe, có thể sẽ khiến cổ vực náo động. Còn việc mà Phi Linh Môn của các ngươi phải làm chính là vạn nhất sau này cổ vực trở nên náo loạn thì Phi Linh Môn của ngươi phải cùng tiến cùng lùi với Linh Thiên Môn của ta, còn những chuyện khác thì không cần để ý. Lữ Chính Cường nói. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn đang tính toán, Lữ Chính Cường hẳn là có ý tốt với mình, có Lữ Tiểu Linh ở đây, hẳn là sẽ không hại mình, còn mục tiêu của mình quả thực chính là phát triển Phi Linh Môn, mặc dù có nói là âm thầm liên minh với Vân Dương Tông. Thực lực của Vân Dương Tông đương nhiên là không thua kém gì Phi Linh Môn, bất quá trong cổ vực này, lực ảnh hưởng của Linh Thiên Môn so với Vân Dương Tông thì mạnh hơn rất nhiều, nếu như liên minh với Linh Thiên Môn thì Phi Linh Môn quả thật sẽ được bảo đảm thêm một tầng. Về phần vạn nhất cổ vực sẽ trở nên loạn, Linh Thiên Môn cần thêm minh hữu, Phi Linh Môn của mình cũng cần có thêm minh hữu, nếu như vậy thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì, mặc dù trong lòng Lục Lâm Thiên đã đồng ý rồi, nhưng không khỏi suy nghĩ thêm cho cặn kẽ. Nhất định phải loại bỏ hết tất cả những điều kiện bất lợi đối với Phi Linh Môn mới được, mặc dù bây giờ có một tầng quan hệ của mình với Lữ Tiểu Linh, nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cho nên phải có lòng đề phòng, không thể không có lòng đề phòng người ta. Ít nhất cũng phải có một chút. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lộ vẻ suy tư, Lữ Chính Cường chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, tâm trí của Lục Lâm Thiên ổn trọng hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Sau một lúc, Lục Lâm Thiên mới thu liễm thần sắc, ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử đa tạ Lữ trưởng môn đã ưu ái, Phi Linh Môn sau này sẽ kết minh cùng Linh Thiên Môn. Ha ha ha, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta định rồi. Lữ Chính Cường cười ha hả, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lục Lâm Thiên nói. Tốt lắm, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu thôi, ba ngày sau mới là đào hoa yến. Mấy ngày nay ngươi cứ dạo chơi thoải mái, bồi Linh Nhi nhiều một chút, trên đào hoa yến, chỗ mẹ Linh Nhi, ngươi phải cố gắng lên. Lữ Chính Cường nói. Tiểu tử biết rõ. Đúng rồi Lâm Thiên. Lữ Chính Cường đột nhiên hỏi Lục Lâm Thiên. Không biết rốt cuộc là Lục gia có bảo vật gì mà lại có thể kéo được người của Linh Vũ giới lộ diện vậy, ngoài ra hình như còn có một thế lực bí ẩn khác nữa, ngươi cũng không cần phải giấu giếm ta, không có lửa thì sao có khói được. Ta không có hứng thú với bảo vật của Lục gia ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại lập tức trầm xuống, xem ra chuyện ở Trấn Thanh Vân Lữ Chính Cường cũng đã biết rồi, Lục Lâm Thiên liền mỉm cười nói. Thực không dám giấu gì, kỳ thật việc này ta cũng không biết rõ lắm, tộc trưởng của Lục gia không phải ta mà là phụ thân của ta,
có lẽ thật sự có bảo vật gì đó. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi. Lữ Chính Cường cười lên, khẽ lắc đầu, cũng không rõ trong lời nói có ý gì, thủ ấn vừa kết, đạo quang quyển vô hình kia lập tức biến mất không thấy đâu, nói. Linh Nhi đã sắp không đợi nổi nữa rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Tiểu tử cáo lui. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ rồi lập tức rời khỏi nội đường. Tiểu tử này, gian trá xảo quyệt y hệt tên Vân Tiếu Thiên năm xưa. Nhìn bóng lưng của Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường cười rồi nói thầm. Đi ra khỏi nội đường, trong phòng nhỏ, Lục Lâm Thiên vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lữ Tiểu Linh đang ngồi trên ghế đợi mình. Tiểu lừa gạt, cha của ta thần thần bí bí, tìm ngươi nói gì vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cả nửa ngày mới bước ra, Lữ Tiểu Linh lập tức nũng nịu hỏi. Không có gì, cha của ngươi hỏi về chuyện của chúng ta. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lập tức đỏ lên như bôi phấn, càng thêm hồng nhuận động lòng người, cúi đầu ngọt ngào nói. Vậy cha ta hỏi gì, ngươi trả lời thế nào? Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười lần nữa rồi nói. Cha ngươi đã đồng ý chuyện của chúng ta, nói ngươi tính tình điêu ngoa tùy hứng, nếu như ngươi có ức hiếp ta thì nhất định phải nói cho hắn biết. Cái gì, ta làm gì có điêu ngoa tùy hứng? Lữ Tiểu Linh mân mê đôi môi mọng, lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhất định là cha ta cảnh cáo ngươi không được bắt nạt ta, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mới đúng. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười, không nói gì. Đi thôi, ta đưa ngươi về trước. Lữ Tiểu Linh nói, sau đó lập tức dẫn Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện. Lữ Tiểu Linh đi phía trước, Lục Lâm Thiên theo sau, không khí lúc này có phần hơi xấu hổ. Lữ Tiểu Linh đi đường càng cúi thấp đầu hơn không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn lôi kéo vạt áo của mình, tay chân có chút luống cuống. Thấy rõ chưa, nơi ở của Phi Linh Môn các ngươi ấy, cách đó không xa chính là chỗ của Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, và Hóa Vũ Tông, chung quanh chính là mấy thế lực như Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông. Một lát sau, đến bên ngoài một chỗ kiến trúc hùng vĩ kề nhau, Lữ Tiểu Linh liền nói với Lục Lâm Thiên. Đã làm phiền ngươi rồi. Lục Lâm Thiên nói, Lữ Tiểu Linh giúp Phi Linh Môn an bày nơi dừng chân, thật đúng là không kém mấy sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hừ, ngươi đi theo ta trước đi đã, ta lấy cho ngươi ít đồ. Lữ Tiểu Linh nói, ân, đáp khẽ một tiếng, sau đó lại đi theo sau lưng Lữ Tiểu Linh lần nữa, vượt qua vài con đường đá uốn lượn, ven đường cũng có không ít đệ tử Linh Thiên Môn nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Tới rồi, vào đi thôi. Sau một lúc, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên, cả hai đã đi tới một đình viên khá u tĩnh, nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiên Môn, không gian ưu nhã, bốn phía một mảnh xanh biếc. Đây là đâu vậy? Lục Lâm Thiên vừa nhìn bốn phía vừa hỏi. Ngươi cứ đi vào là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.